Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Châu Review. Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé. Trong chớp mắt đã qua 7 ngày. Ngày hôm đó, Lý Nguyên cảm thấy hào hứng vô cùng, bởi vì sau những nỗ lực không ngừng của hắn, cuối cùng tiểu hoàng cũng đồng ý để hắn cưỡi lên. Nhưng khi tối đến, hắn lại nhăn mày lo lắng. Đêm khuya, hắn rời núi như thường lệ, nhưng chưa kịp rời xa tiểu Mặc Sơn, hắn đã nghe thấy tiếng ồn ào từ xa, tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết tiếng chửi mắng, tiếng vật nặng va chạm và cả tiếng vũ khí. Những âm thanh này theo gió đông lạnh lẽo mà tới, bóng đêm tựa như sôi trào, vừa náo nhiệt cũng vừa nguy hiểm. Đã có chuyện gì xảy ra? Lý Nguyên kinh ngạc nhìn một hồi, trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác không lành, hắn tăng tốc bước chân về nhà. Nhưng khi hắn đến gần phường Tiểu Mặc, hắn phát hiện đêm nay lại có một đám người đông đúc đang tập trung ở bên ngoài, không biết đang xem hay đang chờ cái gì, tiếng ồn ào ong 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 xôn xao. Kéo dài tới tận rạng sáng mới yên tĩnh lại lý nguyên đứng yên đợi anh đến trong nhà hắn vẫn còn sáng qua lớp giấy dầu trên cửa sổ hắn có thể nhìn thấy mấy người đang đi lại ở bên trong lý nguyên nhìn rõ ràng là vương thẩm và phượng nhi cả hai người phụ nữ này không biết đã xảy ra chuyện gì đến giờ này vẫn còn ở nhà hắn dường như đang trò chuyện với diêm ngọc lại qua khoảng một canh giờ nữa họ mới lần lượt rời đi sau một lúc nữa anh nến trong nhà tắt lý nguyên quan sát kỹ xung quanh sau khi xác nhận an toàn hắn liền xuyên qua rừng cây như một hồn ma Đến cửa sau nhà mình, nhịp nhàng gõ cửa theo tiết tấu. Cửa sau nhanh chóng mở ra, Diêm Ngọc vội vàng kéo hắn vào trong, rồi khóa cửa lại. Bại rồi, huyện binh đã bại. Sáng nay mới nhận được tin, đêm nay đã có Hồng Liên Tặc xuất hiện bên ngoài thành và bắt đầu công thành. Trong huyện đã có rất nhiều người chết, bây giờ không biết tình hình bên ngoài như thế nào rồi. Trong mắt Diêm Ngọc tràn đầy hoảng sợ, giọng nói cũng run rẩy, cơ thể nhỏ bé của cô như bị tê liệt. Lý Nguyên chạm vào đôi tay của cô, chúng thật lạnh lẽo hắn hỏi, không phải mấy ngày trước vẫn là thừa thắng xông lên sao? Tại sao hôm nay lại thất bại đột ngột như vậy? Diêm Ngọc không kiềm được hoảng loạn mà nói, không biết, không biết nếu huyện binh thất bại, vậy những người của phường tiểu mặc chúng ta có phải đã chết hết rồi không? Vừa rồi Vương Thẩm đến tìm ta mà khóc, nói rằng Vương Thúc có thể đã chết. Phượng Nhi cũng đến tìm ta, là xin lỗi vì chuyện trước đó, cũng khóc sướt mướt, nói có thể Hùng Ca cũng đã không còn. Lý Nguyên nói, Phượng Nhi hỏi ta làm gì? Diêm Ngọc nói, Phượng Nhi nói, dù sao thì chàng cũng là một đại nam nhân lúc này nếu chàng ở nhà thì tốt biết mấy nhìn nàng ấy như vậy cũng thật đáng thương chỉ là một cô gái nhỏ vừa mới dựa vào hùng ca chớp mắt hùng ca đã không còn lý nguyên nói nàng ấy muốn dựa vào ta có khi lắm diêm ngọc ngập ngừng đôi mắt ngọt ngào đột nhiên đảo quanh cô lại gần nói nguyên ca nhi chàng nghĩ thế nào muốn nàng ấy không công phu của chàng giỏi đến thế hai tiểu nương tử thì sẽ làm chàng hài lòng hơn chàng có muốn không chỉ cần chàng nói một tiếng, nói không chừng đêm mai Phượng Nhi sẽ đợi chàng trên giường. Muốn cái gì, Lý Nguyên ôm lấy Diêm Ngọc. Diêm Ngọc nháy mắt, trong bóng tối, cô nhìn chầm chầm vào khuôn mặt của Lý Nguyên và nói, trong phường có nhiều nam nhân đều ăn cơm thèm phở, dù trong nhà đã có bà nương nhưng ánh mắt vẫn cứ hướng ra ngoài. Ta chỉ muốn bưng phở đến cho chàng, chàng có muốn không? Ta chỉ muốn một nữ nhân là Diêm Tỷ thôi, Lý Nguyên ôm Diêm Ngọc thêm một lần nữa. Diêm Ngọc không nói gì nữa, cô rúc đầu sâu hơn và cười trộm, lòng vui dạo rực. Lý Nguyên nói, nàng muốn lên núi cùng ta không? Diêm Ngọc lắc đầu nói, chờ quan sát thêm một chút. Lý Nguyên nói, được. Trừ khi không còn cách nào khác, hắn cũng không muốn đưa Diêm Ngọc vào núi. Một là vì cuộc sống trong núi khá khó khăn, dù có hắn chăm sóc nhưng cũng không biết cơ thể của Diêm Ngọc có thể chịu đựng được bao lâu. Hắn cũng không thể chăm sóc cô mỗi giờ mỗi ngày. Hai là khi vào núi, liên lạc với thế giới bên ngoài sẽ bị cắt đứt, muốn có được công pháp có lẽ cũng sẽ là điều xa vời trong những ngày tiếp theo lý nguyên không dám khám phá sâu vào rừng núi nữa ban ngày sau khi ăn uống đơn giản hắn coi chừng ngoài phường tiểu mặc quan sát những biến động trong phường vào buổi tối hắn quay trở về nhà lắng nghe diêm ngọc kể những tin tức từ bên ngoài tình hình trở nên ngày càng tồi tệ bọn hồng liên tặc đã rút lui nhưng không phải vì bị đánh lui mà là chúng không tấn công huyện sơn bảo nữa và chuyển sang địa phương khác nhưng nhiều người trong huyện sơn bảo đã chết thậm chí cả nha dịch cũng đã chết đi cả đống thời điểm tình hình còn tốt huyện lệnh dẫn bình ra khỏi thành kết quả là không trở về thời điểm thủ thành huyện úy và những cao thủ trong huyện cũng đã thiệt mạng hiện nay người đứng đầu huyện này đã thành một chủ bộ quản văn thư sau lưng còn có mấy a miêu a cầu tình hình trị an trong thành bắt đầu rối loạn có cảm giác như là sắp sụp đổ năm ngày sau lý nguyên mới về nhà đã bị diêm nương tử ôm khóc có chuyện gì vậy diêm nương tử khóc suốt nửa ngày sau đó sợ hãi nói canh hai hôm nay có người gõ cửa gõ cửa phía trước ta còn nghĩ là có lẽ vương thẩm đêm muộn không ngủ được nên sang tìm ta định ra mở cửa nhưng đi được nửa đường ta vẫn còn cảnh giác vì vậy đã cầm lấy dao thái rau đến cửa ta hỏi một câu là ai kết quả không ai nói gì cả ta nhìn ra cửa sổ hu, hu 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 lý nguyên nhớ lại khi hắn đến đây cũng không thấy có chữ số nào bay lượn rõ ràng người đó đã đi vì vậy hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô an ủi đừng sợ có ta đây. Diêm Nương tử khóc một lúc, sau đó ngừng lại nói, ta. À, ta nhìn ra cửa sổ là một nam nhân, không nhìn rõ hình dạng. Nhưng nam nhân đó đang nhìn ta với một ánh mắt đáng sợ. Cửa sổ nhà ta nhỏ, gã không thể trèo vào được. Ta đoán gã chỉ muốn xem xét tình hình trong nhà. Sau đó, có lẽ gã nhìn thấy ta cầm dao trong tay, cho nên gã mới rời đi. Hu hu, cô rất sợ, ôm chặt lấy nam nhân của mình rất lâu cho đến khi cơ thể mệt mỏi, cô mới yên tâm ngủ. Dạng sáng. Lý Nguyên thức dậy làm Diêm Nương tử tỉnh giấc, cô bật dậy ôm chặt hắn, nghĩ buông ra nhưng không buông nổi, chỉ là nghẹn ngào khóc. Nguyên Ca Nhi, hay là chàng quay trở lại được không? Lý Nguyên lạnh lùng nói, muốn quay trở lại cũng phải tóm người này trước, nếu không gã ẩn nấp trong bóng tối sẽ mang lại hậu quả không lường trước được. Làm sao tóm được gã? Đêm nay gã có thể lại đến, nhưng hôm nay ta không vào núi, sẽ trông coi từ xa. Nếu chàng tóm được, Nguyên Ca Nhi, chàng không sẽ giết người chứ? Chuyện này, Nàng đừng lo, giết người nếu bị bắt sẽ bị chặt đầu trước cửa chợ. Đừng lo, Lý Nguyên tỏ ra lạnh lùng và bình tĩnh, nam nhân của nàng không giết người. Ngày thứ hai, Lý Nguyên không lên núi mà mang theo một ít cháo lạnh, âm thầm ẩn nấp trong một khu rừng cách nhà vài trăm mét. Hành động này là có mạo hiểm, nhưng với khả năng hiện tại của hắn, nếu hắn cẩn thận đề phòng, trong phường tiểu mặc này không có ai có thể tìm thấy hắn. Trời dần dần trở nên tối, từng nhà trong phường tiểu mặc đều đóng cửa. Trong khi đó, một cơn ác phong nổi lên ở giữa ngọn núi thứ hai và sơn khẩu ngoại vi tiểu mạc sơn nhanh chóng xuyên qua núi rừng và không lâu sau đã chạy đến sơn khẩu sau khi bóng đen đó ngửi ngửi siêu một tiếng vọt ra và nhanh chóng tiến về phường tiểu mạc vừa vào phường bóng đen ấy lẻn vào rừng lúc chạy lúc rừng chỉ trong thời gian ngắn đã đến gần khu rừng cách nhà lý nguyên vài trăm mét dưới ánh trăng âm u bộ dáng của bóng đen lộ ra hình dáng mãnh hổ lộng lẫy đôi mắt nhìn chằm chằm xung quanh nâng chân đi tới lặng lẽ đi trong bóng tối và đến bên cạnh một nam nhân lý nguyên vút ve đầu nó sau nhiều ngày ở cùng nhau hắn đã hiểu sở tính cách của mãnh hổ này mỗi ngày con hổ này đều đến tìm hắn và đều phải cùng hắn ăn thịt dù hắn ở đâu con hổ này cũng theo mùi hương mà tìm thấy hắn lão hổ nói ngao ô sao ngươi không trở về lý nguyên không nói gì lão hổ nói ngao ô ta chưa ăn gì cả lý nguyên thấp giọng nói giống giết lão hổ nói "Giống, giết sao?" Lý Nguyên nói, "Giống giống, ta chỉ ai, ngươi giết người đó." Lão hổ nói, "Giống, ăn được không?" Lý Nguyên nói, "Giống, đi vào núi mà ăn, giống, đừng kêu to." Một người một hổ cứ đứng im như vậy, một là tông sư truy tung, một là kẻ săn mồi bẩm sinh. Lý Nguyên liếc mắt sang bên cạnh mình và bất ngờ nhìn thấy chỉ số đã biến thành 29, 33. Đây là khi hắn và lão hổ hòa thành một thể thống nhất. Hắn cảm nhận được, thực sự có cảm giác ăn ý không thể giải thích kết nối và tăng cường. Nhưng chỉ cần hắn và lão hổ cách xa một khoảng nhất định, chỉ số này sẽ lại chia thành 24 đến 25 và 5 đến 8. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, canh ba, một bóng đen đột nhiên xuất hiện bên ngoài nhà Lý Nguyên, bóng đen di chuyển nhẹ nhàng đến hàng rào, lách qua đi về phía đại môn. Trong lòng Lý Nguyên bỗng nảy sinh hoan ý, hắn vỗ nhẹ vào lão hổ và nói, giống, cắn chết, giống, kéo ra ngoài. Trong thời đại này, người cũng đã xâm nhập vào nhà, theo dõi bà nương của hắn hắn chắc chắn không thể lo trước lo sau sợ ra tay quá nặng hay là giết nhầm phải không giống bên âm thanh vừa vang mãnh hổ bên cạnh hắn đã lao ra như một cơn lốc xoáy trực tiếp lao tới cái bóng đen vừa lách qua hàng rào kia ngoài cửa nhà lý nguyên bóng đen đó đã vượt qua hàng rào và tiến tới sát cửa gã không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào như không có khóa mà ngay lúc này bóng đen bất ngờ có cảm giác và quay sang nhìn bên cạnh vừa nhìn đã thấy dưới ánh trăng trắng sáng là một con mãnh hổ đang vọt qua hàng rào Bóng đen giật mình cứng người, gan mật đều vỡ, bắp chân mềm nhũn, suýt chút nữa là ngã quỵ xuống. Trong miệng của bóng đen vô thức phát ra tiếng kêu sợ hãi a ha. Hai tay vội vàng dùng lực đẩy mạnh về phía trước. Cửa nhà của Lý Nguyên bị đẩy trực tiếp mở ra. Nó chẳng khóa. Bóng đen hoảng loạn chạy vào trong. Chỉ cần chạy vào, gã lập tức chặn cửa lại, không lẽ con mãnh hổ này còn có thể xông vào phải không? Nói chậm nhưng thực tế rất nhanh, con mãnh hổ này như đơn kỵ trảm tướng hai chân còn chưa chạm đất thì đã bổ nhào về phía trước rút ngắn khoảng cách nhanh như tia chớp chưa gì đã vòng qua phía sau lưng gã thân hình nó lao vào không trung nanh sắc nhọn trực tiếp cắn vào sau cổ bóng đen ngã xuống phát ra tiếng kêu thảm thiết cứu mạng cứu mạng mãnh hổ cắn lấy cổ rồi kéo bóng đen chạy đi phía sau tiếng kêu thê thương của bóng đen đã kinh động tới thôn xóm yên tĩnh vương thẩm nghe tiếng động từ nhà diêm nương tử nhanh chóng cầm dao phay nhìn qua cửa sổ vừa nhìn sắc mặt của vương thẩm trở nên tái nhợt hổ hổ lớn vào thôn rồi mãnh hổ cứ kéo lê bóng đen kia khi tới gần khu rừng lý nguyên nhìn thấy rõ bóng đen đó rõ ràng là gã lưu manh đã từng thua trong trận vật tay với hắn hắn suy nghĩ một lát rồi hiểu gã lưu manh này cũng là nhân họa đắc phúc tay bị thương cho nên trốn tránh được trương binh và từ lúc trương binh tới nay đã trôi qua một tháng xương cổ tay gã lưu manh đã lành gã nhìn thấy huyện binh đã bại nhiều nha dịch đã chết huyện úy cũng mất trật tự hỗn loạn cho nên gã sinh lòng xấu xa mưu đồ thừa dịp đêm tối tới nhà hắn để cưỡng hiếp diêm ngọc cũng là để trả thù hắn ban đầu gã lưu manh này không có gan lớn đến như vậy nhưng giờ đây chị an hỗn loạn như vậy nên gã mới sinh ra ác ý lý nguyên qua cơn hoảng sợ biểu tình trở nên lạnh lẽo hắn nhìn gã lưu manh lúc này gã đã mất ý thức máu chảy từ động mạch cổ xuống đất như sàn nhà dùng máu lau và thực lực tổng hợp một hai trên đầu gã lưu manh cũng dần dần giảm trở thành không đến một rồi nhanh chóng biến mất. Điều này có nghĩa là gã lưu manh đã chết thật sự. Mãnh hổ ngoái đầu, siết chặt cổ của gã khen kết, rồi tiếp tục kéo ra ngoài. Và cảnh tượng này, bất cứ nhà nào miễn là nghe thấy tiếng kêu đều lập tức khép kín cửa, không ai dám ra ngoài. Đây là chuyện bình thường. Trai tráng trong nhà đều bị trưng thu đi rồi, người già và trẻ nhỏ có gì mà dám đối đầu với mãnh hổ. Đêm nay phường tiểu mạc lặng ngắt như tờ, chỉ có âm thanh khen kết của mãnh hổ cắn người ở bên ngoài trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy nặng nề nhưng không ai dám mở cửa nếu có trẻ nhỏ khóc người trong nhà sẽ nhanh chóng che miệng sợ rằng sẽ dẫn mãnh hổ đến ngày hôm sau hừng đông phường tiểu mặc vẫn vô cùng an tĩnh cho đến gần trưa mới vài người cầm đinh ba gậy gộc trong nhà và nhẹ nhàng mở cửa nhìn ra ngoài còn ở nhà lý nguyên diêm nương tử xoa cái chán đang đau ngồi dậy trên giường cô đầu óc mờ màng trước đây chưa từng gặp tình huống như vậy nhìn ra phía ngoài đã thấy ánh nắng mặt trời đã chiếu vào trong cửa cánh cửa nhà thì mở toang để ánh nắng chiếu vào đồng thời cũng phơi bày không khí bình tĩnh trong phường cửa sao lại mở ta bị làm sao vậy diêm nương tử giữ chặt đầu bỗng nhiên người cô cứng đờ trời đã sáng nguyên ca nhi đâu làm sao cô lại không có chút ký ức nào diêm nương tử bỗng nhận ra điều gì đó vội vàng cúi đầu hai tay sờ trên sờ dưới người sau một lúc mới thở phào nhẹ nhõm cô đoán là mình bị người ta hạ thuốc vậy mà cô không hề biết chút gì cô cứ ngủ như vậy rồi lỡ như có ai vào làm nhục cô thì cô cũng không biết nếu bị một gã đàn ông lạ mặt mò lên giường và làm bẩn cơ thể mình cô cũng không có mặt mũi để gặp người khác chẳng còn mặt mũi để gặp nguyên ca nhi của cô nhưng may mắn thay cô nhanh chóng nhớ lại sự việc ngày hôm qua ai đã hạ độc cô ai có cơ hội hạ dược bỗng nhiên khuôn mặt cô trở nên xấu đáy lòng cháy lên lửa giận hôm qua chỉ có hai người đến nhà, là Vương Thẩm và Phượng Nhi. Vậy là Nguyên Ca Nhi giúp ta sao? Nhưng sao chàng lại quay trở về? Diêm nương tử vội vàng xuống giường, nhanh chóng xỏ giày và chạy ra ngoài, nhưng vừa đến cửa đã a lên một tiếng. Nhưng tiếng kêu này chưa kịp phát ra, Diêm nương tử đã vội ngậm chặt miệng mình, từ tiếng a thành một tiếng vang trầm thấp. Trong sân ngoài cửa, có máu. Máu trên đất nhão óng ánh dưới ánh nắng mặt trời. Chói mắt và ghê rợn. Ở gần rừng phường Tiểu Mặc, một đám người đang vây quanh. Họ nhìn thấy một người bị gặm ăn đến máu thịt be bé bét nằm đó. Đây không phải là Trương Thập Tứ trong thôn sao. Trương Thập Tứ tuổi còn trẻ, sức mạnh không nhỏ, vốn nên bị bắt phu, nhờ vết thương trên tay mà trốn qua một kiếp, thật không ngờ, ai. Gã chết thật thảm, con hổ lớn đó liệu có còn ở gần đây không, một người vội vàng nhìn xung quanh. Ngay sau đó, lại có người tò mò nói, tại sao Trương Thập Tứ lại ở bên ngoài vào giữa đêm như vậy. Ta nghe tiếng thét thảm, có vẻ như là phía nhà vương thẩm một người phụ nữ đứng cạnh nói nhà vương thẩm một người nam bất ngờ nói bên cạnh nhà vương thẩm không có một quả phụ sao ta nhớ rồi trương thập tứ đã bị nam nhân của quả phụ đó đánh liệu có phải đêm qua hắn ta muốn đi vào nhà sờ quả phụ đó người nam này nói vài câu đột nhiên nói tiếp thời đại này có lẽ chuyện này cũng không có nha dịch quả nữa câu nói này khiến mọi người sững sờ nhất thời không khí trở nên yên tĩnh tới đáng sợ đi xem nhà vương thẩm và quả phụ kia đi một người nói trong chốc lát mọi người trong làng đã đến nhà lý nguyên có người trực tiếp nhìn vào trong sân nhưng thấy sân nhà rất sạch sẽ không có vết máu hay vết kéo dài hơn nữa cửa vẫn đóng chặt vương thẩm thấy có nhiều người nàng chạy ra và gọi qua hàng rào diêm nương tử diêm nương tử gọi hai tiếng mà không thấy động tĩnh mọi người nhìn nhau nhìn thấy sự nghiêm trọng trong mắt đối phương sau đó đi thẳng vào trong một người đàn ông dẫn đầu đã đến trước cửa vừa muốn gõ nhưng chỉ mới chạm nhẹ đã éo ẹt một tiếng cửa mở ra mọi người thấy lạ cửa của nhà này lại không đóng khi vào trong nhìn xung quanh thấy diêm nương tử đang nằm trên giường trong y phục màu xanh hoa trắng nhiều người vào như vậy nhưng nàng vẫn không phản ứng gì diêm nương tử diêm nương tử vương thẩm xô đẩy qua đám người vội vàng chạy đến thở phào nhẹ nhõm khi kiểm tra còn hơi thở mọi người nhìn thấy và bắt đầu thảo luận người này bị sao đây là ngất đi là bị lão hổ hù a người ngất mà có thể nằm đẹp như thế trên giường sao dùng não đi một người nói ta nghĩ diêm nương tử này có khi đã bị lừa vương thẩm nhanh chóng tìm một cái chén múc một chén nước lạnh từ trong chum vừa để diêm nương tử tỉnh táo vừa hô tên của cô một lát sau mí mắt của diêm ngọc mới giật giật chậm rãi mở ra rồi nghi ngờ mà nhìn người ở cạnh giường ta các người Đầu ta đau quá diêm ngọc lắp bắp nói năng lộn xộn vương thẩm các người làm gì ở đây vương thẩm nói diêm nương tử a đêm qua có mãnh hổ đột nhập vào phường con hổ đó đã kéo trương thập tứ đi trương thập tứ diêm ngọc ngơ ngác trong đám đông một người nam nói trương thập tứ đến gần nhà ngươi cũng từng ở đây gào thảm ta ta không biết gì cả đầu ta đau quá diêm ngọc xoa chán rồi đột nhiên hỏi các ngươi các ngươi vào nhà ta như thế nào một người nữ nói cửa không khóa vừa đẩy đã mở à ta ta không thể không khóa cửa được diêm ngọc nói mọi người cùng nhau thầm thì thảo luận một lúc toàn bộ sự việc từ từ phơi bày. Trương Thập Tứ đã cho Diêm Ngọc uống một loại thuốc mê, sau đó định thừa dịp trời tối để trả thù. Kết quả, Trương Thập Tứ lại không may gặp mãnh hổ và bị kéo đi, thuốc mê. Đúng, tối qua ta đã uống nước mà Phượng Nhi đưa, bỗng nhiên ta cảm thấy hoa mắt, Diêm Ngọc nói lầm bầm. Bất ngờ, cô thay đổi khí thế, mạnh mẽ bật dậy, vô lấy con dao phay rồi chạy ra ngoài. Cả người trong thôn cũng đều đi theo. Diêm Ngọc đến nhà Phượng Nhi, hạ dao xuống, trực tiếp vỗ cửa và gọi, Phượng Nhi, Phượng Nhi. Không ai trả lời. Diêm Ngọc đẩy cửa, cửa khóa chặt. Cô lùi lại và lao tới đạp cửa, nhưng vóc dáng cô nhỏ nhắn, làm sao có thể đạp nổi. May mắn là Vương Thẩm có vóc dáng lớn hơn nhiều, lúc này nàng cũng tức giận, cùng giúp Diêm Ngọc đạp cửa. Lặp lại vài lần, cửa mở ra. Diêm Ngọc cầm dao lao vào trong, nhìn xung quanh, thấy chăn đang nhấp nhô. Diêm Ngọc sốc lên, thấy Phượng Nhi đang trốn trong chăn, run rẩy lẩy bẩy. Diêm Ngọc chỉ dao vào mặt à? từ từ nói, sao ngươi lại hại ta? Phượng Nhi bị sợ, lắp bắp nói, không, ta không. Tại sao ngươi lại hại ta? Diêm Ngọc lại tiến gần hơn vài bước. Phượng sợ đến hét lên, không phải ta hại tỷ, là thập tứ, là trương thập tứ. Phượng Nhi vốn không phải là một nữ nhân dũng cảm, cũng không phải là nữ nhân trung trình. Khi Hùng ca ra đi thì nàng vẫn còn đợi, nhưng khi tin giữ truyền về thì nàng không còn muốn đợi nữa. Từ đó nàng câu dẫn được trương thập tứ, một người có thân thể cường tráng trong thôn. Sau khi cả hai vui vẻ xong, Trương Thập Tứ hỏi về tình hình của Lý Nguyên. Phượng Nhi nói Lý Nguyên đã mất tích một tháng rồi. Trương Thập Tứ lại hỏi về tình hình của nương tử của Lý Nguyên. Phượng Nhi nói nhiều, lỡ miệng, nhắc tới trước đây Diêm Ngọc xinh đẹp cỡ nào, sau đó đột nhiên lại béo và xấu đi. Trương Thập Tứ chỉ cần nghe là đã đoán được có thể là hóa trang, vì vậy yêu cầu Phượng Nhi giúp gã. Ban đầu Phượng Nhi không đồng ý, nhưng không thể cưỡng lại sự thuyết phục của Trương Thập Tứ, nên mới đồng ý hạ thuốc mê giúp cho Trương Thập Tứ, rồi vào buổi tối gã tự chạy vào nhà. Trạng vạng tối sau khi nàng hạ độc xong, nàng đặt Diêm Ngọc lên giường và rồi về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Tối tối, nàng không thể ngủ. Mà đến nửa đêm, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng thét ở bên ngoài, nàng vội vàng bò tới cửa sổ nhìn, chỉ thấy một mãnh hổ đang kéo lê một người trên đường chính của phường. Tiếng thét thảm đó chính là của Trương Thập Tứ. Tâm trí Phượng Nhi trống rỗng, bên tai chỉ có vo vo ve ve, nàng bị dọa sợ rồi trực tiếp trườn vào trong chăn, đến sáng cũng không dám ra ngoài, tới lúc nhìn thấy Diêm Ngọc cầm dao và xông vào phá cửa. Lúc này, nàng không thể chịu sức ép từ mọi người nên đã kể lại sự việc, sau khi kể xong, nàng lại khóc với nước mắt nước mũi giàn giụa, "Diêm tỷ tỷ, muội có lỗi với tỷ, muội vốn không có ý định hại tỷ, muội chỉ muốn dựa vào một nam nhân, muội chỉ muốn dựa vào một nam nhân thôi." Diêm Ngọc lạnh lùng nhìn nàng, nói, "Báo quan đi." "Diêm tỷ tỷ, Diêm tỷ tỷ, muội không có ý định hại tỷ, muội không muốn vậy đâu." Phượng Nhi gào khóc. Diêm Ngọc không bị ảnh hưởng, hỏi, ngươi có từng nghĩ, nếu Trương Thập Tứ làm bẩn ta, ta sẽ như thế nào chưa? Phượng Nhi lập tức im lặng, Phương Tiểu Mặc ầm ầm ý ý suốt nửa ngày, có lẽ là do sợ hổ sẽ trở lại thôn, khi màn đêm vừa mới buông xuống, mọi người đều trốn vào trong nhà, đóng cửa sổ kín, khóa chặt cửa lớn. Những gia đình có châu bò, gà vịt dê thì đều nhốt gia súc vào trong nhà. Một số người còn nghi ngờ, trong thôn có gia súc, vậy tại sao hổ lại cắn người? Sau khi suy nghĩ, kết luận chính là Trương Thập Tứ xui xẻo, đêm còn chạy lung tung nên xui xẻo bị hổ xuống núi thấy hổ không cắn gã còn cắn ai nữa nửa đêm lý nguyên lặng lẽ trở về nhà qua cửa sau trong bóng tối diêm ngọc lao thẳng vào lòng hắn lý nguyên nói hôm nay người rất thúi diêm ngọc ôm chặt eo hắn đặt khuôn mặt lên ngực hắn nói nhẹ nhàng ta không chê chàng thối đâu khi nói xong cô lột quần của lý nguyên sau một hồi náo động diêm ngọc nằm trong lòng lý nguyên nhẹ nhàng hỏi chàng thật sự đã thuần hóa một lão hổ lý nguyên nói ta đã nói với nàng rồi diêm ngọc nói ta nào ngờ được phu quân của ta lại có bản lĩnh thuần một con hổ giống như đang nằm mơ vậy đột nhiên diêm ngọc nói nó không cắn chàng chứ lý nguyên đáp không cắn diêm ngọc lo lắng nói chàng nên cẩn thận chút loại hổ ăn người này sao có thể biết được đừng lo lắng lý nguyên chuyển chủ đề nói về chuyện của nàng đi hổ cắn tên lưu manh kia thì hẳn là để lại vết máu trong sân có gây nghi ngờ gì không diêm ngọc tường thuật lại mọi chuyện xảy ra lý nguyên không khỏi ngạc nhiên cách xử lý này thật đúng đắn bà nương nhà mình cũng thật có tâm tư kín đáo còn phượng nhi thì sao ta đã nhờ người lên phường báo quan chuyện liên quan đến mãnh hổ cũng liên quan đến phượng nhi nhưng đến bây giờ vẫn chưa có nha dịch nào đến diêm ngọc thở dài có lẽ phường đã không còn nhiều nha dịch nữa thời đại này ai mà biết được lý nguyên suy nghĩ một chút nói tối nay và ngày mai ta sẽ không quay lại ta sẽ vào núi tìm đường lần nữa nếu lần này tìm được con đường dẫn đến một nơi tốt hơn, ta sẽ dẫn nàng đi. Nếu không tìm thấy hoặc nơi đó không tốt bằng huyện Bảo Sơn, ta sẽ tự làm mình bị thương, sau đó quay trở lại. Từ bây giờ, ta chỉ uống nước, không ăn cơm. Diêm Ngọc còn muốn nói thêm, nhưng nghĩ đến nam nhân của mình đã có khả năng huấn luyện cả hổ ăn thịt người, còn cần phải suy nghĩ gì nữa. Vì vậy, người vợ nhỏ chỉ dựa vào người chồng của mình và nhẹ nhàng nói, "Hãy cẩn thận nhé." Ngày hôm sau, sáng sớm, Lý Nguyên trở lại núi. Mai nhọn mũi của năm cái mũi tên, cẩn thận đặt chúng vào ống tên, sau đó chọn một số viên đá phù hợp để bắn cất vào trong túi. Hắn cõng thổ cung, nhét đao bổ củi vào thắt lưng và ngồi lên lưng mãnh hổ. "Tiểu Hoàng, giống, Tiểu Hoàng, đi." "Giống, đi đâu?" "Giống, ăn." Sau cuộc trao đổi ngắn gọn, mãnh hổ bắt đầu chạy. Trong thời gian này, mãnh hổ đã ăn đủ thịt và có năng lượng dồi dào. Hai người đi cùng nhau, nhanh chóng vượt qua sơn ải ngăn cách ngọn núi thứ hai và thứ ba lúc này lý nguyên cưỡi trên mãnh hổ lúc thì gấp rút lên đường lúc thì dừng lại nghỉ ngơi có tiểu hoàng ở bên lý nguyên gần như không cần lo lắng lạc đường dù có đi đâu trong rừng núi thì mãnh hổ này cũng có thể quay trở lại ngọn núi thứ hai nhờ vậy hành trình trở nên nhanh hơn rất nhiều chỉ trong nửa ngày hắn đã tới nơi xa nhất mà lý nguyên từng tới và hắn vẫn còn một ngày nữa một nửa ngày sau cả hai vẫn còn ở trong núi chẳng hiểu sao không ra ngoài được tiểu hoàng giống tiểu hoàng ngươi đã từng đi qua đây chưa? Giống, đã đi qua. Lý Nguyên nhìn Tiểu Hoàng, phát hiện nó không có hứng thú, có lẽ nó đã mệt rồi. Hắn nhìn xung quanh, càng đi sâu vào rừng núi, cảnh rừng càng hoang sơ, tràn ngập những cây cối kỳ quặc. Khắp nơi mọc đầy dây leo và rễ cây, giống như những con rắn và con chăn khổng lồ treo lủng lẳng khắp mọi nơi. Đại thụ cao chọc trời cùng với những ngọn núi xung quanh tạo thành một thế giới cho người khổng lồ, càng làm nổi bật sự nhỏ bé của bản thân. Giống giống giống, có thôn làng của nhân loại không? Giống, không biết. Giống, không biết à. Giống, trở về đi. Giống, tại sao? Giống, quay về đi. Một người một hổ trò chuyện với nhau, Lý Nguyên bắt đầu nhận ra có điều kỳ lạ, có lẽ là Tiểu Hoàng không thích ứng được với nơi này. Đêm xuống, cả hai nghỉ ngơi một lát. Trong núi hoang này, đôi khi có dã thú chạy qua, chữ số tổng hợp dao động từ 0 đến 8, hoàn toàn không đáng ngại. Lý Nguyên đốt lửa, nằm kê trên lưng Tiểu Hoàng nghỉ ngơi một lát. Hắn cảm thấy hơi buồn. Ngày mai trước bình minh, hắn sẽ tiếp tục khám phá, nếu đến trưa mà vẫn chưa tìm thấy chỗ nào ở thì chỉ còn cách quay trở về. Ngày thứ hai, ngay khi trời vừa xám, Lý Nguyên mở mắt, dùng thịt nướng để đánh thức Tiểu Hoàng. Dừng trước bình minh tràn ngập sương mù. Tiểu Hoàng ăn xong thịt nướng, lắc lắc người, tiếp tục chở Lý Nguyên chạy vào núi. Tới gần trưa, sương mờ tan đi, nắng ấm trời đông chiếu sáng trên đầu. Nhưng đi được một lúc, không khí đột nhiên trở nên lạnh hơn, mang theo chút lạnh lẽo tiểu hoàng bất ngờ dừng lại lý nguyên thúc giục vài lần nhưng tiểu hoàng không chịu chạy tiếp trong mắt nó có nỗi sợ hãi không rõ lúc lý nguyên cố thúc đẩy tiểu hoàng bất ngờ rẽ sang con đường khác từ giữa rừng leo lên sườn dốc giống ngươi muốn ta nhìn cái gì à giống đúng vậy lý nguyên nhảy xuống từ lưng mãnh hổ đứng bên mép vách đá nhìn tới phía xa chẳng có gì đặc biệt chưa kịp nói hết câu giọng nói đang thì thầm của hắn phải nuốt lại vào họng cổ của hắn như bị kẹt lại giống như thời gian đã dừng lại phía xa trong hạp cốc có một sơn trang bị cô lập ngay cả khi cách rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự rách nát và mùi gỗ mốc của nó giống như một cái xác chết khổng lồ nhưng điều đó còn chưa là gì trong sơn trang còn có cầu nước đang chảy dòng nước kia chảy nhưng không thấy đầu không thấy đuôi nhưng vẫn chảy ảo ảo trong đó còn có những chấm đen đang lơ lửng mặc dù không thể nhìn rõ nhưng mang lại một cảm giác kỳ quái đáng sợ càng quan trọng hơn phía trên sơn trang đó cũng đang bay lượn một chữ số chữ số đó là một dấu chấm hỏi màu máu đáng sợ Quái quái gì vậy? Đúng lúc này, âm thanh mở cửa rộn ra gà đột nhiên từ xa truyền đến, rõ ràng là rất nhẹ nhàng nhưng lại nghe rất rõ. Âm thanh đó là gì? Lý Nguyên nhìn Tiểu Hoàng, hắn không rõ đó có phải là tiếng ảo giác của hắn không. Mà rõ ràng là Tiểu Hoàng đã nghe thấy, nó bị dọa điên rồi, ngay lập tức quay người và chạy như điên. Lý Nguyên giật mình, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không quan tâm nữa, hắn quay người và dốc hết sức chạy theo Mãnh Hổ. Lý Nguyên cảm thấy miệng khô khan trái tim trong ngực đập thình thịch dữ dội máu chảy như muốn lao ra ngoài mặt đỏ bừng bừng nhưng khí huyết lại không thể làm cho cơ thể hắn ấm lên tay chân hắn lạnh lẽo óc như đang đóng băng trong đầu hắn chỉ còn cảm giác sợ hãi sơn trang kỳ lạ giống như xác chết tiếng cửa mở nhẹ nhàng nhưng đáng sợ ấy lặp đi lặp lại trong đầu hắn không cho hắn suy nghĩ về bất cứ điều gì khác một cảm giác không thoải mái bắt đầu sản sinh trong cơ thể hắn đó là một cảm giác kỳ lạ và âm lãnh nó đang chạy dọc theo xương sống hắn như một bàn tay của xác chết đang sờ lưng hắn a à, lý nguyên kinh hãi hét nhẹ lại ra sức chạy nhanh hơn trong nháy mắt vượt qua tiểu hoàng nhưng đột nhiên hắn cảm thấy trời đất quay cuồng cơ thể hắn mất sức ngón chân vấp phải một sợi dễ to hắn bị hất lên không trung lao về phía trước bịch 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 hắn lăn trên mặt đất vài vòng nhưng hắn không để ý đến đau đớn nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục chạy về phía trước hắn chạy rất phí sức giống như đang cõng trên lưng một thứ gì đó nặng nề hắn không dám quay đầu nhìn lại chỉ có hai tay của hắn liên tục vung về phía sau nhưng chỉ đánh vào không khí khi nhìn lại tiểu hoàng tiểu hoàng cũng đang chạy một cách rất vất vả trên mặt hổ hiện ra nỗi hoảng sợ rất nhân tính nhưng cũng không có gì trên lưng nó chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra rõ ràng đã cách xa trong lòng lý nguyên điên cuồng la hét hắn thở hồng hộc gương mặt trắng bệch yếu ớt đột nhiên hắn trở nên hoảng hốt cả người giống như hồn rời khỏi thể xác cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát mà ngã bay ra xa thời gian dường như chậm lại mọi âm thanh đều im bặt bịch sau khi đáp xuống chán hắn va vào một tảng đá trực tiếp làm rách da máu tươi chảy ra cảm giác đau này không khiến hắn cảm thấy linh hồn về lại thể xác thay vào đó hắn cảm thấy cơ thể ngày càng nhẹ ý thức ngày càng mờ nhạt trong đầu hắn giống như có hàng ngàn bông tuyết bay lượn hỗn loạn khủng khiếp tất cả ý thức đang nhanh chóng biến mất thêm điểm thêm điểm lý nguyên giống như người đang chết đuối Liêu Minh cố gắng bám vào cọng cỏ cứu mạng. Mà vào lúc này, điều hắn làm chỉ có thể là thêm điểm. Sau một thời gian dài tích lũy, số điểm còn dư của hắn đã đạt đến 172 điểm và hắn nhanh chóng nhấn vào dấu phía sau truy tung cấp tông sư, không trên 160. Rất nhanh, truy tung cấp tông sư, không phần 160 đã được nâng cấp lên truy tung cấp tông sư 160 trên 160. Theo cú nhấn cuối cùng kết thúc, một ký ức hoàn toàn mới hiện ra, chiếm lĩnh tâm trí của hắn trong ký ức này hắn là người đã trải qua nhiều trận chiến từng đốn ngộ và được cao nhân chỉ điểm cuối cùng đã lĩnh hội được thuật truy tung tối cao những ký ức hoàn toàn mới này trùng kích rất mãnh liệt làm cho ý thức vốn đang tán loạn của lý nguyên lại khôi phục chút tri giác hắn cử động ngón tay cắm chặt vào đất ẩm trong rừng mười ngón tay siết chặt cố gắng đỡ người đứng dậy hắn thở hồng hộc mồ hôi lạnh chảy dòng máy móc xoay đầu thân sắc sợ hãi nhìn bốn phía không có gì cả ngay cả tiểu hoàng cũng không có nhưng hắn đã bất chấp tất cả sau khi cắn mạnh đầu lưỡi hắn như chạy như điên về phía xa khi đến lý nguyên mất chưa đầy một ngày rưỡi lúc chạy qua đèo núi hắn lại mất hơn hai ngày tiểu hoàng thì đã không thấy mà lý nguyên thì nghiêng ngả lảo đảo về tới động quật ngày thường của mình hai mắt hắn đỏ lên mặt như giấy vàng đầu óc trống rỗng đột nhiên một cỗ cảm giác cực độ khó chịu lại vọt lên oẹ hắn nằm sấp trên mặt đất nôn mửa điên cuồng nhưng đã ba bốn ngày rồi hắn chưa ăn cơm chỉ nôn ra chút nước chua trở về trở về lý nguyên lẩm bẩm hắn không dám nghĩ tới sơn trang lúc trước nữa bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng đến chỗ có người hắn sẽ quay về phường tiểu mặc mà lý trí nói cho hắn biết bây giờ trở về lại rất đúng lúc hắn ngay cả diễn cũng không cần tiện tay cầm một cây gậy gỗ khô vừa chống vừa lảo đảo đi về phía phường tiểu mặc đêm khuya ánh trăng trải ra một con đường trắng bệch lý nguyên đi tới đi lui bỗng nhiên cảm thấy thân thể càng ngày càng mệt mỏi mắt tối sầm thân thể lảo đảo ngã nhào về phía trước hắn nằm rất lâu mới lấy lại được một chút sức mạnh không được phải đứng lên đứng lên hắn cố bỏ mà sắc trời thì đã sáng một tia sáng trói mắt màu vàng xuất hiện ở đường chân trời mặt trời mọc ánh mặt trời chiếu vào người lý nguyên nhưng hắn lại không cảm giác được chút ấm áp nào trong phường tiểu mặc có vài gia đình cẩn thận mở cửa chuyện hổ cắn người đã qua vài ngày cảm giác cẩn thận lúc ban đầu của bọn họ đã phai nhạt dù sao cũng phải thừa dịp sắc trời còn sớm đi kiếm chút tiền, kiếm chút đồ ăn. Đây là ai vậy? Một người phụ nữ trung niên đột nhiên nhìn thấy Lý Nguyên. Trước mặt nàng là một người chống gậy, lôi thôi lếch thách, toàn thân là máu, đồng tử tan rã, sắc mặt tái nhợt, giống như có thể chết bất cứ lúc nào. Chỉ chốc lát sau, lại có vài người ra cửa và nhìn thấy tên ăn mày đi trên con đường đất vàng của phường Tiểu Mặc. Cuối cùng cũng có một ông già nhận ra tên ăn mày này là ai. Lý Nguyên, lão càng nhìn càng thấy không sai, hô to, chính là lý nguyên bên cạnh có người chạy vào trong phường đi thông báo cho diêm nương tử còn có người tò mò nhìn nghe nói lý nguyên đã mất tích hơn một tháng trước vốn tưởng rằng đã chết không ngờ bây giờ lại còn sống nhìn xem sống cũng không dễ dàng gì ta nhớ trước kia nguyên ca nhi này rất lợi hại không biết đụng phải cái gì mà lại biến thành dáng vẻ như thế này lại có người chạy đến trước mặt lý nguyên hô to lý nguyên lý nguyên ngươi còn nhận ra ta không như lý nguyên chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ thân thể mọi thứ trước mắt hắn đều có vẻ mờ ảo giống như bị ngăn cách bởi một tầng hơi nước chung quanh không có ai dám đỡ hắn bộ dáng như vậy không biết ở trong núi như thế nào lỡ như trên người hắn có thứ gì bẩn thỉu hoặc là có độc gì thì sao mọi người tự bảo vệ mình chỉ đứng nhìn không ai giúp đỡ mà đúng lúc này từ xa một thôn cô vội vã chạy tới áo nền xanh hoa trắng quần đen xinh xắn và một đôi giày thêu có lẽ là đi quá vội vàng hoặc có lẽ là đợi một đêm nhưng không thấy nam nhân nhà mình nên quá kích động lúc này diêm nương tử chỉ là vội vàng dùng cho bôi lên mặt còn vải vụn thì lại quên nhét nguyên bản diêm nương tử là gầy gò nho nhỏ nhưng mấy hôm nay ngày nào cũng ăn thịt thân thể đã sớm dưỡng tốt chỗ béo chỗ gầy người bên ngoài vừa nhìn liền hiểu được a à, thường ngày là giả vờ đây mà khó trách lúc trước trương thập tứ kia muốn tìm mọi cách để hạ thuốc mê rồi tới nửa đêm canh ba lén lút mò tới thì ra là biết tiểu nương tử này trông thật xinh đẹp a à? diêm ngọc cũng nhận ra ánh mắt của những người xung quanh nhưng bây giờ lòng cô nóng như lửa đốt vừa nãy có một bà nương trong thôn hô to về phía cửa nhà nàng nói nam nhân của ngươi từ trên núi trở về nhưng sắp chết nàng đợi một đêm nhưng không thấy lý nguyên vốn là lo lắng vô cùng vừa nghe tin này nàng nóng nảy đến thiếu chút nữa là khóc lên nào còn để ý cái khác vội vội vàng vàng chạy ra ngoài lúc bấy giờ mới chạy tới cạnh lý nguyên nhìn xem đây không phải là nam nhân nhà mình sao diêm nương tử gào khóc không phải nói là tự làm mình bị thương rồi quay lại sao đây là bị thương sao thương tới sắp chết rồi không đúng đây căn bản không phải tự làm đây là thật sự gặp phải thứ gì đó diêm nương tử khóc nước mắt làm trôi đi lớp bụi trên mặt lộ ra làn da trắng nõn cô đỡ lý nguyên dậy nhưng lý nguyên cường tráng như vậy cô có thể đỡ nổi sao diêm nương tử lập tức dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn sang bên cạnh không có ai giúp cả đợi một lát từ xa có vương thẩm vội vàng chạy tới vương thẩm nhìn thoáng qua tình huống chung quanh không nói hai lời trực tiếp tiến lên nàng và diêm nương tử một trái một phải đỡ lý nguyên về nhà lý nguyên có cảm giác như sắp chết ý thức mơ hồ chán nóng hổi kèm theo ho khan kịch liệt vương thẩm giúp đun nước nóng diêm nương tử lau sạch thân thể cho hắn lại thay quần áo sạch sẽ để cho hắn nằm lên giường trong phường tiểu mặc không có đại phu diêm nương tử đưa cho vương thẩm một đồng tiền lớn nhờ nàng đi huyện mời rất lâu sau đại phu huyện đến nhưng đến cũng không nói lời nào cũng không ngồi xuống chỉ đứng đó với vẻ không kiên nhẫn tựa như muốn đi ngay lập tức vương thẩm thấy thế vội vàng kéo diêm nương tử đến bên cạnh nói lúc này diêm nương tử mới hiểu được đại phu trong huyện không muốn chạy đến nơi như phường tiểu mặc vương thẩm nói phí khám bệnh là hai đồng tiền lớn người ta mới bằng lòng tới diêm nương tử vội vàng nâng một đồng tiền lớn cho đại phu vương thẩm ở bên cạnh đau lòng nhìn hai đồng tiền lớn a nếu mà ăn một cách tiết kiệm có thể đủ để ăn nửa tháng phí khám bệnh gì mà đắt như vậy đại phu kia thấy tiền mới chịu ngồi xuống nhìn trong chốc lát rồi nói không phải bệnh gì chỉ là quá đói bụng thiếu hụt khí huyết và có vẻ như có thể hắn đã gặp thứ gì đó và đang ở trong trạng thái hoảng sợ quá mức nếu hắn là thợ săn e là gặp phải gấu đen lão hổ ở trong núi cho nên mới thành ra như vậy diêm nương tử thì sừng người gấu đen lão hổ à nam nhân nhà mình thuần phục được cả lão hổ còn có thể sợ lão hổ sao vậy thì hắn đã nhìn thấy thứ gì mới có thể hoảng sợ quá độ cô nhớ tới đêm đó lý nguyên nói là muốn thăm dò thâm sơn đột nhiên đáy lòng cô dâng lên cảm xúc sợ hãi trong thôn chưa bao giờ thiếu những câu chuyện thần quỷ trí dị diêm nương tử đè nén suy đoán này hỏi vậy xin hỏi đại phu hiện giờ nên làm gì trước hết cứ dùng cháo bù đắp chờ thân thể khỏe lại rồi mới bổ có cần kê đơn thuốc gì không bệnh tình của hắn tương đối nghiêm trọng thuốc bình thường không có hiệu quả muốn uống thì phải uống chút thuốc tốt Bao nhiêu tiền một bộ đây? Thuốc này là thượng hạng. Hơn nữa còn chuyên môn dùng cho võ giả nhập phẩm, đắt thì đắt một chút, nhưng hiệu quả cũng tốt. Bao nhiêu? Diêm nương tử trong mong nhìn đại phu. Đại phu quét mắt nhìn cô, nói, thuốc thượng hạng này, ba đồng tiền lớn một bộ, nếu muốn khỏi hẳn thì phải sắc 10 bộ mới được. Còn loại nào có hiệu quả tốt hơn không? Đại phu cười vô thanh, trong thần sắc có chút khinh bỉ, giống như đang nói ngươi trả nổi sao. Nhưng nhớ tới gia đình này là săn thú, có lẽ có chút tiền dư, lúc này gã mới nói, thuốc này cho võ giả nhập phẩm, một bộ giá 12 đồng tiền lớn, nhưng hiệu quả nhanh, có thể thử trước mấy bộ. Vương thẩm lầm bầm, 12 đồng tiền lớn, giá tiền này, không chỉ là một lượng bạc, ai mà coi căn bệnh này chứ? Có phải ngươi bất nạt chúng ta không hiểu giá thị trường, cố ý hết giá, phải không? Đại phu hơi trột dạ, nhưng ngay sau đó liền dùng giọng điệu không kiên nhẫn nói, đó là cho võ giả nhập phẩm, hiệu quả tốt, các ngươi, nếu không đừng kê đơn thuốc. Nói xong gã lập tức vội vàng đứng dậy, muốn đi. Cái nơi rách nát này, gã không muốn ở lâu thêm một khắc. Diêm nương tử nhìn đại phu, lại nhìn Lý Nguyên đang nằm trên giường. Lúc trước, Lý Nguyên từng theo vương thúc giao hàng vài lần với tử lâu trong huyện, trong nhà quả thật tiết kiệm được một ít tiền. Nhưng số tiền này, bất kể là cô hay Lý Nguyên đều biết, không thể để lộ một cách dễ dàng. Nhưng đã đến lúc này rồi. Lỡ như vì ý niệm sai lầm của cô mà Nguyên Ca Nhi không vượt qua được thì sao? Cô lại nhìn đại phu, Nặn ra nụ cười và nói, "Đại phu, mua, chúng ta mua, rẻ hơn một chút có được không?" "Đại phu, vậy mua loại nào?" Diêm Nương Tử cắn răng nói, "Mua loại tốt nhất." "Tốt nhất?" Đại phu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô chằm chằm, sau đó nói, "Nếu ngươi thành tâm muốn, trước tiên lấy 5 thang thuốc, ta sẽ thu ngươi 58 đồng tiền lớn, bớt cho ngươi 2 đồng." "55 đồng được không?" Đại phu nói, "Có mua không? Rẻ hơn một chút. Không mua thì ta đi." Diêm Nương Tử bất đắc dĩ có tiền đâu có sau đó diêm nương tử lấy tiền đưa cho vương thẩm vương thẩm lại gửi hai đứa nhóc nhà mình ở nhà lý nguyên rồi lại gọi hai nam nhân trong thôn để cùng đi huyện lúc trạng vạng tối vương thẩm trở về với năm thang thuốc diêm nương tử thì đã nấu xong cháo gạo từ lâu hai tiểu oa oa đã sớm ăn cháo sạch sẽ ngay cả bát cũng liếm một lần thấy vương thẩm trở về diêm nương tử lại múc cho nàng một chén cháo sau đó tự mình đi sắc thuốc hai nữ nhân bận rộn một lúc thẳng đến canh hai sáng mới hầu hạ lý nguyên uống thuốc diêm nương tử mở cửa đưa vương thẩm và hai đứa con đến trước hàng rào nói vương thẩm vất vả cho thẩm rồi vương thẩm thấy thần sắc bi thương của nàng khuyên nhủ an ủi muội cũng đừng suy nghĩ nhiều nam nhân có thể trở về là chuyện tốt rồi không giống như nhà ta ai vương thẩm đi rồi diêm nương tử đóng chặt cửa đem dao phay và gậy giặt ý phục đặt ở bên giường lại lấy từ dưới giường ra một bao thạch hôi phấn thạch hôi phấn này là nàng vụng trộm mua được ở trong phường sau khi trải qua chuyện trưng thập tứ dạ tập sau đó diêm nương tử số soạt cởi quần áo lại cởi bỏ phong ấn ngực bỏ lên giường đại phu đã trần rồi nguyên ca nhi chỉ là thiếu hụt khí huyết vậy ngủ cùng nhau chắc là được trong bóng tối mắt thấy nam nhân nhà mình ngủ sâu diêm nương tử giơ tay lên ngón tay thon dài nhẹ nhàng vòng qua eo hắn ôm hắn từ phía sau sau đó kề sát vào nhau tựa như hai con tôm lý nguyên ngủ không thoải mái dược tính của thuốc khuếch tán trong thân thể hắn xua đuổi âm hàn trong cơ thể nửa đêm toàn thân hắn lạnh cóng cho dù quấn trong chăn bông vẫn lạnh luồng khí tức âm lãnh đến từ thâm sơn cổ trang đang lan khắp người diêm nương tử bị lạnh nên tỉnh lại thấy tình trạng nam nhân không khỏi hoa dung thất sắc cô cắn răng biến mình thành một lò sưởi lớn dán vào vòng tay và sưởi ấm cho hắn lý nguyên đang mơ thấy hắn đang ở trong địa ngục băng giá bỗng nhiên trong địa ngục này có thêm một mặt trời hắn ôm chặt lấy mặt trời và siết chặt nó để hấp thụ nhiệt độ từ nguồn nhiệt duy nhất này ngày hôm sau tỉnh dậy lý nguyên chảy ra một người mồ hôi có cảm giác sống lại diêm nương tử bận trước bận sau nấu cháo thịt cho hắn khói bếp lượn lờ tiếng bước chân tới tới lui lui bóng dáng thôn cô xinh đẹp diêm nương tử lướt qua bay lại trong căn nhà đất này tràn ngập khí tức nhân gian loại khí tức này mới đem lý nguyên kéo về hiện thực nhưng mà đáy lòng hắn lại nặng trịch sơn trang trong thâm sơn như thi thể còn có tiếng mở cửa quỷ dị đều cho hắn cảm giác khủng bố mãnh liệt và hít thở không thông thế giới này vô cùng vô cùng đáng sợ căn bản không giống với suy nghĩ ban đầu của hắn nếu không phải là hắn thông qua bảng môn tà đạo thêm điểm thu được ký ức mạnh mẽ cho rót ý thức mới vào trong đầu hắn sợ là sớm chết ở trên đường diêm tỷ nguyên ca nhi chàng khá hơn chút nào chưa tốt hơn rồi lý nguyên dừng một chút trầm giọng nói trong núi lớn không thể đi diêm nương tử im lặng nói vậy thì không đi chàng hãy dưỡng bệnh thật tốt đi lý nguyên đáp lời liếc về phía số liệu bên cạnh mình trong trường hợp không có cung chỉ số của mình từ 9 đến 10 biến thành 4, 9, âm 5, 10. Xem ra bị thương, thực lực quả nhiên sẽ giảm xuống. Hắn lại nhìn xa xăm, trên đường chạy trốn, cung tên và đao bổ củi đều bị mất. Dù sao đi nữa, phải bồi bổ lại thân thể trước đã. Lần này ít nhất không phải không thu hoạch được gì, mà là nhìn thấy một góc kinh hoàng của thế giới này. Lý Nguyên nắm chặt tay, vì những thứ khủng khiếp này được giấu trong rừng sâu núi thẳm chỉ còn một cách duy nhất kiếm tiền sau đó chuyển đến khu dân cư an toàn hơn và trị an tốt hơn vào ban đêm trăng mờ gió nhẹ lý nguyên nằm trên giường một ngày chỉ số lại từ 4, 9, âm 5, 10, biến thành 5, 9, âm 6, 10. Hiển nhiên, thân thể của hắn cũng không có gì đáng ngại, có thể nói là khôi phục nhanh chóng. Nửa đêm, hắn và Diêm Nương Tử nghỉ ngơi sau mây mưa thường ngày. Nhưng vừa ngủ thiếp đi, Lý Nguyên đột nhiên mở mắt ra. Hắn là võ giả nhập phẩm, dù là bị thương thì vẫn còn thực lực ở đó, cho nên ngũ giác mạnh hơn thường nhân. Lúc này, hắn nghe rất rõ ràng, ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân rất nhỏ. Bước chân dừng lại trước cửa sổ một lát. Thậm chí qua giấy dầu ở cửa sổ, Lý Nguyên nhìn thấy cái bóng của mặt người ghé vào trước cửa sổ. Khuôn mặt người nọ giống như đang nhìn vào trong qua khai cửa. Nhìn một lát, mặt người lui về phía sau, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên giấy dầu. Với một tiếng ba nhẹ nhàng, giấy dầu trên cửa sổ bị thủng một lỗ. Ngay sau đó, một ống rỗng mỏng mỏng chui vào. Trong ống nhỏ, một làn sương mù làm cho người hoa mắt được thổi ra. Lý Nguyên thần sắc lạnh lùng, ngừng thở, đồng thời kéo chăn bông, nhẹ nhàng đắp qua Diêm Ngọc. Diêm Ngọc lập tức tỉnh lại, lại bị nam nhân che miệng lại. Một lát sau, trước cửa lớn truyền đến tiếng tạch nhẹ nhàng, thanh cửa gỗ bị đẩy ra, một bóng đen lèn vào. Nhờ ánh trăng ảm đạm, lý nguyên nhìn thấy trong tay bóng đen kia cầm một con dao phai lóe hàn mang đỉnh đầu hiện lên một đến hai bóng đen vừa vào phòng liền đi thẳng đến cái dương đóng kín trong góc nhà lý nguyên gã mở dương thò tay vào trong đang muốn sờ soạng lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp nhưng còn chưa kịp quay đầu thì gã đã cảm thấy đầu mình bị thứ gì đó giữ chặt trong bóng tối lý nguyên chụp năm ngón tay lên đầu của bóng đen quăng mạnh xuống ẩm bóng đen ngã cả người xuống đầu nện trên mặt đất một tiếng bịch gã sợ hãi gan mật đều nứt bóng đen sinh ác ý tay cầm dao phay chém loạn về phía sau nhưng chưa ra tay két một lực lớn truyền tới khuỷu tay gã một tiếng rắc thanh lành truyền ra từ cánh tay không gãy nhưng chật khớp và con dao cũng bay ra ngoài bóng đen hét lên bóng đen còn muốn kêu thảm tiếp lý nguyên lại đá một cước vào cổ gã làm cả người gã bay lên bay ra hai ba mét tới lúc rơi xuống đất đã hôn mê bất tỉnh lý nguyên giật giật bả vai lắc lắc cổ cảm thấy lực lượng đang nhanh chóng khôi phục hắn đột nhiên khom người một tay xách bóng đen kia đang đang đi về phía trước tựa như mãnh thú mang theo một luồng ác phong sau đó mở cửa trực tiếp ném bóng đen ra ngoài cửa hắn hạ thủ có chừng mực không đến mức làm chết người dù sao khi không có dao phay thì gã chỉ là không đến một mà thôi hắn thử sức nếu là trực tiếp giết vậy ngược lại sẽ gây rất nhiều phiền toái lúc này diêm nương tử mới đứng dậy nhanh chóng nhét túi vôi vào bên hông lại cầm gậy giặt y phục lên xỏ giày thêu đi theo phía sau nam nhân nhà mình chàng ổn không khá hơn nhiều rồi. Ừm, Diêm Nương Tử có chút mừng rỡ, lại có chút đau lòng. Thuốc đắt một chút là có đạo lý, tiền nhiều hiệu quả tới nhanh. Nhưng cô đau lòng chính là còn có ba thang chưa uống. Lý Nguyên kéo áo bông, quấn quanh người, cùng Diêm Nương Tử đi ra cửa. Nương theo ánh trăng ảm đạm, hai người thấy rõ bóng đen đang nằm kia là một lão đầu. Là mã đại gia ở cuối thôn phường, Diêm Nương Tử lập tức nhận ra người này, lão hơn nửa đêm vừa sách đao vừa thổi mê dược, tại sao lão phải làm như vậy? lý nguyên hừ lạnh thấy chúng ta có tiền vì thế nảy sinh ác tâm lấn ta bị thương lấn nàng một nữ tử yếu đuối diêm nương tử đã hiểu nàng cúi đầu nói vòng vo nguyên ca nhi thật xin lỗi hôm nay ta ta vì bốc thuốc cho chàng thật hết cách rồi nên mới bại lộ tiền trong nhà lý nguyên ôn nhu nói diêm tỷ nàng đang nói gì vậy nàng đỡ ta về nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc ta lại cho ta dùng thuốc tốt nhất sao ta có thể trách nàng được chứ diêm nương tử nhẹ nhàng ừ một tiếng Cúi đầu nhìn bùn đất, sắc mặt có chút ngọt ngào. Cả hai im lặng một lúc. Diêm Nương Tử nhìn bốn phía, nói, tiếng hét của mã đại gia, sợ là có mấy nhà chung quanh nghe được, bọn họ không đi ra là vì sợ hãi lão hổ mấy ngày hôm trước, nhưng bây giờ ngược lại là xấu. Nếu bọn họ đi ra, vừa nhìn tình hình hiện trường là hiểu ngay, lập tức nói rõ ràng được. Nhưng bây giờ không ra, chúng ta phải làm sao? Lý Nguyên cũng là nhíu nhíu mày, vừa rồi hắn sở dĩ không đánh ngất xỉu luôn, chính là muốn tiếng hét của lão sẽ kéo hàng xóm tới, nhưng lại không nghĩ tới bởi vì chuyện của lão hổ nên không ai dám đi ra. Hắn suy nghĩ một chút nói, trước trói lại, ngày mai ta mang lão đi gặp quan, thuận tiện ta đi huyện mua cùng. Ừ, nghe lời chàng, Diêm Nương Tử nói. Lý Nguyên đột nhiên nói, chúng ta còn bao nhiêu tiền? Diêm Nương Tử nói, lúc trước chàng đi săn, nhờ vương thúc đi quán rượu hành vu, bán ba con gà rừng, ba con thỏ rừng, bốn con hưu bào, tử lâu cho chàng tổng cộng 200 đồng tiền lớn. Với lại trong nhà không tiêu nhiều tiền, ngoại trừ mua chút đồ bình thường. Lý Nguyên ngắt lời cô nói, đừng kể xài vào chỗ nào, nói thẳng còn lại bao nhiêu. Diêm nương tử nói, còn lại 140 đồng. Lý Nguyên sửng sốt, còn thừa nhiều như vậy, bình thường nàng không tiêu tiền à. Diêm nương tử nói, Nguyên ca nhi, chàng ở bên ngoài kiếm tiền không dễ dàng, ta làm sao có thể ăn chơi đây. Lý Nguyên nói, vậy trước tiên cho ta 100 đồng tiền lớn, ta muốn mua một cây cung mới, lại mua thêm chút ngô, đường muối hương nến xà phòng rất nhanh lý nguyên trói chặt tên tặc tử này nhốt ở trong phòng kho lại dùng một cái chăn bông rách đắp cho lão để tránh chết cóng rồi mới cùng diêm ngọc trở về giường diêm nương tử như chim nhỏ nép vào thân thể cường tráng của lý nguyên yên tĩnh hồi lâu nàng mới nhịn không được mà hỏi nguyên ca nhi trên núi nhắc tới hai chữ trên núi này lý nguyên tức thì hít thở gấp gáp trong đêm tĩnh mịch này dường như có một bàn tay mục nát đang lạnh lẽo bóp cổ hắn khiến hắn không thể thở được hồi lâu sau hắn mới bình tĩnh lại kéo chân lên thấp giọng hỏi diêm tỷ nàng có nghe qua một số chuyện lạ không chuyện lạ thí dụ như một ít quỷ quái trí dị có một ít nói cách khác trong núi có yêu tinh ăn thịt người có ác quỷ làm cho người ta lạc đường không ai thấy qua ta nghĩ là để dọa trẻ nhưng có người từng mất tích trong núi nhưng loại chuyện này cũng không tính là quái sự nói xong diêm nương tử hỏi nguyên ca nhi chàng chàng gặp à lý nguyên ngưng trọng gật đầu hắn không nói thêm diêm nương tử cũng không hỏi nhiều hai người đều có thể cảm thấy sự lạnh lẽo trên người đối phương cặp tiểu phu thê dựa sát vào nhau lắng nghe hơi thở và nhịp tim của đối phương trong đêm tối hấp thu nhiệt độ và dũng khí đối kháng sợ hãi từ trên người đối phương sáng hôm sau sáng sớm trong phường tiểu mặc một đám người tụng năm tụng ba đây không phải mã đại gia sao sao lại chạy đến nhà nguyên ca nhi xem ra còn bị thương nguyên ca nhi này thoạt nhìn đã khôi phục không ít a à, ai có tiền đúng là tốt tiền nào của nấy đại phu trong huyện này thật đúng là thuốc đến bệnh trừ A, tiền nào. Ngươi không nghe sao, hôm qua Diêm Nương Tử một tay cầm 60 đồng tiền lớn để xem bệnh bốc thuốc, hiểu chưa, 60. Người nói chuyện lóe lên u quang trong mắt, lại nhìn mã đại gia kia, trong lòng lập tức có tính toán, nhưng hay sau đó trong lòng lại có chút không vui, vì sao nhà này có tiền như vậy. Trong sân, Lý Nguyên vỗ vỗ mã đại gia. Mã đại gia mơ mơ màng màng tỉnh lại, sau đó liền kêu lên ôi chào. Lý Nguyên chỉ vào lão, nói với người xung quanh, lão ta, tối hôm qua lục lọi trong sân của ta, vừa thổi mê dược, vừa mở thanh cửa, vừa cầm dao phay vào nhà, may mắn bị ta phát hiện. Hôm nay, mọi người làm chứng, ta muốn dẫn lão đến huyện, trực tiếp giao quan. Lúc này mã đại gia mới tỉnh táo lại, lão nhìn sơ tình hình chung quanh, lập tức khóc dòng nói, oan uổng. Oan uổng a, à, ngày hôm qua ta đang đi dạo quanh nơi này, kết quả bỗng nhiên một bóng đen đánh ta ngất xỉu. Ôi, đau, cánh tay của ta, ôi, cánh tay của ta. Lý Nguyên cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra ống dẫn thổi mê dược cùng với dao phay nói đây có phải là của ngươi hay không không phải mã đại gia khôn khéo suy nghĩ một chút lão lại khóc nói lý nguyên sao ngươi lại đánh ta ta tuổi già tuổi này cũng có thể làm cha ngươi ta đang đi đường đêm gần nhà ngươi ngươi có cần phải như vậy không trong thôn có người mã đại gia ngươi nhận không bị bắt rồi còn gì để nói mã đại gia xấu xa nói ta không làm trong phòng diêm nương tử nổi giận hô hôm qua ngươi thổi mê dược chứng cứ còn ở nhà ta trên cửa sổ nhà ta còn có lỗ thủng mọi người đến xem không ít người đi theo diêm nương tử người chung quanh vừa nhìn trong lòng đều hiểu nhưng mã đại gia cứ như dao mổ thịt ra sức nói ta không làm đây không phải là ta làm diêm nương tử chống nạnh trừng mắt nhìn hắng giọng nói không phải ngươi lấy ngón tay ra so sánh mã đại gia không chịu diêm nương tử lại nói hơn nữa nếu không phải ngươi chúng ta bắt ngươi làm gì con dao này có phải của nhà ngươi hay không, hàng xóm của ngươi chắc là biết chứ." Nói xong, Diêm Nương Tử nhìn trong đám người, không thấy hàng xóm của Mã Đại Gia, vì thế gọi Vương Thẩm, bảo Vương Thẩm dẫn hai người cầm dao đi tìm hàng xóm của lão, để hàng xóm của Mã Đại Gia phân biệt. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, hàng xóm kia mơ hồ nhận ra, sau đó lại chạy theo Vương Thẩm tới làm chứng. Diêm Nương Tử nhìn lướt qua, hiển nhiên quan hệ hàng xóm của Mã Đại Gia cũng không tốt. Mã Đại Gia lập tức như bóng xì hơi, lý nguyên không nói nhảm trực tiếp nhấc lão lên nói đi theo ta đi gặp quan không đi mã đại gia tiếp tục chơi xấu lý nguyên thò tay ra bóp cổ mã đại gia và nhấc lão lên như diều hâu bắt gà con lạnh lùng nói nghĩ kỹ rồi mã đại gia kêu lên hu hu hai chân lăng không đá đá cuối cùng gật đầu dùng giọng khàn khàn nói đi lý nguyên ném lão xuống đất sau đó lại ôm quyền với những người xung quanh nói mọi người cũng đều nhìn thấy họ mã này thương thiên hại lý theo lý nên giao quan các vị nếu nguyện ý theo ta đi vào huyện làm chứng lý nguyên ta sẵn sàng dâng lên 10 văn tiền phí mỏi chân trong đám người lập tức có người hô lên ta sẽ đi để ta giúp ngươi chứng minh ta cũng đi chỉ chốc lát sau lý nguyên đã tập hợp đủ người diêm nương tử lấy từ trong ngăn kéo ra bút mực phủ bụi đã lâu vội vàng viết đơn kiện giao cho lý nguyên sau đó lý nguyên áp giải mã đại gia dẫn hơn 10 người trong thôn đi vào huyện một đám người tựa như áp giải phạm nhân chạy thẳng từ phường tiểu mặc vào trong huyện từ trong trí nhớ lý nguyên biết trên đường này có một cửa hàng thợ rèn ngoại trừ bán nông cụ còn bán chút đao kiếm bình thường năm ngoái khi hắn đến bán con mồi hắn đã từng mơ hồ nhìn thấy trong cửa hàng thợ rèn treo cung nhưng hắn không vào thứ nhất là kỹ thuật bắn tên của hắn còn gà mờ cung lợi hại một chút ngay cả kéo cũng kéo không nổi thứ hai là buồn trong túi không có tiền nhưng bây giờ không giống ngày xưa lý nguyên cầm 100 đồng tiền lớn đây chính là 10 lượng bạc dòng. Bình thường, hắn chắc chắn sẽ trực tiếp đến thẳng quan phủ, chờ xử lý xong việc sẽ đến tiệm rèn. Nhưng khi Lý Nguyên đi tới cửa tiệm rèn, hắn đột nhiên nói, làm phiền mọi người chờ ta một lát. Sau đó lại hỏi, ai giúp ta giữ dây thừng? Không ai trả lời. Lý Nguyên chuẩn bị thêm tiền, đột nhiên có một giọng nói vang lên, Nguyên ca, để đệ giữ cho. Lý Nguyên vừa nhìn, đó là một tiểu tử gầy gầy cao cao, tên là Điền Bảo, là con trai nhà hữu tài thúc trong thôn. Lúc nào cũng trầm lặng, ít giao du với người khác, lần này sở dĩ không bị bắt phu là bởi vì y còn có một người ca ca nữa. Một nhà chỉ tuyển đi một người, ca ca của y đi rồi, hắn dĩ nhiên sẽ không phải đi nữa. Còn về phần tài thúc thì không được tính trong việc bốc thăm vì chân bị gãy, thúc ấy phải nằm trên giường cả ngày. Có lẽ do bị kích thích bởi nhiều vấn đề mà thiếu niên trầm tĩnh này bắt đầu bước ra khỏi thế giới của mình. Được, Lý Nguyên đưa dây thừng cho Điền Bảo, sau đó đi vào cửa hàng thợ rèn. Đối với hắn mà nói, Việc đưa mã đại gia tới quan chỉ là chuyện thứ yếu, chuyện trọng yếu của hắn là mua cung. Trong tiệm rèn, sau một phen có kè mặc cả, Lý Nguyên bỏ ra 20 đồng tiền lớn để mua một cây thích cung khá tốt. Bởi vì nạn đói, giá lương thực tăng gấp 4-5 lần nhưng giá binh khí lại không tăng bao nhiêu. Đợt năm ngoái, mua một cây thích cung cũng cần 16 đồng tiền lớn. Sau khi mua thích cung, tất nhiên hắn cũng phải mua mũi tên, hắn mua một túi nhỏ khoảng 10 cái, tổng cộng là 20 đồng tiền lớn thợ rèn đưa cho hắn một túi tên rất đẹp và cái này là miễn phí. Trong chớp mắt, 100 đồng tiền lớn đã đi 40 đồng. Lý Nguyên cầm cung tên, quét qua chỉ số của mình. Chà, tăng không ít đấy. Ban đầu hắn cầm thổ cung, tổng sức mạnh là 24 đến 25, nhưng bây giờ đã biến thành 27, 39, 28, 40. Nhất thời, Lý Nguyên càng tự tin hơn, hắn đeo cung lên vai, thần thái có chút thay đổi, nhưng ngay lập tức, Hắn điều chỉnh lại tâm thái để mình không quá nổi bật khi rời khỏi tiệm rèn, nhưng hắn biết, từ giờ trở đi, hắn có thể biểu hiện ra sức mạnh tổng hợp dưới 10 mà không cần kiêng nể gì. Với sức mạnh này, có thể coi là đỉnh cao trong võ giả bất nhập phẩm. Sau khi Lý Nguyên ra cửa, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn, hoàn toàn im bặt như tờ. Điền Bảo mở lời, mang theo vài phần ngưỡng mộ hỏi, "Nguyên ca, cung này, ca cũng kéo được sao?" Lý Nguyên không nói hai lời, tay trái lật một cái, nhanh chóng tháo đại cung xuống. Tay phải lấy mũi tên, đặt lên dây cung, kéo căng, hoàn thành một cách lưu loát. Trong nháy mắt, một luồng khí tức nguy hiểm phát ra từ cơ thể hắn. Người đi theo trong thôn chỉ trợn mắt há mồm nhìn. Nguyên ca này hai ngày trước còn nửa chết nửa sống, mà hôm nay lại mạnh mẽ như vậy. Ban đầu, trong lòng mọi người vẫn có chút lăn tăn, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh này, tâm tư lệch lạc đó bắt đầu tan biến. Lại nhìn mã đại gia kia, họ đều cảm thấy đồng tình. Ngay cả mã đại gia cũng bối rối. Mẹ kiếp Sớm biết rằng hắn phục hồi nhanh như vậy, sớm biết hắn mạnh như vậy, ta bị điên mới nửa đêm cầm đao đến nhà hắn trộm tiền. Sau khi Lý Nguyên kéo cung, lại bình tĩnh mà thu gọn vào, và hành động thu cung không bắn này lại càng kiểm tra lực khống chế sức mạnh bản thân. Nguyên ca, ta sai rồi. Mã đại gia không còn dám gây rối nữa, lão phải nhận lỗi của mình. Tất cả mọi người đều là hàng xóm láng giềng, ta cũng đã lớn tuổi rồi, nếu không thì thôi đi. Lý Nguyên liếc mắt nhìn lão, nói, hôm qua lúc ngươi cầm đao, thổi mê dược vì cái gì không nghĩ tới. Hãy tha thứ, tha thứ, Nguyên Ca Nhi, Mã Đại Gia tiếp tục cầu xin. Lý Nguyên lạnh lùng nói, hôm qua ngươi động đao. Nếu thân thể ta suy yếu, lực lượng kèm mấy phần, thì kết quả sẽ ra sao? Nếu không phải ta, mà là bà nương nhà ta, nàng sẽ như thế nào? Mã Đại Gia không nói nữa. Lý Nguyên nhận lại dây thừng từ tay Điền Bảo, dắt Mã Đại Gia đi đến nha môn huyện. Lý Nguyên đi trên đường phố huyện Sơn Bảo, ánh mắt cũng đảo quanh. Trong huyện náo nhiệt hơn phường Tiểu Mặc. Người bán hàng rong hai bên đường phố đang bày quầy hàng, mua bán các loại đồ chơi, có bán trái cây trà uống, có bán vải vóc thuận tiện làm quần áo, có bán bánh bao, có bán rượu, có bán đồ trang sức, châm cài tóc của phụ nữ, có bán đồ chơi của trẻ con, có bán kẹo hồ lô. Tóm lại, giải rác, mức độ phong phú của hàng hóa căn bản không phải phường tiểu mặc có thể so sánh. Mà chị An, chỉ cần nhìn người đi trên đường là có thể biết. Trên đường phố này, ít nhất người ta có thể công khai mua bán đồ đạc không nghĩ tới huyện binh đại bại, hai chuyện huyện lệnh và huyện úy cũng không còn, không ngờ chị An trong huyện lại còn có thể tốt như vậy. Không thể tưởng tượng nổi, đáy lòng Lý Nguyên không khỏi sinh ra một cỗ khát khao. Nếu có thể ở lại đây, những thứ khác không nói, ít nhất thỉnh thoảng có thể dẫn Diêm Tỷ đi dạo phố, mua hai bộ quần áo mới. Đến buổi tối cũng còn có thể đi ra ngoài, lãng mạn một chút, hưởng thụ cuộc sống là chuyện cực kỳ xa xỉ ở trong loạn thế căng thẳng này. Không giống như ở phường Tiểu Mặc, trời vừa tối cũng chỉ có thể tạo ra con người, rất nhanh, đoàn người đi tới huyện nhà. Nha môn huyện đóng cửa, muốn nộp đơn kiện cũng không có chỗ đưa. Lý Nguyên đưa dây thừng cho Điền Bảo và tiến lên đánh trống. Tùng tùng tùng. Trống vang một lúc lâu, nha môn huyện vẫn đóng cửa. Lý Nguyên đợi một lát, vẫn không có động tĩnh. Hắn lại nắm lấy cái dùi trống, giơ hai tay lên và gõ. Tùng tùng tùng. Âm thanh truyền đi xa. Thật lâu sau, lại thật lâu sau, nha môn huyện mới chậm rãi mở ra, một thanh niên mặc xiêm y nha dịch mới đi ra. Lý Nguyên nhìn lướt qua nha dịch cầm bội đao này, thực lực tổng hợp là 7 đến 8. Hắn lấy đơn kiện do Diêm Nương Tử viết, hai tay đưa lên, lễ phép nói, quan gia, hôm qua mã lục của phường tiểu mặc cầm đao vào nhà ta, muốn trộm tiền hành hung, nhưng đã bị ta bắt được. Dân làng có thể làm chứng. Nha dịch nhìn lướt qua đám chân đất trước mắt, y không nhận đơn kiện mà chỉ nhìn về phía mã đại gia hỏi, ngươi có cầm đao vào nhà người này hay không, hành hung trộm cắp tài sản hay không. Mã đại gia vội vàng nói, oan ủm quá, tiểu nhân không có. Nha dịch quét về phía Lý Nguyên rồi nói, được rồi, trở về đi. Lý Nguyên ngẩn người, nói, tăng vật cũng lấy được, vì sao không thẩm vấn? Hơn nữa thẩm vấn hay không thẩm vấn cũng nên do chủ bạc quyết định chứ. Nha dịch cau mày nói, ngươi đang chất vấn ta. Trong mắt mã đại gia bên cạnh xoay tròn, đột nhiên nói, quan gia, quan gia, tiểu nhân có việc muốn báo. Nha dịch không kiên nhẫn nói, gì? Mã đại gia nhìn chằm chằm Lý Nguyên nói, hắn, chính là hắn hắn là người lợi hại nhất trong thôn chúng ta, nhưng hắn trốn tổng quân. Hơn một tháng trước, các đại nhân đến trưng binh ở phường Tiểu Mặc Ta, hắn trốn lên núi. Người trong phường lặng ngắt như tờ, điên Bảo lại cả giận nói, đánh rắm, lúc Nguyên Ca trở về, thảm trạng kia ai mà không thấy, đó là trốn sao. Mã đại gia hừ lạnh nói, hiện tại không phải hắn rất tốt sao, đó chính là trốn. Đó là vì tẩu tử bỏ tiền ra mua thuốc tốt cho Nguyên Ca. Mã đại gia không để ý tới y, chỉ là nhìn về phía nha dịch nói, quan gia, chuyện trốn quân dịch chính là đại tội nếu ngài đem việc này báo lên đó không phải là một đại công sao nha dịch cổ quái nhìn chằm chằm lão một cái lại quét qua lý nguyên hỏi ngươi trốn trong núi trốn quân dịch sao lý nguyên lắc đầu nói không có tuyệt đối không có nha dịch khoát tay áo nói được rồi tất cả trở về đi dứt lời y lại nhìn cây thiết cung sau lưng lý nguyên hỏi kéo được lý nguyên gật đầu nha dịch nhìn hắn một cái nói thử xem lý nguyên lật tay lấy đại cung xuống lắp tên kéo dây khi hắn tự giác kéo đến thực lực tổng hợp chừng 10 thì ngừng lại nha dịch gật đầu khen một tiếng hảo hán tử thu cung đi lý nguyên thu cung nha dịch tiến lên nhỏ giọng nhìn ngươi là một hán tử nói thật với ngươi coi như kết giao huyện chủ bạc đã chết hiện tại huyện sơn bảo là hai nhà một môn định đoạt an ninh cũng do họ duy trì lão già kia chơi ngươi ngươi nhìn không vừa mắt thì lặng lẽ xử đi bây giờ đã không ai quản dứt lời nha dịch vỗ vỗ bả vai lý nguyên Lý Nguyên thừa dịp đưa tới 10 đồng tiền lớn, hỏi, huynh đài xưng hô như thế nào? Thái Trạch, còn ngươi thì sao? Tên ta là Lý Nguyên. Hai người ôm quyền, sau đó nha dịch liền đóng cửa lại. Sau cửa, mã đại gia trợn mắt há hốc mồm, sợ tới mức cướp đái chảy ròng ròng, đặt mông ngã xuống đất. Xoay chuyển tình thế. Mã lão đầu tê liệt ngã xuống đất, tuy rằng lão không nghe thấy nha dịch kia nói cái gì với Lý Nguyên, nhưng luôn cảm thấy không phải chuyện tốt, vì vậy lại lưu manh giở trò đồi bại hô to lên, cứu mạng a cứu mạng a giết người nơi này là nha môn nếu là lão hô to cứu mạng khẳng định còn có nha dịch đi ra nhưng lão đã nghĩ sai mặc cho lão kêu rách cổ họng cửa nha môn kia vẫn đóng trong lúc đó điền bảo muốn bịt miệng mã lão đầu lại bị lý nguyên dùng ánh mắt ngăn lại lý nguyên cứ để mặc mã lão đầu kêu trong vô vọng một lát sau nha môn vẫn đóng chặt như cũ hai mắt lý nguyên nhịn không được mà híp lại thật sự rồi mã lão đầu khóc lóc lâu như vậy nhưng cũng không có ai đi ra trật tự của huyện sơn bảo không còn phụ thuộc vào nha môn nữa thôn dân trong phường thấy thế thân sắc cũng bắt đầu lộ ra kinh hoàng có người hỏi nguyên ca nhi chuyện gì xảy ra vậy lý nguyên đổi sắc mặt làm bộ lơ đãng thoải mái nói à không có gì vị kia là thái đại ca của ta vừa rồi chúng ta nhận nhau y nói với ta chuyện này để cho ta tự xử lý đem người giết chết cũng không có việc gì người đó nói làm sao có thể cái này cái này còn có vương pháp nữa không lại có một phường chúng cũng không dám tin không có khả năng lúc trước phan hòa thượng phạm tội thì vẫn phải bị chém đầu mà lý nguyên cũng không nói nhảm tiến lên bắt lấy mã lão đầu một tát đánh cho lão nói không ra lời ngay sau đó lại tiện tay vặn gãy tay kia của lão mã lão đầu kêu thảm thiết nhưng cửa lớn nha môn căn bản không mở trong mắt lão rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi vô biên lý nguyên liếc mắt nhìn mọi người một cái nói mọi người cứ dẫn lão ta về trước vừa nói xong hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía Điền Bảo. Lại thấy thiếu niên này đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy sùng bái. Nguyên ca, yên tâm đi, ta sẽ áp giải mã lão đầu này trở về. Lý Nguyên gật gật đầu, lấy hai cái đồng tiền lớn đưa cho Điền Bảo, phân phó nói, ngươi đi đổi thành đồng xu, một người cho mười cái, còn lại đều cho ngươi. Điền Bảo nói, Nguyên ca, tiền ta không cần, ta, ta. Thiếu niên này ấp úng vài tiếng, nói, ta chỉ muốn lăn lộn với ca. Lý Nguyên vỗ vỗ vai y, nói, cải thiện cuộc sống tốt hơn nhiều so với lăn lộn. Nguyên ca, vậy đệ, đệ, Điền Bảo lắp bắp nói vài câu, cuối cùng vẫn không nói vậy đệ và ca sống cùng nhau ra khỏi miệng. Y cũng không phải đàn bà, Nguyên ca làm sao nuôi y, dựa vào cái gì nuôi y? Điền Bảo cung kính nói, dạ, Nguyên ca. Lập tức, đoàn người lại áp giải Mã lão đầu trở về trên đường cũ. Còn Lý Nguyên vẫn ở lại đó. Lúc này, hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hơi hoảng những gì mà thái trạch nói vẫn còn văng vẳng trong đầu hắn cái gì gọi là chủ bạc đã chết bây giờ là hai nhà một môn đang duy trì trật tự huyện sơn bảo cái gì gọi là giết người không ai quản lặng lẽ thịt người ta là được thế đạo này không được phải tìm hiểu nhìn phương chúng rời đi lý nguyên nhắm mắt lại suy nghĩ lại hít sâu một hơi xoay người và lại lần nữa gõ cửa nha môn thấy không ai trả lời hắn do dự đi qua đi lại vài bước lại khẽ cắn môi một lần nữa cầm lấy rùi trống hai tay vung lên mà gõ trống thùng thùng thùng. Một lúc sau, cửa mới mở ra. Nha dịch đi ra vẫn là thái trạch. Thái trạch mặt đầy không kiên nhẫn, đang muốn quát lớn, nhưng nhìn thấy là Lý Nguyên lại chậm rãi hỏi, Lý Huynh đệ còn có chuyện gì? Lý Nguyên ôm quyền, khách khí cười nói, đây không phải là thấy sắp trưa rồi sao, muốn ăn bữa cơm rau dưa với Thái Huynh. Ta và Thái Huynh vừa gặp đã quen, nên uống cạn một chén lớn. Thái Trạch cũng cười cười, y đánh giá Lý Nguyên vài lần, nhìn cây thích cung sau lưng hắn, hỏi lý huynh đệ là người bản địa huyện sơn bảo sao lý nguyên cười nói là người địa phương nguyên bản còn ở trong huyện ba năm trước dọn đến phường tiểu mặc từ đó đến nay vẫn luôn đi săn thợ săn chuẩn săn chứng huyện lệnh cũng không phát mấy tờ trong đó hình như không có người họ lý thái trạch nói lý nguyên nói là huyện lệnh tiền nhiệm ký huyện lệnh tiền nhiệm thái trạch hơi nghĩ nghĩ đột nhiên nói cha ngươi tên gì lý chiếu thái trạch sửng sốt cười ha hả đi lên vỗ bả vai lý nguyên khó trách vừa nhìn đã thấy quen mắt, nguyên lai là con trai của Chiếu Thúc. Lúc ta mới vào nha môn, Chiếu Thúc còn đang còn tại nhiệm, sau đó hình như đã làm chuyện gì đó cho huyện lệnh mà bị trọng thương, vì thế nên lui ẩn. Lý Nguyên cũng sửng sốt. Hắn biết phụ thân từng làm nha dịch, nhưng lui ẩn rất nhiều năm, lúc chết, có lẽ là bởi vì ôn dịch nên không có bằng hữu nào tới tang lễ. Lúc này, giữa hắn và nha dịch này có thể có nhiều tầng liên hệ như vậy, đối với hắn mà nói là chuyện tốt à. Lý Nguyên ra vẻ kích động nói, Thái Huynh, không nghĩ tới ta và huynh lại có duyên phận như thế thái trạch cười nhéo nhéo cánh tay hắn nói hảo tiểu tử một tiếng thái huynh này của ngươi một tiếng huynh đệ này của ta cũng không kêu nhầm ha ha cạn chén rượu nên cạn chén rượu một lúc sau lý nguyên bị thái trạch kéo vào thiên hương lâu gọi một kỹ nữ trẻ tuổi bồi rượu đáy lòng lý nguyên cực kỳ đau thịt nhưng vì đạt được chút tin tức trọng yếu lại không có biện pháp làm phật lòng thái trạch hắn chỉ có thể cố gắng nhìn rượu trái cây trong lầu nếu cảm thấy phí tổn vượt mức hắn sẽ lập tức hô ngừng cho dù là xé rách mặt mũi vậy cũng đành chịu nhưng trước đó hắn phải đặt câu hỏi một cách không khách khí đầu tiên là kính chén rượu sau đó nói thái huynh hiện giờ ta sống qua ngày chỉ muốn sự ổn định bây giờ rốt cuộc tình hình trong huyện là gì vậy thái trạch cười chỉ chỉ kỹ nữ nói chuyện này không bằng ngươi hỏi nàng đi các nàng cũng biết lý nguyên nói vị cô nương này thỉnh giáo một chút kỹ nữ nghe được vị cô nương này liền cười khanh khách sau đó dịu dàng uốn eo như rắn nước thân thể mềm mại thoáng cái đã trượt vào trong ngực hắn dịch mông ngồi lên đùi hắn sau đó nói người ta không gọi vị cô nương này người ta gọi là vân nương lý nguyên cảm thụ được xúc cảm trên đùi cũng không có kháng cự hắn cũng không phải chính nhân quân tử gì cũng không phải tiểu lang quân ngượng ngùng ngây thơ bị nữ nhân trẻ tuổi xa lạ ngồi một chút thì có quan hệ gì chủ yếu là hắn tiêu tiền a cái mông này là nạm vàng a vân nương thỉnh giáo một chút tiểu lang quân uống chén này ta sẽ nói lý nguyên uống một hơi vân nương nói hiện tại trong huyện là hai nhà một môn định đoạt hai nhà này là ngụy gia và tôn gia môn này là huyết đào môn thiên hương lâu của chúng ta nằm ở phường ngân khê khu vực này là huyết đào môn bao phủ huyết đào môn rất lợi hại không chỉ quản phường ngân khê còn quản phường tử sùng phường ngô đồng mà ba phường này xem như là ba phường tốt nhất trong 12 phường của huyện Sơn Bảo. Lý Nguyên nói, thế, quan phủ đâu? Vân Nương cười hì hì nói, uống thêm một chén, ta nói tiếp. Lý Nguyên buồn bực mà uống. Vân Nương nói, chuyện này cũng không có gì đáng để giấu tiểu lang quân, thiên hương lâu chúng ta chỉ biết huyết đao môn, không biết quan phủ, quá khứ như thế, hiện tại cũng như thế. Chẳng qua lúc trước, lúc quan phủ vẫn còn huyện lệnh huyện úy, phường tử sùng, phường ngô đồng thuộc quản lý của quan phủ, hiện tại mất rồi, tự nhiên là về huyết đao môn. Cái khác là ngụy gia và tôn gia cũng giống vậy, vốn mỗi người chiếm một phường, hiện tại chiếm ba phường. Về phần loại địa phương nghèo như phường Tiểu Mặc, hai nhà một môn đều chướng mắt để mặc nó phát triển. Chuyện này, Lý Nguyên lập tức hiểu, những tin tức trong trí nhớ của hắn căn bản là tin tức vô cùng hời hợt. Có lẽ chỉ những người lang thang trong vùng xám mới có thể biết điều gì thực sự đang diễn ra. Thế giới này, thế lực giang hồ và quan phủ rốt cuộc có quan hệ gì? Trong ký ức vốn có của hắn cùng với ký ức trước khi xuyên không, đều là quan phủ muốn diệt thế lực giang hồ là không hề khó khăn. Bởi vì nếu là thế giới đê võ, cao thủ võ lâm hoàn toàn có thể bị nhân số chồng chết nếu là thế giới hơi mạnh một chút cho dù hoàng triều tập hợp vô số tài nguyên cao thủ được trồng chất ra cũng rất có thể nhiều hơn thế lực giang hồ nhưng bây giờ xem ra ở huyện sơn bảo quan phủ vẫn luôn ở vào vị trí thấp mà ở vị trí cao chân chính là hai nhà một môn ngay sau đó hắn đột nhiên lại nghĩ tới cái gì run chân nói vân hương, qua kính thái huynh đi không cần quản ta nữa mong vân nương xê dịch có chút không nỡ đứng lên so sánh với thái trạch Lý Nguyên vừa là thiếu niên lang, lại ẩn giấu uy vũ, nàng ngồi trong lòng hắn chính là không hề chịu thiệt. Nàng lắc vòng eo, chuẩn bị ngồi vào lòng Thái Trạch. Nhưng Thái Trạch lại trực tiếp giơ tay lên, ngăn cản Vân Nương, y cười ha hả nói, một nương tử chuyển tới chuyển lui, thật không có ý nghĩa, lại kêu thêm một người nữa. Lý Nguyên, hắn hít sâu một hơi, nói, Thái huynh, trong túi. Thái Trạch nhíu mày, ngắt lời hắn hỏi, ngươi mang theo bao nhiêu? Lý Nguyên cười khổ nói, không giấu giếm Thái huynh còn có 48 đồng tiền lớn, nhiều một cái cũng không có. Thái Trạch nói, thế là đủ rồi. Nói xong, y lại chỉ chỉ Vân Nương, cười nói, phải hầu hạ huynh đệ của ta thật tốt. Vân Nương cười hì hì nói, vâng. Nói xong, Vân Nương lại đi ra ngoài gọi cô Nương. Lý Nguyên vô cùng đau thịt, diêm tỉ cho hắn 100 đồng tiền lớn, đây là một ngày tiêu hết sạch à. Không được, phải kiếm chút gì đó về, phải đáng giá. Hắn vội vàng nói, Thái Huynh, không dối gạt Huynh, khi còn bé, ta sống với phụ mẫu ở ngân khê hiện tại trưởng thành nhưng muốn trở về một lần lại không dễ dàng trong lòng ta vẫn có chút nhớ nhà thái huynh thường ở ngân khê không biết trong phường ngân khê còn có danh ngạch vào ở hay không huynh đệ muốn về ở lại huynh đệ của ta cho ngươi một con số thái trạch giơ lên 10 ngón tay hô hô chỉ cần 10 lượng bạc vì huynh giúp ngươi có được danh ngạch đây chủ yếu là chuyển hộ tịch cần đến huyết đao môn lập hồ sơ chờ lập hồ sơ xong huynh đệ có thể mua nhà ở ngân khê bằng thẻ vào ở lý nguyên gật gật đầu nói vậy được qua một thời gian ngắn nữa ta sẽ tới tìm thái huynh nhất định đem ngân lượng dâng lên kính xin thái huynh có thể hỗ trợ dễ nói dễ nói thái trạch cười ha ha chỉ chốc lát sau vân nương lại kéo một nữ tử trẻ tuổi vào nữ tử kia dịu dàng chân thành vòng qua bên cạnh thái trạch cười nói tiểu nữ nhi uyển nhi bái kiến quan nhân thái trạch dạng đùi ra uyển nhi hiểu ý trực tiếp ngồi xuống vân nương cũng ngồi vào trong lòng lý nguyên hai nam hai nữ ăn uống linh đình rượu say tai nóng rồi thái trạch cũng buông ra huynh đệ biết hồng liên tặc chứ ta nói thêm lời này cho dù hồng liên tặc công phá huyện sơn bảo chúng ta chúng sẽ không động phường ngân khê bởi vì ngân khê là trung tâm của huyết đao môn bọn họ động đến phường khác cũng không sao nhưng nếu muốn động đến phường ngân khê thì chính là đối nghịch với bên trên huyết đao môn chúng không ngu đến thế đâu huyết đao môn các ngươi ta vừa là nha dịch Vừa là đệ tử huyết đao môn. Ha ha. Bội phục bội phục, Thái huynh, không biết bên trên huyết đao môn là gì. Việc này ngươi không cần biết, Thái Trạch vừa ôm Uyển Nhi uống rượu, vừa cười nói, hoàng triều này a, à, cũng chỉ là một thế lực giang hồ lớn nhất, nhưng chữ lớn nhất này cũng chỉ là lúc mới lập quốc. Hiện giờ nếu cao thủ hoàng thành không thể áp chế thế lực giang hồ, lại thêm thiên tai nhân họa chọc cho bách tính không qua nổi nữa, vậy tự nhiên có thế lực sẽ phản hắn. Nhưng chuyện đó cũng không liên quan đến huyết đao môn. Huyện lệnh huyện úy ăn cơm hoàng gia, bọn họ đả sinh đả tử là việc phải làm, cư dân trong huyện không có thế lực bảo vệ, bọn họ liều chết chống cự cũng là việc nên làm, nếu không hồng liên tặc vào huyện, đốt giết cướp bóc, có cái gì không làm được. Nhưng mà, chúng ta cũng không cần quan tâm. Hoàng triều có luật pháp của hoàng triều, giang hồ cũng có quy củ của giang hồ. Thế lực giang hồ mỗi nhà chiếm một chỗ, chỗ này không thuộc hoàng triều mà là quốc trong quốc. Hồng Liên tặc đánh hoàng triều không sao, nhưng nếu là xâm lấn vùng đất hạch tâm của thế lực, đó chính là tuyên chiến vậy thái huynh danh ngạch vào ở ngân khê mười lượng bạc thật sự có thể giải quyết sao có thể thái trạch nhìn lướt qua lý nguyên hàm chứa thầm ý nói các môn các phái đều cầu nhân tài lý huynh đệ tuổi còn trẻ đã có thực lực như vậy huyết đao môn vẫn có thể cho ngươi vào ở những người khác thì không ngươi nghĩ vi huynh cùng người nào cũng xưng huynh gọi để sao một lát sau thái trạch ôm kỹ nữ đi sang xương phòng nhỏ một bên vân nương cũng giống như uống nhiều say như bùn nằm trên người lý nguyên chờ thiếu niên lang này cởi áo cởi dây lưng cho nàng cùng đi vu sơn lý nguyên hơi suy nghĩ nhưng vẫn không làm uống rượu còn được nạp đạn bắn thật thôi quên đi hắn không phải là người đói hơn nữa bà nương trong nhà hắn còn đẹp hơn người này hơn nữa nếu hắn làm chắc chắn sẽ hạ thấp độ hảo cảm của bà nương từ đó làm chậm tốc độ thu hoạch điểm của hắn cần gì chứ lý nguyên hỏi vân nương bàn tiệc này 48 đồng tiền lớn có thể trả nổi không? Tiểu lang quân, nô gia tính cho chàng còn có thể tiết kiệm cho chàng ba đồng tiền lớn vân nương ngồi trong ngực hắn mà cười hì hì ở khoảng cách gần nàng đã cảm nhận được thể lực cường đại của thiếu niên này trong lòng nàng ngứa ngáy vừa vui mừng vừa chờ mong nam nhân trong câu lan quả thực là nhiều nhưng thiếu niên chất lượng lại hiếm như phượng mau lân giác nàng muốn thiếu niên này đến thường xuyên thầy lý nguyên không động vân nương liền ghé sát vào ghé vào bên tai hắn nói chàng ôm ta lên giường chờ xong rồi những chuyện chàng muốn biết ta đều nói với chàng lý nguyên hơi do dự nhưng đây không phải là hắn dùng tiền mua vui mà là vân nương dùng tin tức để đổi lấy niềm vui có lẽ là nhìn ra sự do dự của hắn vân nương đột nhiên hỏi tiểu lang quân đã có nương tử đúng không ừm ta thích người như tiểu lang quân nam nhân từng tới đây ai mà không có nương tử nhưng bọn họ uống rượu có ai không vội vã ôm nô ra lên giường chơi đâu ngược lại tiểu lang quân cho nô ra cảm giác không giống vân nương cười ha hả lý nguyên tin nàng mới quỷ vân nương thấy hắn thật sự không động đáy lòng cảm thấy thú vị nhân tiện nói tiểu lang quân không muốn nữ nhân bẩn thỉu như ta cũng không sao vậy sau này tới thêm vài lần nhớ điểm tên của ta được chứ lý nguyên nói ta không đến thường xuyên hôm nay là đi cùng thái huynh vân nương nhìn hắn thật sâu cười nói vậy thì chưa chắc tại sao bởi vì lần sau khả năng tiểu lang quân sẽ tới đây với thân phận đệ tử huyết đao mồn lúc chạng vạng tối thái trạch ôm vai lý nguyên đi ra khỏi thiên hương lâu sau khi đủ ngân lượng thì đến phường ngân khê tìm ta nhà của ta ở hẻm bạch vân đi từ lối vào là nhà thứ hai bên trái thái trạch nói với lý nguyên sau đó cả hai chia tay khi lý nguyên trở về phường tiểu mặc trời đã tối nhưng trong thôn lại ồn ào khác thường một người nữ hỏi nguyên ca người mới mới trở về lý nguyên nói đúng có chuyện gì vậy hắn thấy nhiều người nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ người nữ kia chen chúc cười nói không có gì chỉ là mã lục đã chết toàn thân bị đâm rất nhiều dao mã lục này chết cũng đáng đời Lý Nguyên sừng sốt, trầm giọng nói, ta vừa trở về, lão không phải do ta giết. Người bên cạnh cũng không nói nhiều, vội vã giải tán, hiển nhiên bọn họ đều đã nghe nói chuyện hôm nay xảy ra ở huyện. Trên người Nguyên Ca Nhi có thêm một tầng hào quang, khiến cho bọn họ cảm thấy vừa sợ hãi vừa muốn nịnh bợ. Mà cái tên Nguyên Ca Nhi này lại một lần nữa biến thành Nguyên Ca. Lý Nguyên về đến nhà, Diêm Ngọc cũng kể lại chuyện Mã Lục đã chết. Lão ta thật không phải là ta giết, đêm nay ta mới chuẩn bị đi tìm lão ta. Vậy ai giết? Diêm Ngọc nghĩ mãi mà không ra. Nhưng ngay sau đó, cái mũi nhỏ nhạy bén của cô liền ngửi thấy, mùi son và rượu nhàn nhạt, nhạt trộn lẫn với nhau đang tản ra từ nam nhân nhà mình. Nàng còn chưa hỏi, Lý Nguyên đã cười khổ nói, "Diêm tỷ, ta đi Thiên Hương lâu uống rượu, nhưng ta không ngủ với nữ nhân kia. Hết đường rồi, nếu rừng sâu núi thẳm không thể đi, thì ta phải nghĩ biện pháp chuyển đến ngân khê. Hôm nay thật vất vả mới có cơ hội gặp được một người có thể làm việc giúp ta, ta đương nhiên phải mở tiệc chiêu đãi y." y muốn đi thiên hương lâu ta cũng không có cách nào hắn khai hết rồi không ngủ à diêm nương tử lúng túng nhìn hắn lý nguyên nói cũng chỉ ngồi đùi có tốn tiền không diêm nương tử đột nhiên hỏi lý nguyên nói đã tiêu hết vậy tại sao không ngủ diêm nương tử nhíu mày hỏi ngược lại sau đó lại nói dù sao cũng là nam nhân nhà ta chiếm tiện nghi lý nguyên nói nàng ta không xinh đẹp bằng nàng thua xa nàng ngủ không được diêm nương tử nói vậy nếu nàng ta đẹp hơn ta thì sao lý nguyên nói vậy cũng không dịu dàng bằng nàng vẫn không ngủ được diêm nương tử lại hỏi vậy nếu xinh đẹp hơn ta lại dịu dàng hơn ta thì sao lý nguyên nói nhưng cũng không thật lòng đối với ta giống như nàng vẫn ngủ không được diêm nương tử còn muốn hỏi lại lý nguyên hỏi ngược lại câu có thể không diêm nương tử sinh lòng cảm động cởi áo cởi dây lưng cho nam nhân nhà mình hầu hạ hắn vào thùng tắm ở trong phòng nhỏ chỉ có ánh trăng ảm đạm chiếu sáng cô nhẹ nhàng xoa bóp thân thể cho hắn tẩy đi bụi bặm nguyên ca nhi chàng nói chúng ta có thể dọn đến ngân khê không có thể lý nguyên nhàn nhạt, nhạt đáp lời hắn phải đưa diêm ngọc đi cùng thái trạch và vân nương đều không cần thiết phải lừa hắn một khi hồng liên tặc công phá huyện sơn bảo địa phương an toàn chân chính sợ cũng chỉ có ba chỗ ba nơi này theo thứ tự là phường hạch tâm của ngụy gia tôn gia cùng với phường ngân khê của huyết đào mồn sáng hôm sau diêm nương tử nằm trong vòng tay lý nguyên và quấn lấy hắn đã lâu rồi hai người không tận hưởng thời gian ngủ với nhau vào buổi sáng sớm. Mắt thấy trời vừa sáng, hai người vừa nói chuyện bên gối. Lý Nguyên hỏi, Diêm tỷ, nàng nghe qua huyết đào môn, ngụy ra, tôn ra chưa? Diêm nương tử ôm eo nam nhân nhà mình, dán sát vào, nói, hai nhà ngụy tôn hình như là cường hào thế gia vọng tộc trong huyện, huyết đào môn. Ta cũng từng nghe qua, hình như là rất có địa vị trong huyện. Lý Nguyên lại hỏi, tháng trước ta không có ở đây, trong phường tiểu mặc có thuế quan đến thu thuế không? diêm nương tử nói có a à, trong thôn phường còn có một nhà không nộp nổi thuế nữ oa nhi trong nhà đã bị rắt đi hộ gia đình kia khóc hô nhưng thuế quan căn bản không để ý tới nói xong diêm nương tử thở dài mọi người đều có lòng chắc ẩn và thương người mà thôi nàng vừa nói như thế lý nguyên lại kết hợp với một số ký ức của chính mình lập tức hiểu được người bình thường căn bản không hiểu đạo lý trong đó cũng không biết cơ cấu quyền lực trong đó mà những người thu thuế tháng trước đâu còn là quan thuế của quan phủ đây rõ ràng là thuế quan của hai nhà một môn kia chẳng qua mặc một thân quần áo quan phủ mà thôi giống như thái trạch vậy rõ ràng là đệ tử huyết đao môn nhưng vẫn là nha dịch đáy lòng hắn trầm xuống những lời của thái trạch lặp đi lặp lại trong lòng hắn ẩm ẩm ta nói thêm câu này cho dù hồng liên tặc công phá huyện sơn bảo chúng ta chúng vẫn sẽ không động phường ngân khê hoàng triều này cũng chỉ là thế lực giang hồ lớn nhất nhưng lớn nhất này cũng chỉ là lúc mới lập quốc hồng liên tặc vào huyện đốt giết cướp bóc có cái gì không thể làm. Lý Nguyên cảm thấy cấp bách khó thở. Loang thoáng, hắn cảm thấy càng hỗn loạn hơn nữa, trật tự còn chưa bắt đầu thật sự sụp đổ. Trong lịch sử của thế giới trước khi hắn xuyên không, thời đại vũ khí lạnh chỉ là đê võ, nhưng có cả thời đại hỗn loạn hắc ám như ngũ hồ loạn hoa, ngũ đại thập quốc. Thế giới này, triều đình có thể ngầm đồng ý thế lực giang hồ tồn tại như quốc trong quốc, mà trong rừng sâu núi thẳm còn cất giấu những thứ khủng bố như vậy. Một khi thiên hạ nổi lên hỗn loạn, vậy sẽ là bộ dáng gì? lý nguyên không dám tưởng tượng hắn âm thầm siết chặt nám đấm thời gian không còn nhiều lắm phải nhanh chóng gom bạc lập tức chuyển đến phường ngân khê nhưng cũng không thể hoàn toàn tin thái trạch chuyện này hắn có thể thông qua quán rượu hành vu để tìm kiếm cơ hội nghiệm chứng quán rượu hành vu cũng mở tại ngân khê lúc này hắn liếc mắt xa xăm quán rượu còn đang buôn bán bình thường làm ăn cũng không tệ thịt hẳn là cũng cần nghĩ vậy hắn liền muốn đứng dậy hắn vừa động diêm nương tử liền rút chân dài đang gác ở trên người hắn lại hỏi, Nguyên Ca Nhi muốn đi ra ngoài sao? Ừm, Lý Nguyên nói xong, nhẹ nhàng vén chăn lên lại ép xuống, bắt đầu mặc quần áo. Trong chăn, Diêm Nương Tử mắt đẹp nhìn xem nam nhân nhà mình, trực tiếp xốc chăn lên, lộ ra da thịt trắng bóng, nói, "Ta cũng dậy." Dứt lời, nàng lại trừng mắt nhìn, cười nói, "Hôm qua quần áo chàng dính mùi son, ta đã giặt sạch rồi, không đau lòng chứ?" Lý Nguyên im lặng nói, "Lại nửa à?" Diêm Nương Tử liếc mắt một cái rất có ý vị, nói, không phải nữ nhân nào cũng như vậy sao ta cũng vậy lúc hai người thuận miệng trò chuyện lý nguyên mặc xong xiêm y diêm nương tử cũng thắt nút áo xong lý nguyên ra ngoài rửa mặt diêm nương tử thì vội vàng nhóm lửa hâm nóng cháo gạo và thịt muối làm bữa sáng trong nhà có muối có thịt diêm nương tử tự nhiên ướp không ít thịt muối một lát sau hai người ăn sáng xong lý nguyên cầm cung đi ra ngoài diêm nương tử thì cầm lấy quần áo vừa thay của nam nhân nhà mình ném chúng vào trong chậu gỗ sau đó cầm gậy giặt y phục đi kêu vương thẩm cùng đi giặt quần áo lý nguyên mới ra khỏi cửa không bao xa liền thấy một bóng người cao cao gầy gầy đang lắc lư bóng dáng kia chính là điền bảo điền bảo vừa nhìn lý nguyên vội vàng chạy tới cung kính nói nguyên ca chào buổi sáng chuyện gì vậy nguyên ca ta ta muốn theo ca lăn lộn điền bảo cúi đầu đại ca y bị bắt đi đánh giặc tám chín phần mười là đã chết trong nhà chỉ còn y và cha y cha y cũng nửa chết nửa sống Điền Bảo nhìn vận mệnh của người thân bên cạnh, giống như thấy được tương lai của mình, nhưng y không cam lòng à. Người chết chứng hướng lên trời, dù sao cũng sẽ chết, vậy không bằng liều mạng trong loạn thế, tốt xấu gì lúc chết cũng sẽ không quá hối hận. Liều mạng như thế nào? Nguyên ca, ta là thật lòng, Điền Bảo lại nói, quy củ trong giang hồ ta đều hiểu, đi theo đại ca, mạng của ta chính là của đại ca. Đại ca bảo ta làm cái gì ta liền làm cái đó, ai muốn đả thương đại ca ta, ta liều mạng với gã lý nguyên vỗ vỗ bảo vai y nói a bảo ta cũng không phải là lăn lộn người theo ta lăn lộn kiểu gì điền bảo đột nhiên hít sâu mấy hơi nhẹ giọng nói nguyên ca lão già mã lục kia là ta làm thịt ta biết khi đó đại ca còn ở trong huyện mã lục chết như thế nào cũng không dính líu tới người đại ca lý nguyên đại ca hai chân điền bảo như mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống lý nguyên nhìn y lý nguyên vốn định tự đi giết mã lục nhưng hắn xử lý vô luận làm kín kẽ như thế nào thì vẫn tính lên đầu hắn vô pháp vô thiên là một chuyện tùy ý rêu dao lại là chuyện khác điền bảo trực tiếp giúp hắn giải quyết phiền toái coi như là một người có nhãn lực hơn nữa còn là người tàn nhẫn trong thế giới này người như vậy cũng có thể đi làm việc lần đầu tiên giết người dạ cảm giác thế nào kích động một đêm kích động không ngủ được hai mắt điền bảo đỏ lên bên trong còn dày đặc tơ máu ta dạy ngươi bắn tên ngươi có thể học bao nhiêu thì xem bản lĩnh của chính ngươi học xong tay nghề này ít nhất ăn cơm là không thành vấn đề bắn cung Nguyên ca, ta, ta không có cung, cũng không có chuẩn săn trứng, điên bảo lúng túng nói. Lý Nguyên nói, đi với ta, một lát sau, Lý Nguyên đi tới nhà Lưu Manh lúc trước gọi là A Phi. Nhà này là có chuẩn săn trứng, nếu như hắn nhớ không lầm, chuẩn săn trứng này là tiền tam cướp từ Thái Hoa Thúc sau khi thúc ấy chết rồi đưa cho A Phi. Sau đó A Phi đi theo tiền ra làm không ít chuyện xấu. Hiện giờ A Phi đã bị bắt đi, nhưng binh khí cùng chuẩn săn trứng hẳn là vẫn còn. Lý Nguyên bước lên và gõ cửa không ai trả lời. Đang muốn gõ tiếp, Điền Bảo ở bên cạnh cung kính nói, Nguyên ca, để ta, gõ cửa bẩn tay của ca. Lý Nguyên, hắn lùi lại một chút. Điền Bảo tăng tốc, xông lên một đá vào cửa, dầm. Cửa vốn chỉ dùng một cái chốt gỗ, lập tức bị đá văng. Tay phải Điền Bảo cua sau lưng, lấy ra thanh đao bổ củi, vọt vào cửa, dũng mãnh hô lên, mẹ kiếp, không nghe thấy ca ta gõ cửa sao. Lý Nguyên, trong cửa, một bà nương đang run lẩy bẩy. Một lát sau, bà nương này tay cầm chuẩn săn trứng và thổ cung mũi tên trực tiếp giao cho điền bảo lý nguyên ném hai đồng tiền lớn tới nói coi như mua của nhà ngươi ha. bà nương kia không nghĩ tới còn có thể lấy được tiền luôn miệng nói cảm ơn nguyên ca cảm ơn nguyên ca chuyện ngày hôm qua đều truyền ra ai không biết lý nguyên có người ở quan phủ mã lục đã chết tối hôm qua có người đi báo quan nhưng căn bản là không có nha dịch nào tới điều tra điều này nói lên điều gì phàm là kẻ ngốc đều biết làm sao còn có người dám đắc tội lý nguyên điền bảo cất chuẩn săn trứng vào trong ngực lại vui mừng vuốt thổ cung lý nguyên nhìn y thiếu niên này vốn không phải lưu manh cũng không có hung hãn chỉ là huyết khí xông vào não muốn đổi cuộc sống tốt hơn ở trong loạn thế này vì vậy tính tình mới đại biến người như điền bảo nhất định còn có rất nhiều a bảo ta ta nói đi ngươi học cung từ ta nhớ kỹ hai chữ khiêm tốn vô luận trong lúc học cung hay là sau này ngươi không thể lạm dụng danh nghĩa của ta làm việc nếu còn giống như vừa rồi thì ngươi đừng theo ta học cung, biết không? Ca, a, a, vừa nãy là ta sai rồi, Điền Bảo ý thức được điều gì, hơi luống cuống tay chân. Lý Nguyên vỗ vỗ vai y, nói, đi thôi, theo ta đi săn. Loạn thế sắp tới, hắn phải tranh thủ thời gian kiếm tiền, nhiều người cũng nhiều tay, mà hắn thì không cần khom lưng tự làm hết mọi chuyện. Điền Bảo này thoạt nhìn cũng tạm được, ít nhất có thể quan sát. Có thành công không, chờ sau rồi nói. Ngoài ra, sau khi hắn đi ngân khê cũng có thể lưu lại đôi mắt trong phường tiểu mặc này. Còn về việc không giữ được thì dường như không thể, ít nhất là không có khả năng. Điền bảo chẳng qua là người bình thường, căn bản không liên quan đến lực lượng võ giả nhập phẩm mà thôi. Hắn có thừa điểm số, bây giờ bản thân lại là võ giả cửu phẩm, nếu ngay cả người bất nhập phẩm còn hàng không được, vậy không bằng cầm đậu hủ mà đâm chết đi. Ba ngày sau, buổi tối, thiếu niên cao gầy đẩy xe, trên xe chở một con lợn rừng lớn, vội vàng rừng ở trước cửa tử lâu hành vu huyện Sơn Bảo. Y lau mồ hôi, cung kính nhìn Lý Nguyên ở bên cạnh, nói, Nguyên ca, đến rồi. Lý Nguyên gật gật đầu, vác lợn rừng lên trên vai, cảm giác vô cùng tự tin đi vào từ cửa sau tử lâu. Ngày hôm qua hắn đã tới liên lạc với người của tử lâu, lúc trước quen biết người này là nhờ vương thúc. Điền bảo sùng bái nhìn Lý Nguyên. Ngắn ngủn hai ba ngày, Y đã thấy được uy phong của Lý Nguyên. Bản lĩnh bắn tên kia thật sự là phiên giang đảo hải, xuất thần nhập hóa. Đợi trong chốc lát một người trung niên thân hình hơi mập trông giống như quản sự theo lý nguyên ra ngoài đầu năm nay muốn một nguồn thịt tươi mới thợ săn là một kênh không tồi hơn nữa ở trong mắt quản sự lý nguyên này cũng là ngoan nhân buổi sáng săn lợn rừng trạng vạng là có thể đưa tới hơn nữa trên người lợn rừng cũng không có nhiều thương tích rất phù hợp với yêu cầu của tử lâu lần sau có con mồi lại đưa tới chỗ chúng ta chỉ cần còn tươi tiền không thiếu quản sự cười nói lý nguyên trả lời đều là khách hàng cũ nhất định giữ tươi mới dứt lời hắn lại vẫy vẫy tay với điền bảo nói a bảo lại đây điền bảo cúi đầu rụt xe chạy tới lý nguyên vỗ vỗ vai y nói gọi ô thúc điền bảo vội nói chào ô thúc quản sự gật gật đầu với y nói phải học tập nguyên ca của ngươi trước kia nguyên ca lúc nào cũng đưa tới hưu bào thỏ rừng gà rừng lần này lại biến thành lợn rừng hậu sinh khảo úy ha trong mắt điền bảo tràn đầy sùng bái kích động nói ca là người lợi hại nhất trong thôn lý nguyên mỉm cười nói ô thúc đừng nghe y nói bừa ta chỉ được cái đi săn thôi a bảo là người cùng thôn phường với ta có đôi khi nếu ta không tới được thì sẽ bảo y tới chuyện nhỏ ta nhớ kỹ y quản sự nhìn lý nguyên mỉm cười lý nguyên cảm nhận được ngân lượng trong túi lúc vẫn còn hùng ca và tiền ra hắn chỉ săn hưu bảo bây giờ hắn có thể săn lợn rừng và gấu đen mà không cần kiềm chế trọng lượng này đã khác xưa giá cả tự nhiên cũng khác hôm nay chỉ thử nước thôi đây là một con lợn rừng cái Ô quản sự cũng không cân, đánh giá là chưa tới 300 cân đã cho Lý Nguyên 30 lượng bạc, trong đó có hai cái tiểu nguyên bảo 10 lượng, năm miếng bạc vụn một lượng, còn có 50 đồng tiền lớn. Lý Nguyên ném cho Điền Bảo hai đồng tiền lớn. Điền Bảo vội vàng nhận, sau khi nhận, hơi kinh ngạc nói: "Ca, à, sao lại cho tiền? Lợn rừng là do ca săn, ca còn dạy ta." "A." À. Lý Nguyên nhìn thoáng qua y nói: "Cầm đi, ngươi về thôn phường trước, ta sẽ tự trở về sau." "Được rồi, ca." À. Điền Bảo đẩy xe nhỏ trở về đường cũ mà lý nguyên thì là thoáng chờ đợi lại một lần nữa quay về quán rượu hành vu ai nguyên ca nhi còn chưa đi sao một tiểu nhị của đầu bếp phía sau tử lâu chào hỏi hắn lý nguyên mỉm cười nói ô thúc đâu để ta đi gọi tiểu nhị chạy đi lần này y đi đi rất lâu lý nguyên cũng không vội cứ kiên nhẫn chờ như vậy ước chừng sau hai nén nhang ô quản sự mới vội vàng đến hỏi nguyên ca nhi ngươi có việc tìm ta lý nguyên cười nói đây không phải là thấy trời sắp tối sao trong túi lại có tiền, nên muốn mời Ô Thúc uống chén rượu. "Tiểu tử ngươi." Ô quản sự cười nói, "Là có việc gì sao?" Lý Nguyên nói, "Có thể có gì, luôn làm phiền Ô Thúc, đến giờ cơm còn không nỡ bỏ tiền, vậy không phải là không trượng nghĩa sao? Lý Nguyên ta không phải là người như vậy. Thợ săn các ngươi kiếm chút tiền cũng không dễ, đều là liều mạng ở trong núi." Ô quản sự cảm khái. Lý Nguyên chợt nói, "Đi Thiên Hương Lâu, được không?" Ô quản sự, "Cho rằng tiểu tử ngươi muốn làm có lệ với ta?" không nghĩ tới lại muốn mời ta đi thiên hương lâu thiên hương lâu là câu lan trong huyện sơn bảo là địa phương người nghèo phải dừng bước ô quản sự muốn đi nơi đó một lần nhưng cũng phải quyết tâm lắm mới có thể đi nếu vậy thì ô quản sự chuyển đề tài nói nguyên ca nhi có thành ý như vậy ta từ chối cũng không tốt nhưng lúc này là thời gian tử lâu bận rộn chờ giờ hợi rồi đi được không được lý nguyên cười nói vậy lát nữa ta quay lại ô quản sự xoay người vội vàng đi lý nguyên cũng tạm thời rời khỏi quán rượu hành vu hôm nay hắn phải biết rõ chuyện của huyết đao môn sau đó lập tức đưa ra quyết định sau khi ăn xong bát cơm chiên ở đầu đường lý nguyên chờ bên cạnh quán rượu hành vu đồng thời lẳng lặng nhìn khách nhân trong từ lâu người đến người đi không đến một một đến hai hai đến ba đều có đột nhiên một ba mươi chín đến bốn mươi chiếm lĩnh tầm nhìn của lý nguyên ánh mắt hắn thoáng nhìn thấy được trường đao tinh xảo bên hông đối phương rồi hắn liền xoay lại thu hồi tầm mắt để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết binh khí độ thuần thục của kỹ năng cảnh giới đều ảnh hưởng đến thực lực tổng hợp nếu hắn đổi một cây cung tốt hơn chắc là có thể mạnh hơn vài phần trong gió lạnh hắn lẳng lặng chờ đợi sáng nay trước khi ra ngoài đã nói qua với diêm tỷ nàng cũng sẽ không quá lo lắng tuy nhiên việc chuyển nhà phải được giải quyết càng sớm càng tốt chỉ có ở ngân khê này chị an mới thật sự tốt chỉ chốc lát sau ô quản sự đi ra hai người đi đường một lát tới thiên hương lâu lần đầu lạ lần hai quen lý nguyên trực tiếp điểm bài vân nương vận khí của hắn không tồi vân nương vừa mới tiếp xong một vị khách không bao lâu vốn định đợi thêm một lát nữa nhưng lúc đứng ở lầu cao cách rèm nhìn thấy thiếu niên dưới lầu vân nương vội vàng sửa sang lại trang điểm rồi xuống cô nương bên cạnh vừa nhìn liền hiểu được điều gì vì thế lục tục lại gần nhìn thấy trong phòng khách có một thiếu niên đang đứng tướng mạo không có gì đặc biệt nhưng cũng không xấu. Quan trọng hơn là có vài phần trầm ổn tĩnh khí và khí lực uy vũ. Các cô nương cười hì hì. Vân nương vung khăn hương vỗ nhẹ Lý Nguyên một cái, đôi mắt đẹp lưu chuyển, phong tao nói, không phải nói không được sao. Lý Nguyên cười và không nói gì. Chợt, Vân nương dẫn hắn và ô quản sự vào phòng, sau đó lại gọi thêm một cô nương đến tiếp ô quản sự. Tiệc tùng, rượu nóng. Chỉ chốc lát sau, ô quản sự ôm kỹ nữ kia vào phòng. Vân nương cười hì hì nhìn hắn, trêu chọc hỏi, hôm nay đã trễ thế rồi không đến mức vẫn về nhà tìm nương tử chứ có muốn nô ra hầu hạ hay không nếu muốn nô ra đi tắm rửa can đoan cho chàng một đêm mộng đẹp lý nguyên nói vân cô nương giúp ta tiết kiệm chút tiền lần sau tới ta sẽ tiếp tục gọi nàng đêm nay không ngủ nhưng tiền ngủ sẽ không thiếu vân nương sửng sốt cười nói cũng thật hâm mộ nương tử nhà chàng nha lý nguyên tin nàng mới có quỷ vân nương nói tiền nô ra sẽ tiền kiệm giúp tiểu lang quân nhưng đêm dài đằng đẵng Tiểu Lang Quân muốn làm gì với ta đây?" Lý Nguyên nói, "Tâm sự. Hắn rất cần biết về huyện Sơn Bảo, sáng sớm, Vân Nương thật sự không kiềm được sự buồn ngủ, nàng ngủ thiếp đi. Lý Nguyên thanh toán trước, hóa đơn không kém lần trước bao nhiêu, nhưng bởi vì qua đêm, nhiều hơn chút tiền, tổng cộng 6 lượng bạc. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, lặng lẽ chờ đợi. Đợi một lát, ô quản sự mới đi từ trong phòng ra. Hai người ra khỏi Thiên Hương lâu. Ô quản sự nói, "Nguyên Ca Nhi thật trượng nghĩa." Lần sau không có việc gì lại tới Tử lâu, Ô Mẫu mời mấy chén rượu nhạt vẫn là mời được. Mời thì không cần, nếu tới Tử lâu tự nhiên sẽ không để Ô Thúc tốn kém, chuyện làm ăn kính xin Ô Thúc chiếu cố nhiều hơn." Lý Nguyên cười nói. Ô quản sự cười nói, "Đương nhiên, việc này không cần phải nói nha." Lý Nguyên lại nói, "Chỉ là có một chuyện muốn hỏi Ô Thúc." "Chuyện gì?" Ô quản sự tinh thần sảng khoái. Lý Nguyên nói, "Ô Thúc có thân thích ở huyết đao môn không?" Ô quản sự sừng sốt, bước chân đều ngừng lại kinh ngạc nói: "Ngươi?" Lý Nguyên đang chờ. "Ta cũng không có thân thích tại Huyết Đao môn, những thế lực giang hồ kia đã thuộc thế giới khác với người bình thường chúng ta rồi. Ta chỉ biết là ở phường Ngân Khê, Huyết Đao môn là cao cao tại thượng." Lý Nguyên nói: "Nếu có người có thể cho ô thúc vào Huyết Đao môn." "Ô thúc?" Ô quản sự sừng sốt, chợt mừng rỡ nói: "Nguyên ca nhi, không, Nguyên ca, ngươi cứ nói đi, người nọ muốn cái gì, ta đều có thể cho hết, chỉ cần hắn giúp ta gia nhập Huyết Đao môn." Lý Nguyên hắn vốn còn muốn thử thêm một lần nữa nhưng rõ ràng là đã không cần thiết huyết đao môn là một nơi tốt để đi vậy thì đi thôi tuy thái trạch không nói sẽ giới thiệu hắn vào huyết đao môn nhưng chính hắn đã có thể cảm nhận được một ít manh mối lần này hắn mang bạc đi tìm thái trạch đó chính là bước một chân vào trong giang hồ nhưng cũng hết cách sơn trang quỷ dị sâu trong sơn giã sự hung hiểm của hồng liên tặc tùy thời phá thành khiến hắn không còn lựa chọn nào khác hắn từng nghĩ tới trong chợ đen có lẽ có bán công pháp cường đại nhưng sau khi biết được cơ cấu quyền lực chân chính của huyện sơn bảo hắn lập tức phủ quyết khả năng này thử hỏi một thế lực giang hồ lớn làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho người khác bán công pháp trước mắt mình ô thúc chỉ là nói đùa thôi ta chỉ muốn biết huyết đao môn có lợi hại hay không thôi lý nguyên cười ha hả ô quản gia cũng tỉnh ngộ lại cũng đúng thợ săn này tuy có chút bản lĩnh nhưng làm sao có thể có quan hệ với huyết đao môn một ở dưới đất một ở trên trời muốn bay lên trời không dễ đương nhiên là lợi hại rồi ô quản sự hừ một tiếng sau khi chia tay ô quản sự lý nguyên không trực tiếp trở về mà nhanh chóng đi đường vòng đến nhất thiền các của phường ngân khê tối hôm qua hắn hàn huyên hồi lâu với vân nương tự nhiên biết nhất thiền các là tiểu lâu tốt nhất huyện sơn bảo sau khi chi hai lượng bạc mua một phần bữa sáng cao cấp lý nguyên nhanh chóng đi tới hẻm bạch vân sau khi vào hẻm hắn đứng ở cửa nhà thứ hai bên trái tiến lên gõ cửa lý nguyên gõ cửa vài cái liền dừng lại tiếp đó kiên nhẫn chờ đợi. Hắn thoáng lui ra sau, mượn cơ hội đánh giá nhà trong hẻm Bạch Vân ở phường Ngân Khê này. Cũng không có cảm giác cao cấp gì, cũng chỉ là nhà ở bình thường, ngói đen tường trắng, hơi có vẻ mộc mạc. Mặt đất thì đất gồ ghề và không có trải nền hay bất cứ thứ gì tương tự. Hẻm cũng không rộng, thậm chí hơi chật trội. Mà giữa nhà với nhà lại có vẻ hơi san sát, ra cửa đi sang hai bước là đến nhà hàng xóm. Chỉ là khu dân cư bình thường như vậy, ở phường Ngân Khê đã thuộc về khu dân cư tầm trung rồi giống như quản sự ngày hôm qua nơi ở của y là dựng lều gỗ đơn sơ thậm không bằng phường tiểu mặc chỗ tốt duy nhất là ra cửa không bao xa là tới đường chính của phường ngân khê mua sắm đồ đạc rất thuận tiện lý nguyên đang nghĩ ngợi chợt nghe tiếng xèo xèo vang nhỏ nhưng cửa nhà bên cạnh đã mở ra hắn thoáng nghiêng đầu đã thấy một thiếu nữ xinh đẹp và son phấn đang ngáp đi từ nhà bên cạnh ra bên người thiếu nữ bay lượn không đến một ngạo mạn liếc hắn rồi không nhìn nữa trực tiếp đi xa điều này làm cho lý nguyên hơi sững sờ chẳng lẽ thiếu nữ đó chỉ cần liếc mắt đã nhận ra hắn là một tên nhà quê không thuộc về nơi này chỉ bất quá nhìn thấy thiếu nữ này đi ra ngoài kết hợp với một ít hình cảnh hắn thấy khi đứng trên lan can thiên hương lâu vào tối hôm qua lý nguyên xác định chị an nơi này quả thật tốt hơn phường tiểu mặc ăn mặc xinh đẹp như vậy còn đi ra ngoài hơn nửa đêm còn có người bình thường đi dạo ở đầu đường chị an như thế đã tốt hơn phường tiểu mặc không biết bao nhiêu lần một lát sau lý nguyên mới chờ được có người mở cửa mở cửa là một nữ tử xa lạ ăn mặc y phục nha hoàn nhìn rất có vài phần tư sắc nha hoàn nhìn lý nguyên hỏi tìm ai vậy lý nguyên đưa ra hộp đồ ăn sáng của nhất thiền các cười nói ta là lý nguyên tới đây là tìm thái trạch thái huynh phiền đi thông báo một tiếng nha hoàn nhìn lướt qua hộp điểm tâm tiến lên tiếp nhận khách khí nói ngươi đợi một lát lão ra còn chưa rời giường lý nguyên cười nói không vội lại qua hồi lâu một thanh niên mặc y phục nha dịch mới đi ra nhìn thấy lý nguyên ở cửa đứng cười nói, Lý Huynh đệ, đến rồi a, à, vào trong ngồi. Nguyên biết Thái Huynh ban ngày nhiều sự vụ, cũng không dám quấy dày nhiều, chỉ là đã gom đủ ngân lượng, đến đây chỉnh lên. Nói xong, hắn lấy ra hai cái túi nhỏ đã chuẩn bị sẵn, một cái chứa 10 thỏi bạc nhỏ và một cái chứa năm hạt bạc vụn. Thái Trạch nhận lấy hai cái túi, nhìn một chút, hài lòng nói, gom đủ nhanh như vậy. Hôm qua vào núi rừng, may mắn bắt được một con lợn rừng nên mới bán đổi lấy chút tiền. Thái Trạch gật đầu, nói, Lý huynh đệ là một người có bản lĩnh, lại đi theo con đường. Chuyện này, trong vòng 5 ngày, Thái Mỗ giúp ngươi giải quyết. 5 ngày sau, ngươi tới tìm ta lấy giấy phép cư trú. Đa tạ Thái huynh, Lý Nguyên hành lễ thật sâu, sau đó nói, nếu Thái huynh không có gì phân phó, tiểu đệ cũng không quấy rầy nữa. Sau một hồi thao tác, 30 lượng bạc đã biến thành 7 lượng. Lý Nguyên đau lòng, nhưng những thứ này đều là tiền nên tiêu. Tiền này nếu tiết kiệm mà dẫn đến không xử lý được chuyện thì sẽ là hối hận không kịp. Trở lại phường Tiểu Mặc, Diêm Ngọc nhìn đôi mắt đỏ hoe của nam nhân nhà mình, còn có mùi rượu son trên người, không nói gì, yên lặng nấu nước, hầu hạ hắn tắm rửa, lại để cho hắn lên giường ngủ một lát. Khi Diêm Ngọc muốn đi giặt quần áo thì cổ tay lại bị nắm chặt. Diêm Nương Tử quay đầu lại. Lý Nguyên đang nắm tay nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lý Nguyên nói, Diêm tỷ, ta không ngủ với nữ nhân khác. Ừm, Diêm Nương Tử lộ ra nụ cười vui mừng, rõ ràng là trời đông còn chưa qua, nhưng đôi mắt thủy hạnh tươi đẹp đang tỏa sáng kia lại giống như đã sinh ra mùa xuân. Sau một chút trầm mặc ngắn ngủi, Diêm Nương Tử gắt giọng, Tiêu Tiền còn không ngủ, nào có nam nhân ngốc như chàng. Dứt lời, Tiểu Nương Tử giống như thật sự vui vẻ, nàng lấy quần áo thay ra, ôm chậu gỗ ngang hông rồi lôi kéo Vương Thẩm đi bờ sông giặt rũ. Lý Nguyên ngủ một giấc thẳng đến trạng vạng tối, sau khi đứng dậy, ăn một bữa cơm tối rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn đi tới trong viện, nhìn thoáng qua Tiểu Mặc Sơn xa xa, đáy lòng hơi trầm trọng hai ngày trước hắn đi săn trên núi không thấy tiểu hoàng phải biết rằng trước kia tiểu hoàng đều sẽ theo mùi đến tìm hắn cho dù hắn ở trong phường tiểu mặc tiểu hoàng cũng sẽ lặng lẽ lần mò trên đường núi nhưng đã rất lâu rồi tiểu hoàng chưa xuất hiện nhớ tới tiểu hoàng liều mạng không cho hắn đi tới trước lại kịp thời đưa ra cảnh báo xoay người chạy trốn lý nguyên thở dài thật sâu đây là nợ nhân tình của một con thú a về phần trở về núi tìm tiểu hoàng vẫn là thôi đi khu rừng già ít người lui tới hắn tuyệt đối sẽ không đi nữa đó là một bài học để đổi lấy một nửa cuộc đời hắn đi một lát phía trước đột nhiên có một người trung niên run rẩy đi ra người trung niên kia nhìn thấy lý nguyên vội vàng cùng cẩn thận tiến lên hô nguyên ca lý nguyên vừa nhìn đây không phải là hữu tài thúc sao hữu tài thúc là cha của điền bảo lão tới tìm mình làm gì hữu tài thúc tiến lên một đại nam nhân nhưng hai mắt lại hơi đỏ lên nguyên ca a bảo không cho ta nói với ngươi nhưng ta có chuyện gì vậy tài thúc A bảo, ngày hôm qua lúc trở về bị người ta đánh một trận, mắt bị đâm mù một con, đang nằm ở nhà, cái gì? Một lát sau, Lý Nguyên đến nhà Hữu Tài Thúc. Thiếu niên cao gầy trên giường, mắt phải đang quấn băng vải, chỗ băng vải còn có vết máu, khi nhìn thấy Lý Nguyên tới, y vội vàng trừng mắt nhìn Hữu Tài Thúc, gào thét nói, ai bảo cha nói cho Nguyên ca, ai cho phép? Lý Nguyên khoát tay, nói, đã xảy ra chuyện gì? Điền Bảo lập tức thành thật nói, ta, à, không có gì. Với ta cũng không nói sao? không có ta lúc trở về bị ba người cướp ba người kia hỏi ta tiền bán lợn rừng ở đâu ta nói ta để dành tiền trong tiền trang bọn họ tìm hóa đơn nhưng không thấy cho nên đánh ta một trận con mắt cũng bị làm mù vào lúc đó tuy nhiên một trong ba người đó bị ta cào vào mặt và không dễ chịu chút nào họ cũng hỏi ta là ca đang ở đâu tên ca là gì ta không nói ta không nói gì cả ta sẽ không bán đứng nguyên ca thân xác lý nguyên khẽ động quả nhiên chỉ cần có lợi ích sẽ bị người ta theo dõi con lợn rừng kia có thể bán không ít tiền, phương tiểu mặc không ai theo dõi, ngược lại là bị người không biết ở nơi nào theo dõi. Dưỡng thương cho tốt. Lý Nguyên quan tâm nói, sau đó vòng trở về nhà, lấy 5 cân thịt tới đây, giao cho hữu tài thúc. Lúc hắn rời đi, phía sau chuyển đến thanh âm của Điền Bảo. Nguyên ca, chờ ta khỏe lại, ta còn muốn đi theo ca. Lý Nguyên hơi chậm lại bước chân, nói, dưỡng thương trước, hai ngày sau. Lý Nguyên săn một con lợn rừng và tốn sức đẩy nó ra khỏi núi bằng xe hắn đẩy xe nhẹ nhàng đi tới quán rượu hành vu sau khi cầm 30 lượng bạc thoáng nghỉ ngơi một lát ăn bát mì sợi rồi đẩy xe trở về đường cũ đường trở về cũng không phải quan đạo hắn đi đường tắt con đường nhỏ này một bên là cỏ lau vàng mông lung lay động còn có một bên là cánh rừng nhỏ đông nghịt trước sau không có mấy hộ gia đình lý nguyên hỏi rõ ràng đây cũng là con đường điền bảo đi vào mấy ngày trước lúc này sắc trời mờ tốt trăng tàn mới nhô ánh trăng trắng xóa chiếu vào con đường này lý nguyên đang tăng tốc Đột nhiên, hắn dừng bước bởi vì hắn thoáng nhìn thấy một bóng dáng đi ra từ cánh rừng bên cạnh. Ngay sau đó, bên cạnh, phía sau lại có người đi ra. Trên mặt người bên cạnh có vết hơi hồng, giống như vết máu, hẳn là bị cào xước. Người đi phía trước cười nói, ta nói mà, bọn họ vẫn sẽ đến, lần này sẽ không bỏ sót so chứ. Hai người kia cười hì hì, không nói lời nào. Lý Nguyên nhìn hai cái hai đến ba, một cái ba đến bốn, giật mình, hoảng hốt nói, ba người các ngươi, các ngươi người đi phía trước nói tiêu tiền mua bình an đi lần này chúng ta mang theo đao người phía sau nói không có tiền có thể kiếm lại nhưng mạng chỉ có một người bên cạnh không nói gì chỉ mang theo vẻ hậm hực cầm đao tới gần ba người càng đến gần lý nguyên càng run rẩy người phía trước đi tới trước mặt lý nguyên đang chuẩn bị uy hiếp đột nhiên tay phải của lý nguyên trực tiếp lấy ra đao bổ củi bên hông lao lên chém mạnh xuống người nọ hơi sửng sốt vội vàng nâng dao đón đỡ keng con dao này trực tiếp bị cự lực đập vỡ. Chỉ nghe một tiếng phanh, đao bổ củi nghiêng lưỡi chém đầu xuống. Hai người phía sau đều sửng người, người phía sau không thấy rõ, còn tưởng rằng bắt đầu động thủ, liền vung đao vọt tới, nhưng người bên cạnh lại hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Lý Nguyên chém một cái đầu, lại xông mạnh về phía trước một bước, xoay người thấy rõ người phía sau, hắn xoay người đạp một cái, vọt tới như một mũi tên, một đao chém bay đao của người nọ, lại vung ra. Lại một cái đầu đẫm máu bay lên mắt thấy còn có một người đã chạy xa lý nguyên tiện tay cắm đao vào trong bùn tay trái nắm chặt đại cung tay phải lấy tên lắp tên dây cung căng như trăng tròn hưu tiếng vừa vang lên người chạy trốn xa xa đã ngã nhào một mũi tên xuyên từ sau gáy vào mũi tên lộ ra ngay cổ họng lý nguyên cất cung lại rút đao bổ củi xông lên bổ thêm một đao chặt đầu để tránh hiện ra vết thương do tên bắn sau đó hắn nhanh chóng kéo ba cỗ thi thể bỏ vào bao tải đã chuẩn bị sẵn nhanh chóng cho thêm chút đá buộc chặt sau đó chạy đến bờ sông đứng ở chỗ lau sậy ném bao xuống sông sau khi ném xong hắn lại ném ba con dao xuống sông này không cạn xuống nước rồi thì đừng nghĩ bị người phát hiện làm xong những thứ này lý nguyên vứt xe đẩy ở trên đường chính hắn thì nhanh chóng trốn vào cánh rừng nhỏ bên cạnh đợi nửa canh giờ thấy không có người mới một lần nữa đi ra đẩy xe trở về sau khi giết ba người liên tiếp lý nguyên mới cảm thấy tim mình đập hơi nhanh đẩy xe chạy nhanh dưới ánh trăng sau khi tim bình ổn hắn lại cảm thấy tê dại giết người và giết lợn dường như sự khác biệt cũng không lớn hắn chỉ có thể nghĩ như vậy về đến tiểu viện lý nguyên cởi siêm y nhìn nhiều lần có mấy vết máu rồi hắn lấy xà phòng và chậu gỗ để rửa sạch máu trên áo hắn vừa mới phát ra tiếng động cửa nhà mở ra để ta đi diêm nương tử dựa vào khung cửa nhìn hắn vẫn là để ta đi lý nguyên lấy tay che vết máu diêm nương tử đi tới phía sau hắn hai tay vòng quanh cổ hắn dựa vào lưng hắn nói nào có nam nhân bận rộn bên ngoài về nhà còn phải giặt quần áo lý nguyên vẫn không nhúc nhích diêm nương tử ghé sát bên tai hắn nhẹ giọng nói nam nhân nhà ta có mùi son mùi rượu trên người ta đều thành thói quen nhiều hơn chút mùi máu cũng không có gì a à, lý nguyên nhịn không được mà nở nụ cười hắn rời bàn tay đi lộ ra vết máu trên quần áo thu liễm nụ cười trầm giọng nói ta giết người ba không bị thương chứ không bị phát hiện chứ diêm nương tử hỏi không Lý Nguyên thở dài, giết người mới biết được sinh mệnh ở trong loạn thế yếu ớt như thế nào. Lúc trước tuy hắn giết tiền tam, nhưng cách giết đó với cách giết vừa rồi đem lại hai cảm giác trùng kích hoàn toàn khác nhau. Diêm nương tử không nói chuyện, ngồi xuống bên cạnh nam nhân nhà mình, lấy xà phòng trà sát trong chậu. Gió lạnh và nước lạnh mùa đông làm mặt và tay cô đỏ bừng. Giặt một lát, Diêm nương tử cười ha hà nói, tại sao chúng ta phải giặt quần áo trong sân, phơi mặt trăng mùa đông này sao? Lý Nguyên nói, ta tưởng nàng muốn ở bên ngoài, dù sao phong hoa tuyết nguyệt sẽ lãng mạn ta cũng tưởng chàng muốn diêm nương tử cười hai người vào nhà trong nhà ấm áp sáng sớm hôm sau trời quang mây tạnh ánh nắng vàng chiếu rọi con đường nhỏ màu vàng đất cùng với từng ngôi nhà trệt trong phường lý nguyên vừa ra cửa đã thấy hữu tài thúc đỏ mắt hai tay bóp bóp sốt ruột đi qua đi lại hữu tài thúc làm sao vậy nguyên ca hữu tài thúc thiếu chút nữa trực tiếp khóc lên ngươi đi xem a à bảo đi lý nguyên sửng sốt nói được rồi vội vàng đi theo hữu tài thúc đẩy cửa ra thiếu niên cao cao gầy gầy kia mặc dù vẫn nằm ở trên giường nhưng mặt như giấy vàng cảm giác như hấp hối điền bảo nghe thấy tiếng động miễn cưỡng mở mắt ra hét lên nguyên ca a à, hình như ta không thể lý nguyên nhìn hữu tài thúc đưa hai đồng tiền lớn nói thúc mau đi huyện gọi đại phù hữu tài thúc cầm hai đồng tiền lớn nói cảm ơn ngươi a à, nguyên ca cảm ơn a à, nhanh lên Ừm, hữu tài thúc cũng không dám lề mề vội vàng gọi một người cùng chạy vào trong huyện lý nguyên ngồi bên cạnh điền bảo nguyên ca ta ta là muốn lăn lộn với ca ta là muốn đi ra phiến thiên địa này ta cái gì cũng không sợ nhưng thiếu niên phát ra nụ cười khổ thê lương trầm mặc thật lâu thở dài một tiếng ta quá nhỏ yếu ta muốn bằng một phen huyết khí xông ra thiên địa nhưng thân thể của ta căn bản không cho ta cơ hội này chỉ với một con mắt mù ta cảm thấy như mình sắp chết sao ta lại rác rưởi thế lý nguyên cầm lấy tay y nói A à bảo, ngươi đừng nóng vội, chờ đại phu đến. Vô dụng thôi, nguyên ca, vô dụng, thiếu niên thì thảo lại dên dỉ thống khổ. Rất lâu sau, Diêm Nương tử sách hộp cơm đưa cơm chưa tới. Lý Nguyên muốn chia cho Điền Bảo một ít, nhưng thiếu niên căn bản ăn không vô, cũng không có khẩu vị gì. Đợi đến sau giờ ngọ, hữu tài thúc dẫn đại phu về. Đại phu này vẫn là đại phu lần trước, Diêm Nương tử thấy người liền hỏi, đại phu, lần trước thuốc còn thừa ba thang thuốc, có thể trả lại không, rẻ một chút cũng được Đại phu không kiên nhẫn nói, còn không xem bệnh. Diêm nương tử hơi tức giận, nhưng cũng không phát tác. Đại phu ngồi xuống bên giường, khám bệnh cho Điền Bảo, khám một lát, mày nhíu lại. Trong căn phòng nhỏ, không khí vô cùng yên tĩnh. Đại phu đứng dậy, cái gì cũng không nói, ra ngoài cửa liền dừng lại. Hữu Tài thúc hiểu ý, vội vàng chạy ra ngoài. Đại phu nói, sống không được bao lâu, uống thuốc cũng vô dụng, chuẩn bị hậu sự đi. Hữu Tài thúc lập tức đỏ mắt, "Đại phu, van cầu ngài, cứu nó!" Ta chỉ có một đứa con trai, mẫu thân nó chết sớm, con trai cả đi đánh trận, bây giờ chỉ còn lại một đứa con trai, cầu xin đại phu, cứu nó đi, ngài muốn cái gì cũng được, ta cái gì cũng cho ngài. Đại phu, vô dụng. Hữu tài thúc, chỉ có một con mắt. Đại phu, nói như vậy là không sai, nhưng miệng vết thương lại thông chỗ khác, hiện tại đã không phải là vấn đề ở mắt, mà là thân thể của y không được. Diêm Nương tử ở một bên nghe đột nhiên hỏi, lần trước không phải là ngươi kê cho ta thuốc bổ khí huyết sao? cho nó dùng được không đại phu nói ngươi thử đi được là được không được là không được diêm nương tử vội vàng chạy về nhà lấy thuốc đại phu cũng đi rồi trong phòng lý nguyên lẳng lặng ngồi hắn là võ giả cửu phẩm có thể rõ ràng nghe được thanh âm ngoài cửa nhưng thiếu niên trên giường không nghe thấy nghỉ ngơi cho tốt a à, bảo đại phu đã kê thuốc cho ngươi rồi uống thuốc ăn uống đàng hoàng ngủ ngon sẽ ổn thôi lý nguyên nói điền bảo lên tiếng y mệt chết đi được nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Lý Nguyên hơi tới gần, nhẹ giọng nói, nếu như ca nói cho ngươi biết, ba người đã thương ngươi đã chết, ngươi có thể vui vẻ hơn hay không? Điền Bảo bỗng nhiên mở mắt, lộ ra một tia cười thoải mái. Cảm ơn Nguyên ca. Chỉ chốc lát sau, Diêm Nương tử tới với thuốc đã sắc xong. Sau khi Điền Bảo phục dụng xong, lại ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Điền Bảo không dậy nữa. Y ngủ, qua đời. Hữu Tài Thúc cũng không khóc, lão như cái xác không hồn. Lý Nguyên tiếp tế cho lão ba lượng bạc cùng một ít thịt, sau đó cùng giúp lão chôn thiếu niên này, lại khắc một tấm bia đá đơn sơ. Tình cảm của Lý Nguyên và thiếu niên này cũng không sâu đậm, nhưng cũng từng gửi gắm một chút chờ mong vào y, hiện tại người nói không có liền không có, đáy lòng hắn cũng hơi trầm trọng và cảm thán. Quả nhiên, loạn thế này muốn bảo vệ lợi ích thì phải có bản lĩnh xứng với phần lợi ích này. Nếu là không xứng, ngay cả biên giới lợi ích này cũng đừng dính vào. Bà bán lợn rừng không rơi vào túi điền bảo, y chỉ là giúp mình đẩy xe, làm chút việc thể lực, nhưng cũng bởi vì cuốn vào việc này mà chết, lúc này, bên bờ suối Ngân Khê. Trong một tòa đại phủ hơi hơi khí phái, một trung niên nhân mặt trắng anh Tuấn và hơi âm nhu đang ngồi ở trong các xem nước. Mặt nước sóng gợn lan tăn, ngẫu nhiên có thuyền hoa đi qua. Môn chủ, ăn nè, thị nữ xinh đẹp bên cạnh, đem hoa quả đến miệng của trung niên nhân. Trung niên nhân lạnh lùng nói, ta cũng không phải môn chủ, mà là phó. Thị nữ cũng không tiếp lời, coi như không nghe thấy. Những thị nữ nghe được, hơn nữa đáp lại, thì đều đã chết. Mà đúng lúc này, trên con đường dẫn tới các có một đệ tử mặc huyền y viền đỏ vội vã đi tới, hai tay nâng lên một tờ danh mục, nói, môn chủ, đây là danh ngạch tiến cử tháng này. Trung niên nhân kia nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nói, phường Ngân Khê đưa vào ngoại môn, học tập công pháp. Về phần những nơi khác, trước tiên đi các nơi đợi vài năm, sau đó lại khảo hạch. Đệ tử mặc huyền y này nói, năm nay có một ngoại môn đệ tử tiến cử một thiếu niên, nói là cánh tay có thể kéo cường cung, có quái lực, là một mầm non không tồi ở đâu phường tiểu mặc a à, trung niên nhân cười lạnh một cái chân đất mà thôi tâm tính có bao nhiêu đi chợ đen qua vài năm nữa hãng nói đệ tử mặc huyền y không nói thêm nữa cung kính hành lễ rồi lui xuống lý nguyên rời khỏi phần mộ của điền bảo liền đi tới huyện sơn bảo hôm nay là ngày thái trạch nói sẽ gặp mặt hắn phải tới cửa bái phỏng ra đường chi 15 đồng mua một vò gạo ủ nặng 5 cân bởi vì lương thực tăng giá giá rượu này tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên Giá gạo vốn gấp 3-4 lần ngô, mà ủ một cân rượu thì cần 1-2 cân gạo, còn cần men rượu, 15 đồng tiền này thật sự không tính là đắt. Trước kia, đối với Lý Nguyên, 15 đồng đã là không ít. Nhưng sau khi bán lợn rừng, trong túi hắn lại có không ít tiền, chút lễ tới cửa này tự nhiên là mua được. Đường quen đi tới hẻm Bạch Vân, sau khi tới cửa nhà thứ hai, hắn nhẹ nhàng gõ cửa. Sau đó kiên nhẫn chờ đợi ở bên ngoài. Một lát sau, cánh cửa mở ra nha hoàn trẻ tuổi có vài phần tư sắc thò đầu nhìn ra ngoài đôi mắt đẹp khóa ở trên người thiếu niên đang chờ ở cửa lúc này thái độ của nàng đã thay đổi khác với lần trước trong giọng nói mang vẻ thân cận nói là nguyên ca nhi nha mời vào nhà lý nguyên cười nói sẽ không quấy dày đỡ phải phiền toái thái huynh đâu nha hoàn nói lão ra đi ra ngoài còn chưa trở về nhưng lão ra biết nguyên ca nhi đến cho nên đặc biệt phân phó ta chiều đãi tốt người lý nguyên giơ tay lên đưa tới vỏ gạo ủ kia nói, mang cho Thái huynh. Nha Hoàn tiếp nhận, đi vào bên trong, nhưng đi được hai bước lại không thấy Lý Nguyên theo vào, liền lắc lắc mông, nghiêng đầu nói, "Vào đây nha." Lý Nguyên cười nói, "Không cần phiền toái, ta chờ ở cửa cũng được." Bình thường khi ở thôn phường không có việc gì nên hay nằm, hiếm khi mới đứng, ha ha. Nha Hoàn nói, "Vậy lão gia sẽ trách ta." Lý Nguyên do dự một chút, lễ phép nói, "Thế thì phiền toái." Nói xong, hắn theo Nha Hoàn đi vào nhà Thái Trạch, ngồi ở phòng khách một lát nha hoàn dâng trà lại hì hì cười nói ta gọi hoàng nhã nguyên ca nhi có việc thì cứ phân phó là được trong nhà không có chủ mẫu cho nên cũng không thể ra ngoài gặp khách không có chủ mẫu vậy lý nguyên ngẩn người thái trạch không giống người không có bà nương chết rồi à hoàng nhã cười nói lão ra chỉ mua hai nha hoàn chưa cưới vợ đâu ta là ở ngoại đường tiếp khách còn có một vị tỷ tỷ là nấu cơm giặt quần áo ở nội đường lý nguyên hiểu rồi thái trạch thật là biết chơi à không cưới nương tử y mua hai nha hoàn xinh đẹp nha hoàn vừa biết làm việc vừa phục tùng hắn lại nhịn bợ hắn muốn thượng vị mà nếu hắn có nhu cầu cũng có thể tùy ý phát tiết trên người nha hoàn hoàng nhã lại nói trong môn có không ít lão gia đều như vậy có đôi khi bọn họ còn để nha hoàn đi hầu hạ người khác đây hì hì lý nguyên hết chỗ nói rồi chết tiệt giới có quyền thật loạn bất quá cũng có đạo lý đám luyện võ này tồn tại dục vọng mà vong tình trong lòng không có nữ nhân rút đao tự nhiên thần không có thê tử, ra ngoài rèn luyện tâm cũng không có vướng bận, lựa chọn như thế giống như cũng không có gì không đúng. Thật kỳ lạ và hợp lý. Thầy Lý Nguyên hơi sững sờ, Hoàng Nhã hiển nhiên phát hiện thiếu niên Hương Phường từ phường tiểu mặc này có chút không thể tiếp nhận loại chuyện này, liền che môi hì hì cười nói, chờ Nguyên Ca Nhi tới ngân khê, nói không chừng cũng phải đi mua hai nhà hoàn. Lý Nguyên nói, tất cả đều mua, ở đâu có nhiều người như vậy. Hoàng Nhã nói, không có mấy người không mua, bên ngoài nhiều dân chạy nạn, có vài người sẽ đi bắt người nhốt vào lồng đi chợ đen bán nếu là bị người tốt mua về vậy còn tốt nếu không may mắn ai nói xong nha hoàn trẻ tuổi thở dài hiển nhiên là đang hồi ức lý nguyên tò mò hỏi nếu là mua giá bao nhiêu hoàng nhã nói thấp hèn năm sáu lượng tốt hơn 10 hai mươi lượng nếu là cao hơn nữa vậy thì có thân phận khác hoặc là có chỗ đặc thù gia cảnh xa sút cũng có không ít người công tử tiểu thư chạy lạc cũng không ít thê thiếp quan viên rơi đài cũng có thậm chí còn có một ít vì ân oán giang hồ mà mang đến mua bán những người này nếu bị bọn buôn người bắt được hoặc là qua tay thì sẽ bị kéo đi ngàn dặm ngạo khí bị mài không còn có công phu thì đã sớm bị phế hoặc là thuần phục cuối cùng mới đem bán trên chợ đen lý nguyên hơi im lặng mà đúng lúc này từ cửa truyền đến tiếng bước chân hắn vội vàng đứng dậy một thanh niên mặc y phục nha dịch đang bước nhanh từ bên ngoài vào hắn lộ ra nụ cười nên đón từ xa hành lễ nói thái huynh thái trạch đi tới trước mặt hắn lấy một tấm bảng gỗ từ trong ngực đưa cho hắn trên tấm bảng gỗ khắc một con số 654. Số và danh tính được ghép nối, có hồ sơ trong môn. Nếu người khác đoạt tên của đệ rồi ở nơi này, một khi bị phát hiện, huyết đao môn sẽ sai người trực tiếp đánh chết. Đa tạ Thái Huynh, Lý Nguyên nhận lấy thẻ gỗ, cẩn thận cất kỹ. Hôm nay đừng vội trở về, ăn ở chỗ ta một bữa, ở một đêm, ta để nha hoàn cùng ngươi đi dạo ngân khê. Tiếng nói vừa dứt không khí trở nên yên tĩnh. Hoàng nhã mắt chứa thu thủy, liếc mắt đưa tình và đánh giá thiếu niên thân thể cường tráng, hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên nàng bị yêu cầu làm việc này. Lý Nguyên sửng sốt, hắn lập tức hiểu Thái Trạch nói đi cùng là có ý gì. Vừa rồi hắn còn đang cảm khái chuyện này, không nghĩ tới đảo mắt đã rơi xuống người hắn. Cảm ơn ý tốt của Thái Huynh, thực ra là trong nhà có bà Nương, lần trước về muộn còn chưa giải thích xong, ha ha, Lý Nguyên cười nói. Thái Trạch nhìn chầm chầm hắn nửa ngày, đột nhiên thở dài nói, Huynh đệ A, à, chuyện này là ta không làm tốt cho đệ, thấy thẹn trong lòng, cho nên muốn mời đệ ăn bữa cơm sao vậy thái huynh giấy chứng nhận cư trú của ngân khê này được chia làm ba loại kim ngân mộc lệnh bài vàng là khu vực trung tâm nhất của ngân khê hưởng nhiều lợi ích tiếp theo đó là lệnh bài bạc trong tay vi huynh có thể trở thành đệ tử ngoại môn của huyết đao môn thì có thể có được loại giấy chứng nhận cư trú này còn lệnh bài bằng gỗ thì phải sống ở khu nhà lều vi huynh vốn tưởng rằng có thể giúp để lấy được lệnh bài bạc nhưng chuyện này không thành thái trạch chậm rãi nói sau đó lại nói bất quá vi huynh cũng tranh thủ chút chỗ tốt cho đệ nói xong hắn lại lấy ra một lệnh bài huyết sắc đưa cho lý nguyên lệnh bài này có một vòng hoa văn màu đen bên ngoài thoạt nhìn hiện ra vài phần trang nghiêm và hung sát ở giữa có số 654. cầm lệnh bài này đệ chính là môn nhân ngoại vi của huyết đao môn chỉ cần trở thành người của huyết đao môn cho dù là người ngoại vi thân phận địa vị cũng cao hơn rất nhiều người bình thường ở khu nhà lều phường ngân khê này phải biết trong phường ngân khê còn có không ít người đến từ bên ngoài những người này đều là không có tư cách ở khu nhà lều. Bọn họ bị phân chia một cách thống nhất và đều phải sống ở ngõ nhỏ ô nha, chỗ đó hoàn cảnh vừa bẩn vừa loạn. Lý Nguyên tiếp nhận hai tấm lệnh bài, cười nói, đa tạ Thái Huynh, được như vậy ta đã rất hài lòng rồi. Thái Trạch thở dài, y thật sự cho rằng Lý Nguyên có thể trực tiếp trở thành đệ tử ngoại môn. Về phần tại sao không thành, y mơ hồ đoán được nguyên nhân. Môn chủ huyết đao môn bế quan, mà vị phó môn chủ kia lại là người có quan niệm vùng miền rất mãnh liệt, Lý Nguyên sinh ra ở phường Tiểu Mặc, vị phó môn chủ kia căn bản trướng mắt. Đây cũng là số mệnh. Đúng rồi, Thái Huynh, con số trên lệnh bài gỗ và lệnh bài huyết đao môn là có ý gì? 654 có nghĩa là đệ là hộ gia đình thứ 654 có thể ở trong khu nhà lều. Đệ được phép mang người hầu và gia đình vào ở. 197 là số hiệu trong số các môn nhân ngoại vi huyết đao môn, cũng là số hiệu ban đầu của đệ. Huyết đao môn luôn cổ vũ đệ tử đối chiến, tranh đoạt, để dưỡng ra cường giả nhưng loại chén giết này nhất định phải được ước định có người chứng kiến mà không phải chén giết lung tung thắng trên lôi đài thì sẽ nhận được số cao hơn lén lút đồng môn tương tàn là tối kỵ của huyết đao môn mà xếp hạng càng cao thì càng được coi trọng cũng có thể nhận được càng nhiều tài nguyên hơn hiện tại số ngoại vi đã được cấp đến 200. trong huyết đao môn đệ tử ngoại vi nhập môn 3 năm sau là có thể tham gia khảo hạch nhưng người khảo hạch nhập môn chính là đệ tử ngoại vi đánh số trước 20, sau đó những đệ tử này lại cạnh tranh với nhau sau đó chọn ưu tú trúng tuyển, rồi mới chính thức nhập môn. Thái Trạch chậm rãi nói. Lý Nguyên gật đầu, tỏ vẻ đang nghiêm túc lắng nghe. Thái Trạch tiếp tục nói, huyết đao môn đệ tử ngoại vi cần làm một ít chuyện, nhưng cũng hưởng thụ chỗ tốt từ những chuyện này. Điểm này, vi huynh có thể giúp ngươi lên tiếng chào hỏi, cho ngươi có thể tự lựa chọn, coi như là cái bù đắp. Hắn dừng một chút, nói, nha môn, chợ sáng, chợ đen, võ phô. Huyết đao môn cơ bản chia làm bốn loại chàng này. Nha môn, chính là mặc quần áo nha môn, lấy danh nghĩa quan phủ đi thu thuế các nơi, hoặc là xử lý chút ít tranh chấp. Nếu ngươi đến đây, đại khái có thể giống như ta, mặc bộ quan phục này. Mà sau này nếu quan phủ một lần nữa trở về, thân phận nha dịch của ngươi bọn họ cũng nhận nhưng thăng chức thì đừng nghĩ, quan phủ chỉ thăng người của bọn họ. Chợ sáng, chủ yếu là quán rượu, câu lan, sòng bạc, chủ yếu là chấn giữ, xử lý hoặc hỗ trợ xử lý những người gây rối, giữ gìn trật tự. Nếu ngươi đi, cái khác không nói, những chỗ đó hẳn là có thể cho ngươi chơi các chi phí mua sắm cũng có rất nhiều ưu đãi chợ đen không khác nhiều so với trên nhưng ở đây có đủ loại hàng hóa lợi ích là ngươi có thể nhìn thấy tất cả các loại hàng hóa có lẽ may mắn có thể gặp phải một cái gì đó bảo bối chẳng hạn chỉ cần lấy được vào trong tay ngươi đó chính là của ngươi môn nhân khác không cướp được đây cũng là quy củ trong môn võ phô là để duy trì trị an trong thành nếu ngươi đi thì có thể mang theo mấy người uy phong đúng là uy phong nhưng đây là một công việc cu không có chất béo gì. Lý huynh đệ, ngươi muốn đi đâu? Lý Nguyên lại hỏi kỹ thêm một lát, qua cuộc trò chuyện với Thái Trạch, hắn đã có nhận thức thô thiển về hoạt động và cấu trúc cơ bản của huyết đao môn. Trong huyết đao môn được chia chủ yếu làm hai loại đệ tử. Một loại đệ tử, học tập công pháp huyết đao môn, không tham gia sản xuất, đây là đệ tử nội môn và một bộ phận đệ tử ngoại môn. Một loại đệ tử khác là đảm bảo địa bàn huyết đao môn hoạt động ổn định, đây chính là đệ tử ngoại vi. Cùng với một bộ phận đệ tử ngoại môn sở hữu tư chất tu luyện không được tốt lắm, thái trạch thuộc loại này. Hiện giờ hắn có thể thuận lợi lấy được giấy phép cư trú của phường Ngân Khê đã là cảm ơn trời đất rồi, đệ tử ngoại vi thì đệ tử ngoại vi thôi. Đối với bốn lựa chọn, đầu tiên loại trừ võ phô. Loại công việc vất vả không có chất béo này, chỉ có đầu sắt mới chọn công việc này. Thứ hai, hắn loại trừ nha môn. Mặc vào quan y, nhưng lại cần chạy ngược chạy xuôi đi nơi khác thu thuế. Tuy nói chất béo hiển nhiên là rất nhiều, người nịnh bợ cũng sẽ rất nhiều nhưng khả năng gặp phải công pháp là rất nhỏ bé cuối cùng là chợ sáng và chợ đen cái trước có thể hưởng thụ có thể chơi gái miễn phí cái sau mang chút nguy hiểm nhưng lại có thể nhìn thấy rất nhiều hàng hóa nếu trong những hàng hóa này mà còn không tìm thấy công pháp vậy đi nơi khác cũng đừng nghĩ tìm được huyết đao môn không thu hắn chính thức nhập môn dù sao hắn cũng phải tự tìm hy vọng cho mình ngoài ra chỉ còn lại đệ tự tu luyện ở trong môn lâu lâu kết bạn ra ngoài rèn luyện thực chiến đạt tới trình độ nhất định thì là bế quan điều này làm cho lý nguyên nhớ tới những ký ức khi hắn thêm điểm đột phá kỹ năng đột phá kỹ năng sơ cấp trung cấp chủ yếu là ký ức đi kèm với rất nhiều thực hành kỹ năng cao cấp là ký ức kèm theo thực chiến kỹ năng cấp chuyên gia lại là có ký ức đốn ngộ kỹ năng cấp tông sư cần cao nhân chỉ điểm đồng thời trong đó cũng cần tiêu hao rất nhiều những ký ức này mơ hồ đối chiếu với cảnh tượng lúc này những đệ tử luyện tập trong môn không phải là đệ tử đột phá kỹ năng sơ cấp trung cấp sao, những người kết bạn ra ngoài lịch lãm, không phải đang đột phá đệ tử cao cấp sao, những người bế quan thì là vì đốn ngộ. Điều này làm cho Lý Nguyên không nhịn được mà cảm khái. Quả nhiên, mọi thứ trên đời này đều cần nỗ lực và thời gian mới có thể đạt được. Hắn nhìn lướt qua số điểm còn lại, 96 điểm. Có lẽ lần sau nên cố gắng thêm chút nữa, không vội. Lý Nguyên cảm thấy, nếu là có thực lực, chỉ nên triển lộ 3 phần, đồng thời còn phải giữ lại lực lượng để bộc phát, như vậy hắn mới có cảm giác an toàn. 96 điểm còn lại chính là sức mạnh để bùng nổ. Lấy hai khối lệnh bài và tạm biệt thái trạch, Lý Nguyên vui vẻ đi thẳng đến phường Tiểu Mặc. Mặc dù không thể chính thức trở thành đệ tử huyết đao môn, mặc dù vẫn phải ở trong khu nhà lều, nhưng thuận lợi rời đến phường Ngân Khê cũng đã làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Mục tiêu nhỏ đầu tiên đã đạt được. Đó cũng là sự thăng tiến của đẳng cấp. Về đến nhà, Diêm Ngọc đang giặt quần áo, Lý Nguyên ôm lấy cô từ phía sau. Diêm nương tử sợ tới mức phát ra tiếng thét chói tai, thò tay túm lấy túi vôi bên hồng nhưng nhìn lại thì đã thấy nam nhân nhà mình cô lập tức nũng nịu hờn rỗi chàng muốn chết à sao lại dọa người như vậy lý nguyên ôm lấy cô xoay vài vòng giữa không trung sau đó kể lại chuyện hôm nay diêm nương tử cũng bắt đầu vui vẻ mặc dù là ở khu nhà lều nhưng dù sao nơi đó cũng là phường ngân khê a hơn nữa nam nhân nhà mình lại thành đệ tử ngoại vi của huyết đao môn hai vợ chồng nhỏ ngồi trong sân bắt đầu nói về cuộc sống sau này lý nguyên nói sau này nàng ở nhà Ta không cần quá lo lắng. Ba ngày ta hoặc là đi trông coi chợ đen, hoặc là đi săn ở Tiểu Mặc Sơn. Buổi tối, ta có thể đưa nàng đi dạo phố. Chúng ta sẽ không cần khi trời vừa tối là phải lên giường nữa. Đúng rồi, mấy công việc lặt vặt này cũng không cần nàng làm hết nữa, ta sẽ mua nha hoàn, nàng không cần vất vả nữa. Nàng muốn làm gì thì làm, được chứ? Mua nha hoàn, Diêm Nương tử sừng sốt. Lý Nguyên nói, chúng ta ở phòng chính, nha hoàn ở phòng bên cạnh, mặc dù là khu nhà lều nhưng có thể định cư ở khu nhà lều của ngân khê cũng không phải là a miêu a cầu gì nhà người ta khẳng định cũng có nha hoàn diêm nương tử im lặng trên mặt vẫn vui vẻ nhưng trong ánh mắt lại có ảm đạm đi vài phần nho nhỏ bất quá trong nhà đã có chút tiền và lại cũng đã dọn đến phường ngân khê lý nguyên còn là đệ tử ngoại vi huyết đao môn mua nha hoàn quả thật không quá phận cô hơi dựa vào người lý nguyên ôn nhu nói được lý nguyên nói nha hoàn là nàng mua hả diêm nương tử phát ra âm thanh kinh ngạc à. chàng đi mua đi sao ta biết chàng thích loại nào? Lý Nguyên nói, đâu phải là để ôm ngủ, cần ta thích để làm gì. Ba ngày ta thường xuyên không ở nhà, nha hoàn ở cùng nàng, giúp nàng làm việc, vậy thì tự nhiên phải là nàng đi chọn mới được. Diêm đương tử ôm eo nam nhân nhà mình, ôn nhu nói, Nguyên ca nhi, chàng đối xử với ta thật tốt. Ta cả đời này cũng chỉ đối tốt với một mình chàng, trong lòng cũng chỉ chứa một mình chàng. Cả đời sao? Lý Nguyên nhìn lướt qua trường sinh bất lão của chính mình. Ừm, một đời một kiếp hắn ôm chặt nữ nhân của mình nhẹ nhàng đáp một tiếng ừ ngày hôm sau diêm nương tử tỉnh lại trong ngực lý nguyên chân dài nhẹ nhàng cọ vào da thịt nam nhân bên cạnh cô lười biếng ngáp một cái nhít lại mấy tấc tiến sát bên tai lý nguyên thân sắc tinh quái cười nói tướng công nha lý nguyên nói sao lại đổi cách xưng hô trước kia gọi nguyên ca nhi là thuận miệng cho nên sau khi hai chúng ta thành phu thê ta vẫn gọi như vậy bây giờ ta muốn thay đổi diêm nương tử nói lý nguyên nói đâu có thấy bà nương nhà nào gọi nam nhân là tướng công. Không thích à, tướng công, diêm nương tử hơi nũng nịu. Tối qua sau khi vui vẻ, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô là một nữ nhân biết chữ, tự nhiên không giống các thôn cô khác chỉ biết quay lưng với trời. Nam nhân có bản lĩnh, nàng liền muốn kiều mị một chút, lẳng lơ một chút, thậm chí trang điểm một chút. Diêm nương tử biết các lão nương chất phác không giữ được trái tim nam nhân, thay vì để cho tiểu cô nương bên ngoài câu dẫn nam nhân nhà mình, còn không bằng cô chủ động, Phòng ngừa chu đáo, cắt đứt mầm họa. Lý Nguyên nói, "Thích." Diêm nương tử nói, "Nha hoàn, thiếp thân muốn tiết kiệm cho chàng." Lý Nguyên không hiểu sao, nói, "Sao lại tự xưng là thiếp thân?" Diêm nương tử gắt gỏng, "Không thích sao?" "Ồ, thích, Lý Nguyên kỳ thật không sao cả, bà nương muốn làm thì tùy nàng đi, nàng định tiết kiệm như thế nào?" Diêm nương tử nói, "Ta kêu Vương Thẩm đi làm nha hoàn, được không? Ta và Vương Thẩm có quen biết, ở trong thôn Vương Thẩm có quan hệ tốt nhất với ta." nếu ta đi nam nhân của tỷ ấy cũng đã không còn tương lai không biết sẽ ra sao lý nguyên trần trừ nói nàng ấy mang theo hai đứa con ở phòng bên chỗ nhỏ liệu có ở được không hắn thấy những ngôi nhà trong khu lều đều không lớn lắm diêm nương tử nói nếu tướng công không thích thì thôi lý nguyên nói nàng thích là được trạng vạng tối một con khoái mã vội vàng vào phường tiểu mặc dừng ở trước cửa nhà lý nguyên cưỡi ngựa là một nam tử mặc huyền y vạt áo góc đỏ như máu lộ ra một cỗ khí thế khác hẳn với thường nhân. Lý Nguyên nghe thấy tiếng động, vội vàng đi ra ngoài. Huyền Y Nam tử nhìn lướt qua Lý Nguyên, cười nói: Ta tên là Vu Mậu, xem như là sư huynh của người. Nói xong, Y lại lấy một cái hộp từ phía sau xuống, nói: Bên trong có xiêm y và bội đao của huyết đao môn. Sau này Lý sư đệ có thể mặc xiêm y này đi lại bên ngoài. Có lẽ người phàm tục thấy xiêm y này sẽ biết tiến lùi, điều này có thể giúp Lý sư đệ giảm bớt không ít phiền toái. Đa tạ Vu sư huynh, Lý Nguyên liếc nhìn chữ số 24 đến 25 bay bên người y, thi lễ một cái, sau đó lại bảo Diêm Ngọc về phòng lấy chút thịt muối ra. Chỗ nghèo không có gì, chỉ có một chút thịt hươu bảo nhà mình ướp. Huyền Y nam tử nhìn thoáng qua, không nhận lấy mà nói, ta là tới thông tri sư đệ, không cần khách khí. Ta sẽ cho ngươi ba ngày để ổn định ở Ngân Khê, và ba ngày sau, ngươi phải đi chợ đen. Chợ đen ngư long hỗn tạp, hiện giờ người tọa chấn là một vị lý cung phụng trong môn. Ngươi tới chợ đen, sau đó đi đến chỗ lão để báo cáo. Đúng rồi, về phần phòng ở khu nhà lều, Lý Sư Đệ có thể dựa vào lệnh bài thân phận để lấy quyền cư trú của một căn nhà. Đây cũng là sự chiếu cố của huyết đao môn đối với đệ tử ngoại vi. Quy tắc sau này, Lý Cung Phụng sẽ nói cho người biết. Đối phương không nhận thịt hư bào, Lý Nguyên cũng không xấu hổ, thu hồi thịt. Thứ này người khác chướng mắt là rất bình thường, hắn đến từ phường tiểu mặc, người khác chướng mắt hắn cũng rất bình thường, không có gì phải oán giận. Hắn nói tiếng cảm ơn, sau đó nhìn nam tử huyền y cưỡi tuyệt trần mà đi rồi hắn xoay người trở về phòng mở hộp ra lấy ra huyền y viền đỏ mặc vào thử một lần kích thước vừa vặn diêm nương tử kinh ngạc nhìn sau đó dịu dàng nói tướng công mặc bộ xiêm y này làm cho người ta có cảm giác thật khác trên người có một tầng uy thế lý nguyên mỉm cười lại lấy dao ra sau đó nhìn về phía mình chỉ số tổng hợp trực tiếp từ 9 đến 10 đến 12, 13. Hắn bỏ dao xuống, lại lấy cây thiết cung, chỉ số lại biến thành 39, 40. Hắn thu hồi tầm mắt, lẩm bẩm nói, chợ đen à, đủ loại vật phẩm, thật sự khiến người ta chờ mong, ba ngày sau. Những bông tuyết rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất, á, bùn và trên mái nhà. Thanh âm nhẹ nhẹ làm cho lòng người bình tĩnh lại, mà ngoài nhà lều, tiếng bước chân chạy vội phá vỡ đi sự yên tĩnh này, khiến cho Lý Nguyên biết, hắn đã ở trong một môi trường hoàn toàn mới và xa lạ. Diêm Nương Tử đứng dưới mái hiên trước ngưỡng cửa, nhón chân buộc áo choàng mới mua cho nam nhân của mình, sau đó ôm eo hắn hai má áp lên ngực hắn hơi lo lắng nói hôm nay là ngày đầu tiên chàng đi chợ đen lý nguyên cười nói sau này sẽ có rất nhiều ngày như vậy diêm nương tử lại rong dài hỏi trong chợ đen có rất nhiều cường nhân phải không chàng lý nguyên nói ta sẽ cẩn thận diêm nương tử đáp một tiếng rồi cầm ô giấy dầu và hộp cơm đưa cho hắn lý nguyên nhận lấy bung rù đi vào trong tuyết cửa phòng bên cạnh đã sớm mở trên lò than nóng hôi hổi ấm nước lớn vừa mới đun sôi trong không khí lạnh cuối mùa đông này chúng thổi ra từng luồng khí màu trắng, rất có hương vị cuộc sống. Nữ nhân trung niên sau lò than có thân hình hơi mập, tướng mạo hòa ái, khi nghe được tiếng động thì ngẩng đầu, nhìn thiếu niên bước đi trong tuyết, cười hô to, lão già. Phía sau nàng còn có một nam oa cùng một nữ oa, cả hai đều co rúm núp ở sau lưng nữ nhân, đồng thanh hô theo, lão già. Ba người này đương nhiên là vương thẩm cùng với hai đứa nhỏ sát vách nhà Lý Nguyên. Lúc này, vương thẩm theo diêm nương tử đặt chân đến phường Ngân Khê, Đáy lòng tất nhiên là ngàn lời cảm ơn cũng nói không hết, mà nàng cũng là một người hiểu quy củ, nếu đã đến đây, vậy nàng phải điều chỉnh tâm tính của mình, không còn gọi Lý Nguyên là Nguyên ca nhi, không còn gọi Diêm Ngọc là Diêm nương tử, mà là đổi giọng gọi lão gia và phu nhân. Lý Nguyên đi tới cửa, nói, "Vương Thẩm, coi như nơi này như là nhà mình, có chuyện gì thì cứ nói với Diêm tỷ, đừng câu nệ." Vương Thẩm cười nói, "Ai, biết ạ, à, lão gia đi thong thả." Chợ đen ở phường Ngân Khê có địa hình rất kỳ lạ, nó là một hòn đảo ở giữa hồ ngân khê nói là suối thực ra là một cái hồ lớn hồ có diện tích rộng lớn hơn một nửa ở bên ngoài huyện sơn bảo non nửa ở trong huyện sơn bảo điều này dẫn đến một tình huống những người bên ngoài huyện cũng có thể đi thuyền vào huyện bằng đường thủy bất quá hòn đảo nơi có chợ đen thì trực tiếp kẹt ở trên đường thủy vào huyện tựa như một bức tường thành đường thủy làm phong phú thêm thủ đoạn phòng thủ của huyện sơn bảo mà khu vực này thuộc quản hạt của huyết đao môn là quốc trong quốc cho nên mặc dù lúc hồng liên tặc công thành bọn họ cũng chưa từng tiến vào nơi này. Cũng bởi vì địa hình đặc thù như vậy nên mới khiến cho rất nhiều hàng đen có thể không thông qua đường bộ của huyện mà trực tiếp qua đường thủy tới chợ đen để mua bán. Từ đó làm phong phú thêm chủng loại hàng hóa của chợ đen. Những chuyện này, khi Lý Nguyên bái phỏng Thái Trạch thì đã nghe y nói. Mà hôm nay, hắn đứng ở trên thuyền mui đen đi chợ đen. Tuyết lưu thiên gia vạn hộ, mặt hồ gợn sóng trồng điệp. Thiếu niên một thân một mình, mặc huyền y viền đỏ của huyết đao môn, khoác áo choàng chống lạnh màu xanh đậm, che dù, đeo cung buộc đao đứng ở mũi thuyền thuyền mui đen như mũi tên tách ra gợn nước xanh thẳm sau một nén nhang thuyền mui đen cập bờ chủ thuyền nhảy lên bờ bắt đầu buộc dây cáp chờ khách trở về lý nguyên chậm rãi đi xuống có một người đeo dao bên hông nhưng mặc áo bông bình thường lúc gã nhìn thấy siêm y của hắn thì vội vàng tiến lên lý nguyên giơ lên lệnh bài thân phận đệ tử ngoại vi huyết đao môn người nọ cung kính nói là tiểu lý gia ta là tạp dịch trên đảo lý gia bảo ta ở đây nghênh đón các ngươi người tới thì dẫn tới gặp ngài ấy tiểu lý gia lý nguyên sửng sốt nhưng chợt nhớ tới vị cung phụng trên đảo kia cũng họ lý các tạp dịch gọi vị cung phụng kia là lý gia tự nhiên sẽ gọi hắn là tiểu lý gia đương nhiên tiểu lý gia chỉ là cách xưng hô khách sáo hắn chỉ là đệ tử ngoại vi thôi đừng gọi tiểu lý gia gọi ta là lý nguyên là được rồi dẫn đường đi lập tức hắn theo tạp dịch xuyên qua chợ đen đồng thời quan sát kỹ xung quanh hiển nhiên chợ đen này cũng chia trước sau hắn từ trong huyện đến địa điểm lên bờ là phía nam chợ đen nơi này có ít nhà cửa lúc hắn đi qua mơ hồ thấy trong phòng có bóng dáng đệ tử huyết đao môn lướt qua trong đó cũng có vài bội đao tạp dịch hiển nhiên nơi này tương đối an toàn bởi vì người và hàng từ nơi này lên đảo tất nhiên sẽ đều đi từ phường ngân khê và trải qua kiểm tra của võ phô vậy nơi hắn cập bờ hẳn là cửa sau của chợ đen mà nơi lý gia kia tọa trấn thì đối mặt với người đến từ ngoài huyện nguy hiểm tăng gấp bội tự nhiên là cửa trước chợ đen trong chợ đen có bày sạp còn có cửa hàng thậm chí còn có cao ốc hơi khác với những nơi lộn xộn đen nhánh trong tưởng tượng của hắn lý nguyên lập tức điều chỉnh lại quan niệm chợ đen này không phải là chợ màu đen mà là hàng đen để thu hút các loại hàng hóa huyết đao môn chắc chắn sẽ xây dựng biện pháp cơ bản như cửa hàng tại đây đi được một đoạn lý nguyên đột nhiên dừng bước bởi vì hắn nghe được rất nhiều tiếng khóc của nữ nhân hắn nghiêng đầu nhìn về phía một con hẻm ở lối vào trường thanh mộc tiếng khóc của nữ nhân truyền ra từ sâu trong hẻm nhỏ mà hẻm nhỏ giống như cũng thông tới một chỗ khác trong chợ đen nơi đó và nơi này còn có cảm giác tách biệt đó là nơi nào lý nguyên hỏi tiểu tiểu lý ra tạp dịch ấp úng gọi lý nguyên đi tiểu nhân không dám nếu là bị người phát hiện tiểu nhân gọi thẳng kỳ danh tiểu nhân có thể sẽ không lăn lộn nổi nữa tạp dịch vội vàng thỉnh tội vậy quên đi nếu như tất cả đều gọi như vậy vậy ngươi tùy tiện gọi đi vâng tiểu lý ra tạp dịch như chút được gánh nặng sau đó nhìn đầu hẻm kia trong chợ đen hàng sống được tách biệt với những hàng hóa khác trong hẻm nhỏ kia là một khu vực khép kín hơn và an toàn hơn chuyên môn dùng để buôn bán hàng sống hàng sống lý nguyên ngạc nhiên tạp dịch cười giải thích chính là người trong ngõ nhỏ kia bán người lý nguyên hơi trầm mặc hắn nhớ tới lời nói của thái trạch và nha Hoàng của y lại nhớ tới cảnh tượng mua người bán người trong loạn thế minh mông này thâm tâm hơi chạy lòng khó hiểu nhưng ngay sau đó hắn lại thoải mái trước hết phải chăm sóc tốt cho mình và người nhà của mình đi đã lấy đâu ra nhiều lòng hy sinh hay lòng chắc ẩn như vậy thế đạo như này nước chảy bèo trôi mà thôi. Tạp dịch đến gần nói, nếu tiểu lý gia muốn mua, chúng tiểu nhân sẽ để dùng ngài, chờ có hàng tốt sẽ lập tức thông chi tiểu lý gia để ngài tới nhìn trước. Lý Nguyên không nói gì, tùy ý gật đầu, rất lâu sau, hắn đi tới cực bắc hòn đảo, cũng là cửa lớn phía bắc chợ đen. Trước cửa, trong đình, có một chiếc ghế dài đan bằng dây tre, được bọc bằng lông nhung. Một nam nhân khôi ngô vô cùng đang nằm trên ghế, mặt đất bên cạnh đặt một thanh đao dài khác hẳn với bội đao của người trong giang hồ hơi giống như loại đao mà đại tướng cổ đại hay dùng trong ấn tượng của Lý Nguyên, à đúng, là loại lạnh lùng như quan vũ. Nô dịch dẫn Lý Nguyên tiến lên, cung kính nói Lý ra, lại tới một người nữa. Nam nhân dùng mũi vù vù đáp lại, Lý Nguyên quét mắt nhìn lão, thấy quanh thân lão nổi lên chỉ số 130, 180, âm 140, 210. Đồng tử hắn hơi co rụt, đây là người mạnh nhất mà hắn từng thấy. Lý ra khép hờ hai mắt, tựa vào ghế dài, mặt hướng về phía hồ lớn mà nơi thủy vận nước ngọt ở cửa hồ đang có tạp dịch và thương hộ đi qua đi lại bốc rỡ hàng hóa trong tuyết. Bất luận là người nào, khi đi qua cái đỉnh vô danh này thì đều sẽ hơi cúi người, hoặc là hành lễ, hô một tiếng lý ra. Mà lý ra không đáp lại mà chỉ nằm yên như lão thần, lý nguyên thu dù, lẳng lặng chờ đợi. Lại một lát sau, nô dịch lại dẫn ba người mặc y phục huyết đao môn tới nơi này. Trong ba người, hai nam một nữ, tuổi tác sấp xỉ hoặc lớn hơn vài tuổi so với lý nguyên, nhưng đều xem như thiếu niên bốn người đông đủ lý gia nhắm mắt cất tiếng nói đệ tử ngoại vi 180, triệu trí nam một thiếu niên trên mặt có vài phần sát khí bên người bay lượn chữ số 7 đến 8 đáp lại có đệ tử ngoại vi 187, trăm ước một thiếu niên hào hoa phong nhã bên người phiêu 6 đến 7 lên tiếng có đệ tử ngoại vi 197, lý nguyên lý nguyên cũng lên tiếng đệ tử ngoại vi 198, ôn tiểu kiều thiếu nữ xe tăng với hình thể cực mập gần như bằng hai cái lý nguyên bên người phiêu chữ số 8, chín cũng ngọt ngào đáp lại có cái tên này hình thể này thanh âm này để cho lý nguyên cũng thoáng hơi ngẩn người trước khi xuyên việt hắn có đọc sách trong sách tả khi gặp nữ nhân trong giang hồ đều là mỹ nữ sau đó là mấy chuyện như liếc mắt đưa tình xem ra tất cả đều là giả lý gia nói tiếp lý nguyên ba người bọn họ đều từng luyện đao pháp nhưng ngươi chưa từng luyện qua có phải không lý nguyên nói hồi bẩm lý gia ta là thợ săn đi săn thú trên núi am hiểu bắn tên quả thật chưa từng luyện đao pháp lý gia nói kéo cung cho ta xem bản lĩnh của ngươi vâng lý nguyên đáp lời sau đó bước ra khỏi hàng một bước lật tay lấy cung lấy tên đáp dây chậm rãi kéo ra ba người bên cạnh lặng lẽ nhìn hắn tuy đệ tử huyết đao môn nghiêm cấm đồng môn tương tàn nhưng đều ở trong tình trạng cạnh tranh có thể nói mỗi người đều là đối thủ đều là địch nhân mà xung quanh mình có một địch nhân cường đại tóm lại là có uy hiếp cho nên sau khi ba người này đến liền thoáng đứng cách xa nhau và cẩn thận quan sát đối phương lúc này dây cung mở dần trong thanh âm ca ca thân cung đã kéo được một nửa, lực đạo này không nhiều lắm, chỉ ở tầm 8, 9. Thần sắc ba người ngưng trọng, mỗi người đều có suy nghĩ. Lý Nguyên thở phào nhẹ nhõm, đang đợi thu cung, Lý ra đột nhiên hô to, đừng giấu rốt. Bản lĩnh của ngươi càng lớn, ở đây sẽ có địa vị càng cao, giấu giếm có chỗ tốt gì. Vâng, Lý Nguyên đáp lời, sau đó lại kéo cung, lần này hắn nâng lực đạo lên 13 đến 14. Cung thành trăng tròn, lộ ra khí tức nguy hiểm trên mặt ba người kia đều hiện ra vẻ kinh ngạc và vẻ cực kỳ ngương trọng lý gia đột nhiên ngồi dậy nhìn lý nguyên một lát nói đổi cây cung đi trình độ của thợ rèn bán ngươi cây cung đó còn không thua cả thợ rèn cơ bản trong môn nói xong lão đứng lên chọn một cây thiết cung làm bằng tinh thiết trên giá vũ khí phía sau ghế dài rồi lại ném cho hắn một ống tiễn nói đây là cung tiễn phổ thông trong môn thử lại lý nguyên nhận cung vừa nhìn số liệu bên cạnh hắn lại xảy ra biến hóa từ 39 đến 40 thành 54 đến 55, chính hắn cũng sửng sốt sau đó giơ tay lên chậm rãi kéo cung lần này hắn phải kéo đến cấp độ 19 đến 20, lý gia nói nhập phẩm rồi tim lý nguyên đập thình thịch còn chưa mở miệng lý gia lại nói nhập phẩm cũng rất tốt trong đám đệ tử ngoại vi huyết đao môn ở chợ đen chỉ có một mình ngươi nhập phẩm lý nguyên lý gia hỏi bao nhiêu tuổi lý nguyên nói 17, lý gia gật đầu nhắm mắt nói lúc nãy ta nghe thấy nô dịch gọi ngươi là tiểu lý gia vậy giờ ngươi gọi là tiểu lý gia đi dù sao ngươi còn trẻ như vậy mà đã đạt nhập phẩm hơn nữa còn là người của ta nhận cái hư danh đó cũng được về phần có thể bảo vệ hay không cũng còn phải xem chính ngươi mới biết chỉ có điều thứ huyết đao môn chú trọng chính là đao pháp mà đao pháp cũng có một bộ công pháp hoàn chỉnh ngươi tu công pháp khác nếu đột nhiên chuyển sang tu công pháp của huyết đao môn không biết sẽ phải tốn bao nhiêu công phu cũng nhờ như vậy chợ đen có thể xem như rất thích hợp với ngươi cứ ở chỗ này lật xem một chút đi biết đâu được sẽ tìm thấy loại võ công thích hợp với ngươi đến lúc đó năng lực của ngươi đủ rồi dù không tu huyết đao môn cũng có thể khiến ngươi trở nên mạnh hơn đa tạ lý gia lý nguyên nói cung này cho ngươi mau đem bỏ thứ cũ kỹ kia đi lý gia lại nói vâng lý nguyên đành phải cung kính đáp lại mà ba vị đứng bên cạnh kia trong lúc nhất thời bị hành động của đối phương làm cho bất ngờ tới trợn tròn mắt vốn tưởng rằng bọn họ đến để cạnh tranh nhau nhưng không nghĩ tới lại là một võ giả nhập phẩm nhưng ngươi đã là võ giả nhập phẩm vì sao vẫn là đệ tử ngoại vi mà không phải đệ tử ngoại môn, nhưng rất nhanh, bọn họ đã nghĩ tới Lý Nguyên, cũng vì thế mà đoán ra được chút nguyên nhân, dùng cung chứ không phải dùng đao, nếu muốn học lại đao, vậy cũng đồng nghĩa với việc phải bắt đầu lại từ đầu. Giữa các công pháp và kỹ năng đều tồn tại xung đột, cũng không phải muốn là trực tiếp trồng lên được. Nghĩ đến đây, ba người lại thoáng yên tâm hơn, bên kia, Lý Gia lại lên tiếng, nếu đã nói xong chuyện của Lý Nguyên rồi thì mau bắt tay vào chính sự. Vào chợ đen trông coi thông thường sẽ là 3 năm, 3 năm sau các ngươi vượt qua bài khảo hạch là có thể trở thành đệ tử ngoại môn, chính thức tu luyện công pháp huyết đao môn, nhưng trước đó, các ngươi có thể học tập đao pháp nhập môn của huyết đao môn, khẩu quyết và luyện pháp của đao pháp này, hai ngày nữa sẽ có người của nội môn đến dạy cho các ngươi. Lúc các ngươi ở chợ đen, mỗi tháng sẽ được phát 10 lượng bạc, tất cả đệ tử đều sẽ được chia làm hai nhóm, cứ cách 7 ngày lại thay ca một lần. Ở nơi đó, tạp dịch có khoảng 300 người, đệ tử ngoại vi có 20 người, còn trên đảo thì có 10 đệ tử 10 người này sẽ chia làm hai người một nhóm, tổng là 5 nhóm, thay phiên nhau tuần tra bốn nơi cùng trung tâm của chợ đen, mỗi nhóm sẽ được dẫn theo 60 người tạp dịch. Ở chợ đen các ngươi có quyền tự do tận hưởng mọi lợi ích, nhưng phải nhớ kỹ ba quy tắc. Thứ nhất, không được hỏi hàng từ nơi nào tới, chỉ cần giao tiền, mua tại quầy hàng hoặc cửa hàng là có thể lên đảo. Thứ hai, mặc kệ bọn họ buôn bán cái gì, chỉ cần là ở trên đảo thì chuyện hãm hại lừa gạt tất nhiên sẽ xảy ra, chỉ cần đôi bên cùng đồng ý, vậy ngươi cũng đừng quản, cũng đừng vạch trần. Thứ ba, không ở trên đảo đánh nhau bằng vũ khí, nếu có người sử dụng vũ khí thì lập tức cưỡng chế lấy lại hoặc giết, hàng hóa thì trực tiếp tịch thu. Đương nhiên, người thực thi nhiệm vụ cũng có thể miễn phí lấy trước một món trong đó làm phần thưởng. Dường như cảm nhận được sự chờ đợi của những người bên ngoài, Lý Gia lại nói, có biết vì cái gì chợ đen đang có 20 đệ tử mà các ngươi vẫn phải tới không? Tên đệ tử Trưng Ước kia nghe vậy, tiến lên một bước nói, "Lý Gia, ta đoán là bởi vì, thương vong, nếu không thể áp chế trận chiến vũ khí trên đảo, rất có thể sẽ chết. Lý Gia nói, biết là tốt rồi, bốn người các người cứ theo quy tắc mà chia nhóm, hiện giờ còn chống hai vị trí là đông thị cùng trung thị. Sau khi phân nhóm xong, thì mau nhanh chóng xuất phát, đi coi chừng nơi đó, đừng xảy ra sự cố. Vâng, Lý Gia, bốn người đứng dậy đồng thanh nói, sau đó bắt đầu chia nhóm. Dựa theo đánh số, Trương Ước và Triệu Chí Nam một nhóm, Lý Nguyên và Ôn Tiểu Kiều một nhóm. Sau đó là bốc thăm, phân vùng, trong lọ nhỏ có bốn tờ giấy ghi đông, đông, trung, trung chỉ khi cả bốn người lấy đúng tất cả thăm mới được tính. Sau vài lần, cả Lý Nguyên và Ôn Tiểu Kiều đều bắt được chung. Nhóm này, cùng khu vực tuần tra đã định xong, Tiểu Lý ra, xin chỉ giáo nhiều hơn. Giọng nói đầy sự nũng nịu của một thiếu nữ có hơi béo vang lên. Lý Nguyên hơi không biết nói gì, nhưng chẳng phải cô nương béo thì cuối cùng vẫn chỉ là cô nương sao. Hắn cũng lễ phép trả lời lại, ôn cô nương, xin chỉ giáo nhiều hơn. Sau đó, hắn lại nói thêm một câu, đừng gọi tiểu lý ra, gọi ta Lý Nguyên là được rồi vừa mới đặt chân lên đảo đã bị người ta tôn vinh, việc này cũng không phải chuyện tốt. Nhưng đồng thời, điều này cũng làm cho hắn sinh ra một loại tâm lý cấp bách buộc bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng hắn cũng đã thể hiện sức mạnh của nhập phẩm, ở trước mặt mọi người biểu hiện ra 19 đến 20, nếu vậy giữ sức mạnh 54 đến 55 làm át chủ bài có phải là hơi yếu rồi không? Khi Lý Nguyên và Ôn Tiểu Kiều đi tới Trung Thị, 60 tạp dịch bội đao đã sớm xếp thành hàng chờ đợi ở một bãi đất trống trước cửa vào Trung Thị. Trung Thị tương đối đặc thù, nếu coi toàn bộ đảo chợ đen là một tòa thành vậy trung thị này chính là thành trong thành được bao quanh bởi một mê cung các nhà kho cũng như các bức tường cao tổng thể có màu xám mà con đường duy nhất để đi tới cửa vào trung thị là một con hẻm nhỏ chật trội và đây cũng là chỗ mà lý nguyên nghe được tiếng khóc của nữ nhân đây chính là nơi bán hàng sống địa hình từ hẻm đến lối vào trở lên rõ ràng khu đất trống trải này chính là khu đất trống mà tạp dịch đeo bội đao đang ở bên cạnh bãi đất trống có một số dãy nhà những căn nhà này là để tạp dịch trực đêm cùng với một bộ phận người bán tạm thời ở lý nguyên nhanh chóng nhìn lướt qua hoàn cảnh bốn phía lại nhìn về phía 60 tên bội đao tạp dịch kia các tạp dịch thân thể cường tráng ngẩng đầu ưỡn ngực đỉnh đầu hầu như đều là 4 đến 5. tiểu lý gia ôn tỷ đám tạp dịch đồng thanh hô sau khi hét lên ánh mắt bọn họ đều hướng về phía hai người mà trong chợ đen cũng có không ít người cũng lục tục nhìn về phía này lý nguyên liếc nhìn ôn tiểu kiều trong mắt nữ nhân này có vài phần hưng phấn ôn tiểu kiều dùng giọng nhẹ nhàng nói tiểu lý gia những người này ngươi một nửa ta một nửa phân chia như vậy được không lý nguyên nhẹ giọng nói ôn cô nương ngươi có nghĩ tới vì sao vị trí trung thị này lại bị bỏ trống không ôn tiểu kiều sừng sốt một lúc lúc này mới như bị kéo trở về sắc mặt trở nên ngương trọng mà âm trầm lý nguyên trầm giọng nói hiện giờ không nên tách ra chúng ta cần đoàn kết nhất trí và làm rõ cục diện rồi hãng nói ôn tiểu kiều cười nói vẫn là tiểu lý gia có chừng mực nghe theo tiểu lý gia Lý Nguyên im lặng nói, ngươi còn gọi Tiểu Lý ra, ta sẽ gọi ngươi ôn ra. Ôn Tiểu Kiều nói, vậy làm sao có thể được A, danh hào của ngươi chính là Lý ra không điểm. Hơn nữa, ngươi là võ giả nhập phẩm, ôn ra, ngươi là võ giả nhập phẩm, ôn ra, ngươi, ôn ra, được rồi, Lý Nguyên. Ôn Tiểu Kiều là chưa từng thấy qua loại nam nhân này, gọi Tiểu Lý ra thật uy phong A, hơn nữa còn là võ giả nhập phẩm, đúng là khác người mà. Vậy là đúng rồi, Lý Nguyên ôn hòa mỉm cười, quan hệ với đồng bạn phải tốt. Nếu không sẽ phát sinh chuyện không giải thích được, hai người giải tán tạp dịch, để cho các tạp dịch tự tuần tra, sau đó hai người tiến vào bên cạnh phòng bảo vệ. Vừa vào phòng, Ôn Tiểu Kiều liền dùng giọng nói bình thường hỏi, "Ngươi là cảm thấy hai đệ tử lúc trước từng trực ở chỗ này đã chết rồi, cho nên chỗ trống này mới đến phiên chúng ta, gọi ngươi vào hỏi là biết, có lẽ là hắn thông qua khảo hạch rồi được thăng làm đệ tử ngoại môn." Lý Nguyên nghe thanh âm phù hợp với hình thể này, nhịn không được mà thở phào nhẹ nhõm, cảm giác không thích hợp chết tiệt kia cuối cùng cũng biến mất. Ừm, ôn tiểu kiều lao tới bên cạnh như đạn thịt, đẩy cửa ra, nhìn tạp dịch bên ngoài, ngọt ngào nói, hai người nào quen thuộc tình huống. Âm thanh này, kết hợp với thân hình này, khiến người ta dùng mình. Rất nhanh, hai tên tạp dịch cầm bội đao chạy tới, cung kính gọi một tiếng ôn tỉ, rồi lập tức đi vào phòng. Ôn tiểu kiều ngồi xuống ghế lớn, đôi chân voi bù một tiếng gác lên bàn, ngọt ngào nói, nói thử người ở đây lúc trước, đi đâu rồi. Lý Nguyên ngồi yên một bên, cố gắng làm cho mình không bị chú ý nhất có thể. Thật ra, hắn rất hài lòng với sự cao điệu của đối tác tạp dịch trông như không dám nói thật lâu sau mới căn giang nói mất tích mất tích ôn tiểu kiều cao giọng vậy là sống hay chết tạp dịch nói mất tích mười mấy ngày sống không thấy người chết không thấy xác ôn tiểu kiều lại hỏi nơi cuối cùng mà bọn họ xuất hiện là ở đâu người tạp dịch nói căn phòng này hoàng hôn hôm đó hai vị đại nhân kia còn trực ở chỗ này sau đó đến buổi tối một người trong đó ở lại trực đêm sau đó biến mất một vị đại nhân khác không tin có quái sự như vậy nên dẫn người trực trong phòng kết quả không phát sinh chuyện gì cả vài ngày sau đại nhân thứ hai cũng mất tích ôn tiểu kiều lại hỏi trong môn có phái người xuống điều tra không tạp dịch nói đã kiểm tra không có chuyện gì xảy ra cho nên mới coi như mất tích liệu có thể nào là hắn tự rời đi ôn tiểu kiều suy nghĩ một lát tiếp tục hỏi tạp dịch nói người nhà đều ở đây đoán chừng không thể tự mình rời đi trong đôi mắt nhỏ nhắn của ôn tiểu kiều lộ ra vẻ suy tư nàng lại hỏi gần đây trong chợ có xảy ra chuyện gì lạ không tạp dịch nghĩ nghĩ gãi gãi đầu nói không có gì lạ chợ này có rất nhiều hàng sống ban ngày có người khóc ban đêm cũng có người khóc bình thường chúng ta đi gọi hai tiếng sẽ im lặng ôn tiểu kiều nhíu mày trên mặt mập hiện ra vẻ suy tư đột nhiên nàng nghiêng đầu nhìn về phía lý nguyên nói muốn đi xem không lý nguyên cười khổ nói đột nhiên thân thể hơi không thoải mái ôn cô nương đi một mình cũng được hắn cũng hết chỗ nói rồi cái quái gì thế này vừa mới nhậm chức đã gặp phải vụ mất tích này, hắn chỉ muốn bắt cá thôi. Cho dù dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể biết, con người thì không thể mất tích một cách vô duyên vô cớ được, hoặc là có âm mưu gì, hoặc là trong đầu hắn chợt hiện ra sơn trang quỷ dị trong rừng sâu núi thảm kia, nhịn không được mà ra đầu tê dại, da gà nổi lên từng đợt sợ người. Thân thể không thoải mái, ôn tiểu kiều sừng sốt một chút, sau đó hừ cười một tiếng rồi đi theo tạp dịch. Lý Nguyên ngồi một mình trong phòng, càng ngồi càng cảm thấy lạnh sống lưng ánh mắt hắn cảnh giác quét qua căn nhà này bức bình phong chắn giữa gian nhà ngăn cách phần trước và sau phần sau cung cấp cho đệ tử canh giữ ở đây nghỉ ngơi phần trước còn lại là giám sát bên ngoài làm nhiệm vụ ở đây rất đơn giản chỉ có một gian bàn gần cửa sổ một sấp sách dùng để đăng ký cùng với giá binh khí ở một bên tường cùng một ít thức ăn dễ dàng bảo tồn như là hạt dưa hạch đảo hắn đứng dậy vòng qua bình phong nhìn về phía hậu đường hậu đường có một cái giường còn có một cái giá sách trên giá sách đặt một ít hồ sơ. Hắn tiến lên lật xem, hồ sơ ghi lại tình hình lưu thông hàng hóa gần đây của chợ. Có lẽ là lưu một đoạn thời gian rồi chuyển giao đến một kho lưu trữ lớn hơn. Hắn chỉ lướt qua một chút rồi không nhìn nữa. Sau đó lại nhìn về phía cái giường kia, giường chăn đệm xếp chỉnh tề, xem ra hiển nhiên là biết có đệ tử canh gác mới đến, cho nên mới đổi. Không khí hơi yên tĩnh quỷ dị, âm thanh bên ngoài phòng dường như nhẹ nhàng phai nhạt đi, có chút xào sạc nghe không thật. Lý Nguyên đi tới bên giường, muốn khom người nhìn xuống gầm giường, nhưng không biết chuyện gì xảy ra hắn không làm như vậy mà xoay người vòng qua bình phong nhanh chóng rời khỏi gian phòng này ngoài phòng tuyết đang rơi lý nguyên cảm thấy thân thể không hiểu mà phát lạnh giống như có bàn tay người chết thối giữa đang sờ nhẹ trên lưng hắn cảm giác này có hơi giống với lúc chạy trốn trong rừng lúc trước không biết là ký ức sợ hãi đã bị đánh thức hay một dấu hiệu nguy hiểm của cơ thể sau khi trải qua một sự kiện tương tự đồng tử lý nguyên hơi co rút lại lưng đeo cung ôm đao đi tới đi lui đồng thời đánh giá người thỉnh thoảng lui tới việc đăng ký xuất nhập cảnh của những người này do tạp dịch phụ trách. Chỉ trong chốc lát, Lý Nguyên đã nhìn thấy một chiếc xe bò kéo một cái lồng sắt lớn từ xa đến. Lồng sắt được phủ bằng vải đen dày, vải đen phủ tuyết trắng, trông giống như vải trắng được trộn với bụi bẩn. Tạp dịch tiến lên kéo vải ra sau, bên trong lộ ra nữ nhân hài tử, hiển nhiên là cái gọi là hàng sống. Lý Nguyên hơi nghiêng đầu, không nhìn những thứ này. Tạp dịch đi vòng quanh lồng sắt nhìn nhìn, giống như đang kiểm tra cái gì, sau khi kiểm tra xong liền nhanh chóng trở về phòng trước khi đi qua cửa lớn còn cung kính nói với Lý Nguyên một tiếng tiểu lý ra, liền vào cửa để đăng ký. Những việc vật vãnh này đều là tạp dịch làm, đệ tử ngoại vi huyết đao môn ở chỗ này thật ra giống như ra mặt trấn tràng. Nếu thật sự phát sinh chiến đấu bằng vũ khí, bọn họ cũng có thể chỉ huy tạp dịch. Có đại công này, không chừng vài tháng sau chúng ta có thể thăng chức đệ tử ngoại môn. Ôn Tiểu Kiều chậm rãi nói, nàng muốn cổ động vị cộng sự này. Nơi này là chợ đen, vốn là ở giữa hồ, tầm nhìn xung quanh rộng mở nếu là có kẻ thù bên ngoài đến thì sẽ sớm nhìn thấy nếu là có nội tặc vậy cũng có lý ra tọa chấn sợ cái gì dứt lời nàng nhìn thoáng qua lý nguyên cười hỏi tiểu lý gia không phải là ngươi sợ hãi bởi một câu chuyện mất tích lãng xẹt chứ tiểu lý gia là võ giả nhập phẩm sao có thể sợ chứ nếu bị truyền ra ngoài ôn tiểu kiều nói một câu tiếp một câu chèn ép lý nguyên muốn trói hắn lên thuyền dù sao có thêm một võ giả nhập phẩm cùng gác đêm trong lòng nàng sẽ càng yên tâm mà Lý Nguyên thì đột nhiên cúi xuống và ho nhẹ, trong lúc đó, một cái túi có kích thước bằng móng tay trượt ra từ trong cổ tay áo, trong túi là máu lợn mà hắn đã chuẩn bị trước. Tất nhiên, ngoài máu lợn, hắn còn chuẩn bị bột vôi, đinh sắt và các vật dụng khác. Búng tay, túi máu lợn lập tức vào trong miệng hắn. Chợt, Lý Nguyên cắn nát túi, lại ho khan kịch liệt, ho ra máu. Máu nhìn mà giật mình, trong lòng bàn tay nở ra từng đóa hoa mai màu đỏ, mà ngay cả trên bùn đất cũng bị nhiễm chút màu đỏ ôn tiểu kiều đứng bên cạnh không phát hiện ra động tác nhỏ của hắn khi nhìn thấy máu trên mặt đất lập tức hơi sững sờ thiếu nữ xe tăng bỗng nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lý nguyên tạp dịch bên cạnh cũng khiếp sợ nhìn qua không khí lập tức hơi trầm mặc lý nguyên lại bị ho liên tục rồi thở hồn hển hắn thở hồn hển như thể sắp chết bất cứ lúc nào ôn tiểu kiều theo bản năng hỏi ngươi không sao chứ lý nguyên thật lâu mới bình phục yếu ớt nói vết thương cũ tái phát là do rơi xuống tiểu mặc sơn chuyện này ngươi đi hỏi người trong phường tiểu mặc ai cũng biết khụ khụ đại phu huyện hồi xuân đường cũng biết ôn tiểu kiều ngây dại nàng nghĩ là vị tiểu lý gia này sợ hãi nhưng không nghĩ tới là thật sự bị thương vậy ta đi nói với lý gia xin nghỉ ngơi vài ngày điều trị một chút lý nguyên thở dài hơi lưu luyến nói ai công lao lớn hôm nay ôn cô nương hay là khụ khụ cụ khụ khụ ngươi chờ ta dưỡng lành thương thế rồi cả hai cùng gác đêm ngươi dưỡng thương cho tốt đi ôn tiểu kiều khôi phục bình tĩnh trong đôi mắt nhỏ của nàng lóe tinh quang trong lòng thầm nghĩ như vậy cũng tốt, vốn tưởng rằng ở đây phải lấy tiểu lý gia này làm tôn, không nghĩ tới hắn lại không khỏe. 60 tạp dịch, nhiều người như vậy, hơn nữa còn có lý gia tọa chấn. À, vậy vừa vặn tiện nghi cho ta, một lát sau, Lý Nguyên ôm ngực đi tới cửa chợ đen. Trên tiểu đình vô danh, Lý gia đang nằm trên xích đu, mệt mỏi như buồn ngủ. Lý gia, vết thương cũ tái phát, cần nghỉ vài ngày, khụ khụ, Lý Nguyên nói. Trên đường đi, hắn đã sớm bịa ra rất nhiều lý do, nhưng hắn còn chưa nói, lại nghe thanh âm của Lý gia truyền ra từ trong tiểu đình. Đã như vậy, ngươi cứ về nghỉ ngơi nửa tháng đi, nửa tháng sau sẽ đến phiên trực của ngươi, đến lúc đó phải đến. Vâng, cụ khụ, khụ, đa tạ Lý gia, cụ khụ, khụ. Dứt lời, hắn ôm ngực, giả bộ suy yếu xoay người rời đi. Trong đình, Lý gia vẫn trên ghế nằm lắc lư như trước, tiếng ghế mây ọp ẹp vang lên lộ vẻ hơi chói tai trong trời tuyết, khu nhà lều, nhà Lý Nguyên. Diêm nương tử đang cùng Vương Thẩm hầm thịt, nấu cơm, đột nhiên cô nghe thấy tiếng gõ cửa vương thẩm lách người nhìn qua khai cửa vội vàng mở cửa thấy thiếu niên huyền y trước cửa nàng hô lão già. diêm nương tử cũng chạy tới ân cần hỏi tướng công sao lại về nhanh như vậy vào nhà rồi nói khụ khụ lý nguyên nói diêm nương tử lo lắng nhìn hắn nhưng tạm thời không muốn nói nhiều mà là nói vương thẩm thêm một bộ bát đũa vương thẩm cung kính đáp lời vội vàng đi lấy bát đũa mới một lát chờ cơm nấu xong thịt hầm xong nàng không lên bàn mà kéo hai hài tử ở bên ngoài tiếp tục làm việc Vương Thẩm đang quét dọn nhà cửa, căn nhà này từng có người ở, vội vàng dọn vào tự nhiên không có khả năng chu toàn mọi mặt. Hai đứa nhỏ cũng ưỡn khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh đến đỏ bừng, cầm khăn lau khắp nơi. Lý Nguyên ngồi vào bàn, hô ra bên ngoài, "Vương Thẩm, cùng ăn đi." Ngoài phòng, Vương Thẩm nói, "Lão gia, chúng ta không đói, hai người ăn trước đi." Lý Nguyên im lặng, Diêm Nương Tử nói, "Tướng công, chàng cứ mặc nàng đi, đừng làm cho nàng khó xử." Vương Thẩm nói với ta, "Nếu Thẩm ấy đến làm người hầu, vậy thì phải có bộ dáng của người hầu không thể giống như trước nữa nàng được chúng ta mang đến ngân khê đã là thiên ân ngoại tạ nếu bảo nàng ngồi một bàn ăn cơm trong lòng nàng chắc chắn không vượt qua được cửa ải này lý nguyên liếc nhìn ngoài phòng thấy hai đứa nhỏ hồng cả khuôn mặt đang làm việc bên ngoài hắn nói vậy thì xếp một cái bàn khác để một nhà ba người bọn họ cũng ăn cơm đi thiệt hả thật đấy diêm nương tử đứng dậy kéo vương thẩm qua một bên nói nửa ngày tới lúc này vương thẩm mới dẫn hai đứa nhỏ chạy vào nói cám ơn tiện đà chuyển cái bàn đến phòng bên cạnh, lại mang cơm và thịt lên, cùng hai đứa nhỏ bắt đầu ăn. Nhà chính, bình tĩnh, hai người ngồi đối diện nhau, yên lặng ăn cơm. Lý Nguyên chợt nói, từ hôm nay trở đi, coi như vết thương cũ của ta tái phát, chính là vết thương lúc ở tiểu Mạc Sơn, Diêm Nương Tử ngạc nhiên ngẩng đầu. Lý Nguyên nói, ta ở nhà dưỡng thương vài ngày, sau đó lại nói, tướng công, là, là đã xảy ra chuyện gì sao, Diêm Nương Tử hơi khẩn trương. Lý Nguyên nói, là chuyện chợ đen, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều đối với nương tử nhà mình hắn không có gì phải giấu diếm cho nên đã kể lại vụ án mất tích kia diêm nương tử nghe được cũng hơi sợ hãi nói vậy thì ở nhà đi chờ tình huống rõ ràng lại đi nhà sau bữa ăn lý nguyên ngủ chưa một lát tầm mắt đột nhiên hướng về phía bội đao do huyết đao môn phân phát trước đó hắn bận đông bận tây không có thời gian và công cụ cố định để thử nghiệm mà nếu hôm nay đã cáo bệnh ở nhà trong tay đúng lúc có thanh đao này vậy thì có lẽ hắn có thể thử vung dao nếu giao tiếp với hổ có thể lĩnh ngộ ra thuần thú thuật như vậy vung đao có thể lĩnh ngộ ra đao thuật hay không căn nhà tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi nhà chính nhà bên sân trước sân sau tất cả đều có tuyết bay rơi xuống từng mảnh khoảng đất trống ở hậu viện được vương thẩm quét sạch giờ lại thành một màu trắng tinh lý nguyên cầm bội đao đi tới bãi đất trống rút đao thu đao vung lung tung một lát không thu hoạch được gì hắn ngồi ở dưới mái hiên nghỉ ngơi một lát lại nghĩ tới kinh nghiệm mình làm đồ tể ở kiếp trước quyết định thử đao pháp luyện ra khi giết lợn. Giết lợn, một nhát rồi hai nhát, đầu tiên là đâm, sau đó chọc cổ, để máu heo mau chóng chảy ra, còn cắt là cắt đầu heo, lấy lục phủ ngũ tạng, gọi là cắt thịt. Trước khi xuyên qua, Lý Nguyên từng ở trong một bộ diễn nghĩa nào đó nhìn thấy Trương Tướng quân dùng xà mâu. Trương Tướng quân từng giết heo, hắn cũng giết heo. Có đôi khi Lý Nguyên nghĩ, mâu pháp mà Trương Tướng quân luyện được có phải chính là khi đâm heo sẽ đâm ra như vậy hay không? Trên chiến trường nếu gặp được người thì trực tiếp đem người đó xem như heo, dùng trường mâu hướng phía cổ, vừa nhanh vừa chính xác mà đâm vào. Không vì gì khác ngoài quen tay, suy nghĩ chợt hiện lên, Lý Nguyên tay cầm đao, mắt hơi nhắm lại, nhớ lại cảnh tượng kiếp trước của mình. Trước mắt hắn giống như có rất nhiều cái thớt, mà trên mỗi cái thớt đều được đặt một con heo, cổ bị siết lại không thể nhúc nhích, dầm. Một phát đâm vào cổ họng, bàn tay hắn khẽ di chuyển, đột nhiên xuất hiện một thanh đao, mũi đao hướng tới cổ heo mà đâm. Nhất thời, cả thanh đao trắng nhiễm một tầng máu đỏ, máu heo theo đỏ không ngừng chảy ra sau đó đợi đến khi máu heo chảy ra hết sẽ được đem đi rửa sạch rồi hu hu cắt đầu giữa hai tay lý nguyên có một luồng nhiệt chảy qua dưới sự gia tăng tốc độ máu chảy không nhanh không chậm cắt xuống một đao có lẽ là thiếu chút gì đó năng lực của hắn không cách nào rót vào từng tấc trên đao mà chỉ là đơn thuần động tác cha 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 ngay sau đó trường đao trong tay hắn bắt đầu cắt giữa không trung đầu tiên là lấy ruột sau đó là tới ngũ tạng sau một hồi chém giết cuối cùng cũng thu đao, sau đó hơi dừng lại, nhưng rất nhanh đã bắt đầu tưởng tượng cảnh đi giết mổ con heo tiếp theo. Từng bông tuyết rơi xuống chậu gỗ được đặt trồng chất ở hậu viện, nham thạch cùng đất vàng cứng rắn, trên một thân cây trụi lùi, lại theo ánh đao kia thỉnh thoảng bay lên. Trong phòng lúc này, Diêm Nương Tử đang ghé vào trước cửa sổ, nhìn nam nhân nhà mình đứng dưới gió tuyết múa đao. Tuyết rơi, theo từng đường mà thanh đao múa xuống, trong lúc múa, tuyết trắng trên mặt đất bị dẫm thành những miếng băng bẩn màu đen. Người bình thường khi đi ở đó, chỉ cần đi nhanh vài bước rất có thể sẽ bị trượt chân nhưng thiếu niên này lại đi rất ổn định sức mạnh của dòng máu đó không ngừng nhảy múa theo hắn chảy quanh hắn khiến hắn bốc hơi mồ hôi dần hóa thành xương trắng như hơi nước trong nồi đun sôi nam nhân nhà ta đúng là rất uy phong a à, diêm nương tử xinh đẹp như xuân tay phải như hoa sen đã nở được một nửa nâng khuôn mặt xinh đẹp lên có chút ngây dại nhìn nam nhân đang đứng dưới tuyết trong hậu viện ánh mắt cô đảo qua vòng eo cường tráng của nam nhân không chỉ phần đùi khỏe mạnh còn có cơ bắp phồng to lên kia đột nhiên mặt lại đỏ lên lý nguyên luyện gần nửa buổi chiều nhưng ngoại trừ hoạt động gân cốt ra thì hoàn toàn không thu hoạch được thêm bất kỳ điều gì quả nhiên kỹ năng không dễ hình thành như vậy bất quá ta luôn cảm thấy một đao đầu tiên kia rất có cảm giác còn những đao sau đó đều giống như thiếu chút gì đó quên đi không vội ta kiếp trước giết nhiều heo như vậy bây giờ lại được dùng đao ở phương diện này dù gì cũng có được chút ưu thế cho bản thân ngày mai lại tiếp tục đi về nhà ăn cơm mà sau đó diêm nương tử cũng không đề cập đến chuyện đi dạo như lý nguyên lại nói bởi vì hắn bị thương nên mới trở về nếu hôm nay cứ nhất quyết phải ra ngoài dạo phố thì có ích lợi gì sau khi ăn xong vương thẩm lập tức bắt tay vào việc nhà cho dù không ai nói với nàng nàng cũng tự động đun rất nhiều nước sôi sau đó đổ vào thùng gỗ cho phu nhân cùng lão ra tắm cũng may hôm nay có tuyết rơi nên không cần phải ra ngoài gánh nước chỉ cần lấy nước trong bể chứa ngoài trời là được mà lý nguyên cũng không khách khí sau khi tắm rửa thoải mái xong đã ngay lập tức trèo lên giường đợi một lúc sau diêm nương tử đã đem thân thể nóng như lửa đốt của mình chui vào chăn bên ngoài tuy rằng tuyết rơi ngập trời nhưng người trong chăn lại nóng như lửa chớp mắt cái đã hai ngày trôi qua tuyết lúc này cũng đã ngừng rơi băng cũng bắt đầu tan mà trong quá trình băng tan cũng chính là lúc có gió trời lạnh nhất sau khi ăn xong mọi người bắt đầu nghỉ ngơi bởi vì quá nhàm chán nên hắn cùng nương tử đã đến hậu viên ngồi chơi sau khi tuyết rơi thời tiết sẽ từ từ ấm lại diêm nương tử vẫn khoác trên người chiếc áo nền xanh hoa trắng được được mua lúc còn ở trong thôn như lúc trước ngồi trên ghế gỗ dưới mái hiên ở hậu viện nhìn những cành cây đã trụi lá cách đó không xa nói cũng không biết là cây gì đến mùa xuân sẽ nở ra hoa như thế nào là cây hạnh hoa lúc lý nguyên nhận lệnh mua căn nhà lều này đã từng hỏi qua đệ tử huyết đao môn phụ trách nơi này hạnh hoa sao diêm nương tử nghe đến đây lập tức vui mừng trong đôi mắt to tròn xinh đẹp lóe ra ánh sáng như nước xuân trước kia quê ta có nhưng sau khi đến phường tiểu mặc lại không có hiện tại lại có có thể thấy được nơi này lại là nhà của ta lý nguyên cười nói vốn chính là nhà của nàng chỉ cần ta ở đâu thì ở đó chính là nhà của nàng diêm nương tử liếc hắn một cái cũng không phủ nhận một lát sau diêm nương tử đột nhiên từ trên ghế nhảy lên đứng ở trong sân làm ra một động tác nói tướng công mấy ngày nay nhìn chàng luyện đao không hiểu sao ta lại muốn cùng chàng luyện lại lần nữa những công pháp lúc trước trong lòng nàng có hơi không cam lòng công pháp của nam nhân nhà mình là do chính cô truyền ra dựa vào cái gì nam nhân nhà nàng chỉ bỏ ra có mấy ngày đã học được còn nàng học lâu như vậy lại không thể lý nguyên nói nàng muốn luyện được thôi nếu có chỗ không đúng ta sẽ giúp nàng sửa lại diêm nương tử cười hì hì nhìn hắn sau đó lại thu lại thần sắc bắt đầu di chuyển hai tay khiến những cảnh liễu xung quanh đung đưa theo gió bước chân nhẹ nhàng hô hấp dựa theo một tiết tấu nhất định vô cùng nhẹ nhàng lý nguyên là người từng trải đương nhiên biết công pháp này vô cùng ảo diệu nói, hô hấp cùng động tác chỉ là hình thức, còn những cái nàng mới làm vừa rồi là vì để điều động khí huyết đang lưu thông trong cơ thể, khí huyết sẽ ở trong cơ thể nàng không ngừng xoay chuyển, vừa vận hành vừa nghỉ ngơi, tích lũy qua từng ngày sẽ hình thành một loại lực lượng máu đặc thù, đó là một loại sức mạnh ấm áp thậm chí nóng bỏng, nhưng sẽ làm cho nàng phi thường thoải mái, thậm chí quanh thân đều trở nên mạnh mẽ. Ừm, Diêm Nương Tử vô cùng nghiêm túc luyện tập, bây giờ việc nhà đã có Vương Thẩm làm, như vậy mà cô cũng có nhiều thời gian rảnh hơn lý nguyên thì vẫn tiếp tục đùa dỡn đao pháp giết heo của hắn đến buổi tối cơm nước nóng hổi được người hầu bưng ra có một đĩa thịt xào hành tây một đĩa trứng xào tỏi tây và một phần nước dùng với các hạt muối và dầu thật là phong phú vật tư trong huyện coi như phong phú nên sau khi ra khỏi lều để đi chợ mua hành tây và rau hẹ cũng không khó sau khi lý nguyên ăn xong ngay lập tức đi tới tiền viện vương thẩm thì đang bận trước bận sau nấu nước chuẩn bị tắm rửa cho hắn mà đúng lúc này bên ngoài lều đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa lý huynh đệ có nhà không ta là thái trạch cụ khụ cụ khụ trong lý nguyên một bên ho khan một bên đáp lời tự mình đi mở cửa người đứng ngoài cửa là một thanh niên mặc đồ nha dịch không phải thái trạch thì là ai thái trạch trong tay còn mang theo một giỏ táo một con cá nhìn thấy lý nguyên nói lý huynh đệ ta vừa nghe nói vết thương cũ của đệ tái phát cho nên vừa xong việc đã lập tức đến thăm đệ mời vào trong thái huynh bất quá đồ của huynh ta cũng không thể nhận ta có thể tới đây là nhờ có huynh hỗ trợ nên làm gì có tư cách nhận đồ của huynh nữa khụ khụ huynh đệ với nhau cả mà đừng khách khí thái trạch dứt lời lại nói đùa đệ nha rõ ràng đã nhập phẩm như thế nào còn gạt ta lý nguyên vớ vẩn nói cũng không phải giấu giếm ta không phải là bị thương sao thương thế tái phát tùy thời đều có thể bị đánh về nguyên hình cho nên mới không nói với thái huynh thái trạch nghe xong lời của hắn thở dài đột nhiên ghé sát vào tai nói thân thể nếu có thể gắng gượng được thì nên trở về sớm một chút có chuyện gì vậy tạp dịch các bãi đều là nhìn người nếu đệ trở về chậm bọn họ sẽ không coi trọng đệ như thế sau này có muốn hợp tác làm việc cũng sẽ rất phiền toái vậy sao cộng sự của đệ tên là ôn tiểu kiều phải không đúng vậy nhà ôn tiểu kiều là thương nhân buôn lương thực của phường ngô đồng nàng ta có tiền lại có thủ đoạn lần này ta nghe nói nàng ta đang điều tra vụ án đệ tử mất tích lúc trước nếu điều tra thành công đây chính là đại công để mau mau trở về một là giành quyền lên tiếng hai là cùng nàng ta tra rõ nguyên nhân mất tích của tên đệ tử kia đến lúc đó thành công bảo đảm người trong môn sẽ đề bạt các ngươi trở thành đệ tử ngoại môn thái huynh vụ án mất tích rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mất tích trong huyện hàng năm đều có người mất tích nhưng đó là đệ tử ngoại vi được phân trực đêm của huyết đao môn thái trạch tới gần cười nói ta đoán là bị người lặng lẽ làm thịt nhưng lần này không giống nếu chuyện xảy ra trên đảo lý gia nhất định bọn họ sẽ chú ý tới việc quan trọng bây giờ chúng là xem thử kẻ nào dám to gan ra tay sức lực là mượn sức của lý gia để trợ giúp công lao lần này vậy mà lý gia lại không cướp đúng thật là chuyện tốt vừa dứt lời y lại khoát tay nói tiếp ta nói lung tung a à, để đừng để ý thế nào có hạ quyết tâm nhanh chóng trở về hay không lý nguyên thở dài nói thái huynh ta cũng muốn nhưng thân thể ta lại không được thật đáng tiếc hai người hàn huyên qua lại thêm một lúc thái trạch cảm thấy đói bụng nên bên tìm cớ rời đi sau khi y rời đi diêm nương tử mới từ sau màn đi ra lo lắng nói làm sao bây giờ Lý Nguyên hồi tưởng lại cảm giác lạnh lẽo thâm trầm ngày đó, trầm giọng nói, ta ngược lại hy vọng Ôn Tiểu Kiều có thể lập được đại công, để ta có thể quay lại chợ đen, chớp mắt cái đã đến ngày thứ ba. Lúc này thời tiết cũng dần ấm lên, ngày hôm đó, lúc trời chẳng vạng tối, cửa nhà Lý Nguyên lại bị gõ vang. Âm thanh gõ cửa rất nhanh, rất chói tai, Lý huynh đệ, Lý huynh đệ, giọng nói thái trạch từ bên ngoài truyền đến. Lý Nguyên nghe vậy đứng lên đi mở cửa, vừa ra đã thấy vẻ mặt ngương trọng của thái trạch. Lý Nguyên nói, có chuyện gì vậy, thái huynh thái trạch trần chờ dây lát trầm giọng nói ôn tiểu kiều cũng mất tích ôn tiểu kiều mất tích lý nguyên nghe vậy lập tức có cảm giác ra đầu tê dại mất tích như thế nào cả ngày đều canh gác vô cùng tốt không hề xảy ra chuyện gì nhưng ngày hôm qua lúc nàng ta đi dạo trong chợ như thường lệ đến lúc chạng vạng người lại đột nhiên không thấy tam hơi bọn tạp dịch tìm nàng ta khắp nơi nhưng cũng không tìm thấy trên mặt thái trạch vẫn mang theo vẻ không dám tin cho tới bây giờ y hình như cũng đã nhìn ra được một số chỗ dị thường lý nguyên lại hỏi lý ra đâu thái trạch nói lý ra không sao nhưng lý ra cũng không phát hiện ra dị thường gì đệ tử huyết đao môn mặc y phục nha dịch này đột nhiên nhìn lý nguyên đầy cổ quái sau đó hạ giọng nói có phải ngươi đã phát hiện chuyện gì hay không cho nên mới sớm cáo bệnh ở nhà lý nguyên cười khổ nói làm sao có thể chuyện lý ra còn không phát hiện được ta làm sao có thể phát hiện vết thương này của ta là thật thái huynh đi hỏi người của phường tiểu mặc đi hỏi đại phu hồi xuân đường bọn họ đều biết thái trạch trầm mặc Nói, vậy Lý huynh đệ cảm thấy có vấn đề ở chỗ nào? Lý Nguyên suy nghĩ một lát, đột nhiên nói, ngày hôm qua Thái huynh nói những đệ tử mất tích kia có thể là bị người lặng lẽ làm thịt, thế thì, vậy thi thể của những đệ tử này thì sao? Thi thể sẽ ở đâu? Thái Trạch có chút sừng sốt, ngày hôm qua hắn nói bị người làm thịt chỉ là thuận miệng nói mà thôi, nhưng bây giờ nghe Lý Nguyên nhắc tới như vậy, phát hiện quả thật rất có khả năng. Lúc trước, y sở dĩ không bao giờ suy nghĩ sẽ có chuyện như vậy, bởi vì thứ nhất hiện trường không có dấu vết đánh nhau, thứ hai Huyết Đao Môn ở phường Ngân Khê chính là thổ hoàng đế, đã rất lâu không ai dám trêu chọc Huyết Đao Môn ở Ngân Khê. Trong lòng Thái Trạch lúc này đầy dẫy nghi hoặc cùng lo lắng, đem trái táo trong giỏ đưa qua, vội vàng nói: "Lý huynh đệ dưỡng thương thật tốt, ta đi về trước." Lý Nguyên nhận lấy quả táo, hành lễ đưa tiễn nói: "Thái huynh, vào uống ngụm nước trước đi, lần sau nhé." "Vậy, đi thong thả a." À, hoàng hôn đỏ như máu, chiếu lên các con đường nhỏ chật trội bên ngoài khu lều, màu đỏ ấy đẹp đến ngây người. Vào ban đêm, trăng sáng như sương tuyết, lý nguyên tay cầm đao đứng trong hậu viện được ánh trăng sáng chiếu qua đao lúc đầm lúc chém luồng nhiệt chảy giữa các cơ bắp động tác cũng càng ngày càng thuận lợi hơn đột nhiên lý nguyên như tìm được cảm giác hai mắt mở ra thấy một luồng sáng chiếu đến soạt 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 hắn liên tục đâm ba đao tuy mỗi một đao đâm đều vô cùng nhanh và âm thanh lại vô cùng sắc bén như âm thanh gào thét của gió đây là điều mà trước đây chưa từng xảy ra cùng lúc đó một cảm giác huyền bí dâng lên hắn cảm nhận được luồng nhiệt lưu này tuy rằng còn thô giáp, nhưng chỉ cần tuân theo là có thể phát huy ra năng lực mạnh hơn so với xuất đao bình thường. Lý Nguyên nhắm mắt thật lâu, mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó liếc đầu nhìn mấy chuyên mục có thay đổi ở trong tin nhắn, họ tên, Lý Nguyên thêm điểm, 159 điểm kỹ năng, thương pháp sơ cấp, 1 phần 10, Lý Nguyên, thương pháp, luyện đao luyện ra thương pháp, hắn cầm con dao trong tay, liếc đầu nhìn, vốn là 12 đến 13, bây giờ vẫn là 12 đến 13, thêm điểm, Lý Nguyên cố gắng nhấn 10 lần trên sau thương pháp sơ cấp, 1 trên 10. Một cỗ ký ức lập tức hiện ra, đó là ký ức mấy chục ngày vất vả khổ luyện, đổ biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Sau khi dòng ký ức này kết thúc, cơ bắp của hắn đã phát sinh một ít biến hóa vô cùng vi diệu. Biến hóa này làm cho hai tay của hắn có hơi cường tráng hơn bình thường, nhưng lại không hiện rõ ràng. Nhờ một số chi tiết cơ bắp thay đổi, đã giúp hắn điều chỉnh sức mạnh tốt hơn khi ra tay. Lý Nguyên nhìn lại, thương pháp sơ cấp, một phần mười, đã trở thành thương pháp trung cấp, một trên hai mươi lý nguyên suy nghĩ gì đó sau đó nhanh chóng lấy ra một mũi tên lại lấy một cây gậy gỗ dùng để phơi quần áo ở hậu viện ra đem hai thứ đó buộc chặt lại sau đó cầm trong tay nhưng đầu nhìn đã thấy chỉ số biến thành 14 bốn phải biết đây chỉ là một cây gậy trúc mục cộng thêm mũi tên tầm thường chính là một cây thương vô cùng thô giáp nhưng khi hắn cầm binh khí như vậy lại biểu hiện ra chỉ số cao hơn cầm tinh cương đao tướng công trời tối rồi cửa sổ giấy dầu mở ra một khe hở trong ánh nến lộ ra khuôn mặt kiều diễm của diêm nương tử ta luyện đao một lát à thương lý nguyên trả lời cái thế giới vô cùng nguy hiểm này làm cho hắn cảm thấy sự khẩn cấp khó nói được trước kia hắn gần như hoàn toàn dựa vào thêm điểm còn sau này nếu có thời gian hắn sẽ tự thân tu luyện để tiết kiệm điểm số mặc dù không nhiều nhưng có thể nhiều một điểm cũng là một điểm lý nguyên tay cầm thương bắt đầu đâm mạnh về phía trước cảm giác đâm này càng ngày càng thoải mái tựa như thuận buồm xuôi gió lại thêm hai ngày nữa một buổi sáng lại bắt đầu trên đảo vẫn như cũ vô cùng lạnh lẽo chợ đen vẫn rộn ràng nhốn nháo mà ngay mấy góc đảo thì là mấy chiếc thuyền của huyết đao môn đậu lại có một số người mặc đồ da bó sát đứng cạnh những con tàu này những nam nhân này buộc dây thừng quanh eo và mũi được bao quanh bởi các ống rỗng hình khuyên bằng thiếc phụt 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 từng tiếng nhảy xuống nước trong sự huyên náo của chợ đen này cũng không quá mức nổi bật chỉ chốc lát sau dây thừng đột nhiên bị giật mấy cái người trên thuyền hiểu ý vội vàng kéo dây thừng lên những người này là thợ lặn chuyên nghiệp hay có thể nói là thợ mỏ, thợ L -A -N -T h antho mỏ lắc đầu khi bước lên. Người trên thuyền đưa tới áo lông và nước nóng để cho thợ lặn không đến mức bị phong hàn. Con thuyền vẫn tiếp tục di chuyển. Sau khi đến một địa điểm mới, thợ lặn mới cởi bỏ áo lông, tiếp tục nhảy xuống nước. Sóng nước dập dờn, chỉ chốc lát sau đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Một lát sau dây thừng được kéo lên. Không lâu sau đó thợ lặn cũng đã trở về thuyền của họ. Có phát hiện gì không? Người trên thuyền tiếp tục hỏi. Thợ lặn vẫn lắc đầu như thế một vòng tuần hoàn được lặp đi lặp lại thợ lặn và vài chiếc thuyền vẫn kiên nhẫn lấy hòn đảo giữa hồ làm trung tâm tìm kiếm khu vực xung quanh cho đến khi trời tối mới rút quân họ tìm kiếm xác chết vào ban đêm thái trạch mặc thường phục đi tới trước một lầu các nhìn hơi sang trọng trên cửa treo một tấm rèm trâu mơ hồ có thể thấy được những nữ tử đang nhảy múa ở bên trong thỉnh thoảng còn truyền đến những âm thanh vui cười thái trạch không dám đi vào chỉ đứng trước thềm đá một lúc sau giọng nói của một nam nhân say rượu vang lên từ bên trong vào đi lúc này thái trạch mới vào vừa vào phòng hệ thống sưởi ấm của địa long đã ngay lập tức tăng lên hoàn toàn ngăn cách cái thời tiết rét lạnh bên ngoài ngoài huyện thì khắp nơi xảy ra đại loạn trong huyện nơi nào cũng có người đói khát nhưng nơi này lại còn có địa long không thể nói là không xa xỉ ngoại trừ hệ thống sưởi ấm trong mộc các to như vậy còn có một ít nữ tử xinh đẹp người mặc áo lông nhìn ai ai cũng có phong tình riêng thái trạch nuốt một ngụm nước miếng đi vào tuốt trong nhìn thấy hai mỹ nhân đang hầu hạ một nam nhân nói hắc diện trưởng lão Hôm nay điều tra, tạm thời không thu hoạch được gì. Nam nhân được gọi là Hắc Diện trưởng lão gật đầu, nói, cứ tiếp tục điều tra, ba tên đệ tử kia nếu không phải mất tích mà là bị giết thì người này chắc chắn sẽ vứt xác xuống hồ. Kiểm tra là biết ngay, Thái Trạch cung kính vâng một tiếng, sau đó muốn lui ra, nhưng Hắc Diện trưởng lão lại nói, cái tên thiếu niên nhập phẩm kia còn đang dưỡng bệnh sao? Đúng vậy, là một người thú vị, cũng là một người có phúc duyên, tìm cơ hội nói cho hắn biết, hắn vốn có thể trực tiếp trở thành đệ tử ngoại môn chỉ là phó môn chủ của chúng ta không vừa mắt hắn vâng xuống đi ngày hôm sau thợ lặn lại tiếp tục khám phá nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả ngày thứ ba gió lớn tạm dừng ngày thứ tư gió lớn tạm dừng ngày thứ năm tiếp tục tìm kiếm không có kết quả ngày thứ sáu tiếp tục tìm kiếm không có kết quả ngày thứ bảy khi một thợ lặn nào đó tiếp tục nhảy xuống vùng nước mới và thực hiện các cuộc thám hiểm thông thường đột nhiên cả người gã cứng nở trong vùng nước u ám cách ánh mặt trời rất xa mơ hồ nhìn thấy mấy khuôn mặt màu xanh đã sưng hết lên những khuôn mặt kia vặn vẹo dữ tợn lại lộ ra quỷ dị và sợ hãi thợ lặn sau khi phát hiện ra lập tức run rẩy nổi từng đợt da gà rồi nhanh chóng bơi lên gã vội vàng giật sợi dây thừng theo sợi dây mà bơi lên mặt nước đợi đến khi lên thuyền gã mới thở hồn hển nói tìm thấy rồi nắng sớm gió đã ấm dần vương thẩm đang bận trước bận sau bên bếp nấu nước nấu cơm trong chậu gỗ bên cạnh đặt quần áo bẩn của lão ra cùng phu nhân lát nữa nàng còn phải đi ra suối giặt đồ giặt xong lại dành ra chút thời gian giặt của mình và đứa nhỏ bên ngoài khu lều cành dương liễu khô đã nảy mầm bọn nhỏ trong khu chạy dỡn với nhau dây liễu bị gió kéo lên đung đưa qua lại rất có cảm giác tràn trề sức sống bất giác mùa đông giá rét đã dần biến mất đầu xuân đã tới khu lều ở ngân khê có thêm chút huyên náo trong lòng người cũng có thêm chút vui mừng nhưng mà tâm tình lý nguyên vẫn bình tĩnh như cũ hôm nay là ngày nghỉ bệnh cuối cùng của hắn ngày mai hắn phải quay lại chợ đen nhưng tình hình chợ đen, hắn lại không rõ ràng cho lắm, hắn muốn tiếp tục nghỉ ốm, không biết có được hay không. Nhưng theo hắn thay trung thị, nhất định là không thể đi được, như những nơi khác, hắn cũng không đi được. Nơi thâm sơn rừng già là không thể đi, một khi ra khỏi thị trấn, chẳng khác nào đi tìm cái chết, vì vậy con đường duy nhất hắn có thể chọn chính là làm ổ ở phường Ngân Khê này. Hắn muốn chờ tới khi mọi chuyện lắng xuống, chờ sự thật rõ ràng lại nói. Đang mải mê suy nghĩ, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng hét của thái trạch vang lên. Lý huynh đệ, Lý huynh đệ, Lý Nguyên nghe vậy vội vã ra mở cửa. Cửa vừa mở, Thái Trạch đã cười nói, vẫn là Lý huynh đệ nhắc nhở đúng, những người mất tích đều đã tìm được, thi thể của họ đều ở dưới đáy hồ, có vẻ như đó là một vụ giết người chứ không phải mất tích. Chuyện này trong môn rất coi trọng, gần đây cũng sẽ sai người đi giải quyết, đem những kẻ ẩn nấp trong bóng tối kéo ra, đến lúc đó Lý huynh đệ không cần phải lo lắng. Lý Nguyên nghe được vụ án có tiến triển, đáy lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần tra ra sự thật có được chút manh mối, vậy phía sau hẳn là sẽ có rất nhiều tin tức quan trọng sắp bị lộ, nhưng mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, mà bệnh của hắn rất nhanh thôi sẽ khỏi. Nhất thời, hắn ôm ngực, phát ra tiếng ho khan, giống như ho đến hồn cũng không còn, khụ khụ khụ, cụ khụ khụ. Thật lâu sau, mới thở hồn hển, tiếp tục nói, "Thái huynh, à, khụ khụ, vết thương cũ là nội thương, e là sẽ lâu khỏi." Cụ khụ. Thái Trạch đột nhiên lại gần nói, "Trong môn có một vị thần y, nếu là đệ tử ngoại môn hoặc nội môn bị thương chỉ cần gọi vị thần y này đến lý huynh đệ một thân bản lĩnh nếu không phải bị phó môn chủ trướng mắt đệ đã sớm trở thành đệ tử ngoại môn vừa dứt lời y than thở trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ giống như đang bất bình vì lý nguyên ồ lý nguyên nghe đến đây đáp một tiếng thái trạch hình như đang chờ đợi điều gì đó trừng mắt nhìn lý nguyên lý nguyên hỏi phó môn chủ không thuận mắt ta cụ khụ khụ đúng vậy vốn dĩ lý huynh sẽ trở thành đệ tử ngoại môn nhưng phó môn chủ lại ai không nói được Lý Nguyên ho khan vài tiếng, tỏ vẻ khen ngợi, phó môn chủ đúng thật là có mắt nhìn. Này voi, cơ thể ta, ó, khó quá, thái trạch, Lý Nguyên tiếp tục ho. Thái trạch, trong lúc nhất thời, y lại không nói gì. Lý Nguyên cũng không nói lời nào, hắn không thích hợp với phong cách nhiệt huyết, nếu không sẽ bị người khác đem đi làm bia đỡ đạn mất. Hắn càng muốn đặt mình ở khu vực an toàn hơn, tận dụng mọi khả năng tìm kiếm công pháp, khiến năng lực bản thân tăng lên. Hai người lại tùy ý hàn huyên một lát, sau đó thái trạch tìm cớ cáo tử. Lý Nguyên nhìn sắc trời, hôm nay trời vô cùng trong xanh, nắng cũng trong, Diêm Ngọc, hắn kêu lên một tiếng. Trong hậu viện, Diêm nương tử xinh đẹp từ sau cửa thò đầu ra, sao vậy, tướng công? Ta đi chợ đen một chút, hả? Diêm nương tử nghe vậy vội vàng chạy ra, vẻ mặt hơi lo lắng. Lý Nguyên nói, ta đi xem có thể tiếp tục xin nghỉ ốm hay không. Nếu không được thì sao, cái đó, chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Lý Nguyên vừa dứt lời, lại chạy đến phòng bếp, lấy ruột mà hai ngày trước hắn bảo vương thẩm đi mua, đem một ít máu heo rót vào trong đó, tiện thể buộc mấy lỗ hồng lại, sau đó ném vào trong miệng, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào xảy ra. Đây xem như đạo cụ của miệng phun máu tươi phiên bản thăng cấp rồi. Buổi chiều, Lý Nguyên đã trở lại hòn đảo giữa hồ, chợ đen vẫn vận hành trật tự ngay ngắn như cũ, chẳng qua bầu không khí lúc này có hơi lạnh lẽo và trang nghiêm khó hiểu. Biên giới đảo có một chỗ rừng nhỏ, bên phải rừng dựa vào nước, rừng cây xanh tươi, lúc này hiện ra vài phần u ám trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy không ít tạp dịch cùng đệ tử huyết đao môn đang súng lại ở nơi đó nói cái gì lý nguyên không đến quá gần chỉ liếc nhìn từ xa khi đi ngang qua đồng tử của hắn chậm rãi co lại nguyên lai like đám người kia vây quanh là vì nơi đó có hơn 10 cái chiếu cỏ trên mỗi chiếu cỏ đều nằm một người khổng lồ trướng ra thành hình một cái bong bóng người cuối cùng mơ hồ có thể nhận ra là ôn tiểu kiều trong không khí không nặng không nhẹ phát ra mùi của cổ thi thể không khỏi làm người ta buồn nôn trong lòng lý nguyên trầm xuống trong bụng quay cuồng một trận, ít hầu di chuyển lên xuống, nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, không dừng lại thêm giây phút nào. Có vẻ như có nhiều vụ mất tích trên đảo hơn là ba vụ gần đây mà chúng cũng đã tồn tại khá lâu. Một lát sau, hắn đến cổng chính của chợ đen, cổng bắc. Trong tiểu đình vô danh, Lý Gia đang giống như nửa tỉnh nửa ngủ, uể oải muốn nghỉ ngơi trên ghế nằm. Chỉ có điều, thông tin bên cạnh lão đã phản bội lão. Lý Nguyên thấy rõ thông tin của lão từ 130, 180, âm 140, 210, biến thành 135, 180, âm 145, 210. Lý gia thoạt nhìn là đang nghỉ ngơi, kỳ thật là đang dưỡng thương. Ánh mắt Lý Nguyên đảo qua, lại thu hồi, hôm nay hắn phải tiếp tục xin nghỉ bệnh. Vì vậy, hắn ôm ngực và hành lễ, cụ khụ khụ, Nguyên bái kiến Lý gia, cụ khụ. Lý gia trên ghế nằm đột nhiên lên tiếng, Lý Nguyên a, hôm nay ngươi còn muốn cáo bệnh ở nhà, có phải hay không? Lý Nguyên sửng sốt, tiếp tục ho khan, nói, Lý gia thử lỗi, Nguyên thật sự là có lòng, mà lực không đủ nhớ nhà như mũi tên nhưng thân thể ôm bệnh mãi không thôi à ha 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 lý ra nở nụ cười đột nhiên nói như vậy đi lý nguyên ta cho ngươi một cơ hội lần này đừng nghỉ phép nữa ở lại với ta ngươi đừng trở về trung thị nữa theo ta đợi ở cửa bắc này ba ngày bưng trà rót nước cho ta trời tối thì rời đảo về nhà như thế nào lý nguyên ho khan vài tiếng mặt mang vẻ suy yếu nói khụ khụ nguyên không biết tại sao được lý ra coi trọng tiếng nói vừa dứt không khí đột nhiên trở nên nặng nề mang theo vài phần áp lực lý nguyên mang theo cảm giác áp bách này chỉ là cúi đầu không nói lời nào hắn có thể cảm nhận được cặp đồng tử sáng quắc kia của lý gia đang cẩn thận đánh giá hắn giống như muốn chiếu rõ cả người hắn một lúc lâu sau lý gia mở miệng loại cảm giác áp lực này mới tan thành mây khói lý gia chỉ thản nhiên hỏi năm chữ ngươi có ở lại không và rồi lý nguyên dứt khoát trả lời một từ ở lý gia có chút sửng sốt sau đó cười ha hả nói một tiếng được ngày hôm nay Lý Gia cùng Lý Nguyên cái gì cũng không nói, chỉ là phân phó hắn bưng trà rót nước, đi lấy trái cây. Lý Nguyên cái gì cũng không hỏi, chỉ là đem chuyện Lý Gia giao phó làm thật tốt. Vừa đến trạng vạng tối, Lý Gia đã ngáp một cái đứng dậy. Càng về đêm, chợ đen chỗ ở giữa đảo sẽ thực hiện đảo cấm, mà Lý Gia cũng không cần chấn thủ ở chỗ này nữa. Nơi ở của Lý Gia ở một nơi nào đó ở Bắc Thị, mà Lý Nguyên cần đi tới Nam Thị, sau đó ngồi thuyền trở về, kết quả chỉ mới đi nửa đường đã mỗi người đi một ngả. Vài ngày sau đó, tất cả đều như vậy, cho đến 5 ngày sau. Lý Nguyên vẫn rót nước cho Lý Gia như bình thường. Nhưng hôm nay Lý Gia lại nhìn về phía hắn, đột nhiên hỏi một câu, muốn học đao pháp sao? Lý Nguyên nói, muốn, Lý Gia nói, vậy ta sẽ chuyển đao pháp cho người. Lý Nguyên ngạc nhiên nói, vậy Lý Gia cần ta làm chuyện gì? Lý Gia nói, cần ngươi làm, chính là chuyện gì cũng không làm, chỉ cần luyện công pháp ta truyền cho thật tốt là được. Nói xong, lão lại nói, ngươi có biết vì sao ta truyền công pháp cho ngươi không? Lý Nguyên rất phối hợp lắc đầu, vẻ mặt tò mò. Lý gia nói, bởi vì ngươi có thiên phú và nhân duyên, ngươi rõ ràng xuất thân hương giã, nhưng 17 tuổi đã nhập phẩm. Tính cách ngươi trầm ổn, không có táo bạo như người trẻ tuổi bình thường, su cắt tị hung, lần này lại tránh thoát sát kiếp như vậy. Ngươi có lòng tốt, bưng trà rót nước cho ta, không định hót, cũng không oán giận. Chỉ có người trẻ tuổi như ngươi mới có thể truyền thừa một môn công pháp này của ta, không đến mức thất truyền. Ta đã đợi rất lâu, nhưng chỉ đợi được ngươi, đó chính là ngươi. Lão vừa nói xong, không khí đột nhiên trầm xuống. Còn không rót trà, hành lễ, bái sư, Lý ra nói. Lý Nguyên nghe vậy vội vàng đi rót trà nóng, sau đó quỳ xuống đất, hai tay nâng trà lên cao, cung kính nói, đồ nhi bái kiến sư phụ. Lý ra nhận một lại, cầm trà nóng uống một ngụm lại đặt tới bên cạnh, nói một câu, ta gọi là Lý Vũ. Môn này của ta tên là ỉn Nguyệt Môn, công pháp ta muốn dạy con gọi là Thổ Phách Công, đao pháp gọi Xuân Thu Đào. Bất kỳ pháp môn nào muốn nhập môn, chỉ có hai con đường, một loại là ngộ, hai loại là luyện. Ngộ là tự mình ngộ, tất cả công pháp đều do con người sáng tạo ra. Người khác có thể sáng tạo, tại sao ngươi không thể? Chỉ khi giữ được tâm mới có thể ngày càng mạnh hơn, không trở thành con rối của công pháp mà phải làm chủ nó. Người buôn bán nhỏ, nếu làm một việc thuần thục, vậy cũng sẽ rèn luyện ra pháp môn của mình. Vi sư từng gặp một ông bán dầu ở phố xá sầm uất, lỗ tiền nhỏ dầu nhưng lỗ tiền lại không ướt. Vi sư cũng từng gặp qua một đồ tể, lưỡi dao giải trâu, ao ao rung động, tựa như nhạc khúc, như lưỡi dao không tổn hại mà châu lại tự giải. Những người này, trong cuộc sống hàng ngày, chính là đã ngộ ra pháp môn của chính mình, nhưng đại đa số người sẽ không có cơ hội ngộ ra pháp môn của mình, mặc dù có ngộ ra nhập môn nhưng lại ngộ không ra phần sau, về sau lại càng không thành tuyệt đỉnh. Cho nên, chúng ta cần truyền thừa, cần nắm giữ năng lực do những người kinh tài tuyệt diễm trong quá khứ sáng tạo ra. Sức mạnh này phân biệt công năng và kỹ năng. Công pháp là pháp căn bản, đột phá công pháp ngươi mới có thể vào cảnh giới cao hơn. Kỹ năng là sử dụng pháp, kỹ năng tăng lên, ngươi mới có thể thực sự điều động được năng lượng của bản thân. Ngoài hai yếu tố này, vũ khí cũng rất quan trọng. Một thanh binh khí tốt mới có thể chịu đựng được sức mạnh mà người phát ra, thậm chí giúp người phát huy ra năng lực vượt qua chính mình. Thế gian có lời đồn, có yêu khí thần binh, chỉ cần nằm những binh khí kia trong tay thì những binh khí bình thường khó có thể so sánh được. Nhưng nếu cảnh giới của ngươi không đủ, cầm những binh khí kia cũng không dùng được, Ngược lại còn bị phản phệ hại chết bản thân. Lý Gia ngồi ở trên ghế dài, chậm rãi nói, bốn phía của tiểu đình vô danh, người qua lại như thủy triều lên xuống, tiểu đình giống như hòn đảo đơn độc, nhưng trên đảo này, Lý Gia không nghe được tiếng người qua lại cung kính hô Lý Gia, mà chỉ chuyên chú giảng giải chút tin tức cơ bản cho vị đệ tử y bát này. Từ ánh mắt chăm chú của Lý Nguyên, Lý Gia đã biết, thiếu niên lang từ hương phường này thật sự chưa từng học võ, cũng không ai nói với hắn những điều này. Trái tim của lão rất ấm, mắt tuy híp lại, nhưng cảm giác thân cận lại tăng thêm vài phần. Mối quan hệ thầy trò đôi khi giống như nam và nữ. Nếu nam nữ là lần đầu tiên, vậy cảm giác sẽ khác. Sư phụ đối với đệ tử cũng vậy, hai người một hỏi một đáp, cuộc đối thoại cứ thế tiếp tục mãi. Thưa lão sư, Nguyên muốn hỏi về cảnh giới, cảnh giới, mọi người đều biết, có thể chia thành cửu phẩm. Nhưng chân chính mà nói, số người biết đến cửu phẩm có được bao nhiêu. Không cùng hạ trùng ngữ hàn băng, không cùng phù du ngô xuân thù. Thượng tam phẩm như thế nào, chúng ta không thể nào biết được trung tam phẩm cũng chỉ có thể nhìn thấy được vụn vật lẻ tẻ hạ tam phẩm ngược lại có thể cầu một chút vi sư sẽ nói một chút về hạ tam phẩm này cửu phẩm luyện nhục lấy công pháp rèn luyện bản thân đợi đến khi tu ra một cỗ nhiệt lưu tại trong cơ bắp tùy tâm sử dụng chính là thành nhưng luồng nhiệt này không phải là khí mà là một lực máu đặc biệt máu này cao hơn máu trong cơ thể ngươi trong lúc du tẩu có thể tu dưỡng thân thể khiến cho cường độ lực lượng thân thể của ngươi được tăng lên trong giang hồ có một câu nói lưu truyền Máu chó nuôi chó, máu lợn nuôi lợn, máu hổ nuôi hổ, máu rồng nuôi rồng. Máu đã thay đổi, con người cũng sẽ thay đổi theo, sự thay đổi này thể hiện đầu tiên là ở cơ bắp. Vậy đây là nơi luyện nhục, vào cảnh giới này, thân thể cường tráng, người thường lại khó có thể so sánh, cho dù sinh ra bệnh tật thì chỉ cần điều động cỗ máu đặc thù này bao trùng bệnh tật, là có thể nhanh chóng khôi phục, chuyện này, ngươi hẳn là có kinh nghiệm. Vâng, sau khi nguyên nhập phẩm, chênh lệch với bất nhập phẩm thật sự là rất lớn. Ừm. Biến hóa của ngươi đều là bắt nguồn từ máu này, mà trong giang hồ, tất cả mọi người đều gọi máu này là ảnh huyết, ảnh huyết, đây là ý gì? Ảnh huyết là tên gọi của dòng máu đặc biệt này. Về phần tại sao lại lưu truyền như vậy, ta đoán là từ cường giả cao phẩm hoặc là một ít đại tông môn thế lực truyền ra, ước định thành cho đến sau này vẫn cứ gọi như vậy. Đệ tử hiểu, bắt phẩm, luyện ra. Theo bắt phẩm công pháp, ảnh huyết tích tụ trong cơ thể ngươi sẽ trở nên gọn gàng ngăn nắp, tựa như bách xuyên chi chít như sao trên trời. Cuối cùng phủ lên một tầng huyết sam bên ngoài cơ thể, từ đó về sau đau thương bất nhập, cho dù đứng ở đó và để phàm nhân chém giết cũng không cần lo ngại, trừ phi chính ngươi quá mệt mỏi, nếu không cho dù người khác có dùng đao đánh như thế nào cũng không thể phá vỡ phòng ngự của ngươi, cùng lắm là lưu lại một. Để Ad có thêm kinh phí làm video dài và hay hơn, rất mong mọi người ủng hộ để Ad có kinh phí mua bản dịch. Cảm ơn mọi người nhiều nha.